xin chào bạn thân thính giả của kênh truyện Em hơn tình ngày hôm nay huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện cô vợ bị bỏ của tổng tài thưa các bạn trong tập trước của câu chuyện thì mối quan hệ giữa hoàn nhàn cùng với thân tống học đã có sự chuyển biến mới sau khi chấp nhận kiếp sống tình nhân để đổi lấy sự bình yên cho người bố của mình cũng như thoát khỏi bàn tay của người mẹ kế thì hoàn nhàn đã nhẫn mực chịu đựng Mà dù đã dành trái tim của mình cho thân tổng học thì những hoàn nhàn không dám mơ ước quá phận bởi vì cô biết rõ người đàn ông này rất chi là đào hoa và trái tim của anh vẫn luôn hướng về người yêu cũ của mình chính vì vậy cô một mực nhẫn nhịn cho đến một ngày khi hoan nhan phát hiện ra mình mang thai thì cô đã vô cùng hốt hoảng cô biết với tính cách của tân tống hậu thì đứa con này sẽ không thể nào sinh ra đời và trong lúc hoan nhan đang vô cùng băn khoăn đó thì tân tống hậu lại bay đến nước mỹ để tham dự lễ cưới của người yêu cũ là to Lai. Một mình cô phải đứng trước quyết định khó khăn Là phải bỏ hay là giữ lại đứa bé này Cuối cùng dưới sự trợ giúp của hai người bạn thân Thì cô vẫn phải chấp nhận từ bỏ đứa bé Nhưng vào giây phút cô đang nằm trên giường bệnh Nỗi đau mất con còn chưa tiêu tan Nỗi đau cơ thể cũng đang còn nguyên vẹn Thì Lâm Tiên đã phát hiện ra sự việc này Và nhất định cô ta sẽ lợi dụng vào nó Để khiến cho hoàn nhân phải chịu đau khổ Giảm bớt đi sự đố kỵ uất ức của cô ta Và rồi đây trong tương lai cuộc sống của Hoan Nhan sẽ ra sao khi tình yêu bên cạnh cũng không còn mà những người bạn xung quanh cũng quay lưng với cô. Nghe sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi tập 4 của câu chuyện này để tìm hiểu nhé. Y tá đang sờ lại giường, Văn Tính thấy rõ ràng phía trên có một mảng máu lớn, mà ở trong phòng, Hứa Hoan Nhan cùng với Kaka ca ca cũng không thấy bóng dáng. Phịch một tiếng, Trước bình giữ nhiệt cùng túi bóng ở trong tay của Văn Tĩnh đồng thời rơi xuống đất. Nắp bình bật tung ra, cháo gà đổ đầy ra ngoài, vấy cả lên ống quần cổ cô. Nhưng bây giờ cái gì cô cũng không để ý. Lập tức chạy đến kéo cổ áo của y tá. Gồ hoàn nhàn như thế nào rồi? Các người đem cô ấy đi đâu rồi? Chỉ là bỏ một đứa bé cũng làm xảy ra án mạng. Tôi sẽ kiện các người. Tôi muốn đi kiện các người. Văn Tĩnh vừa kêu la vừa khóc lớn. Chảy nhiều máu như vậy thì ngay cả con trâu cũng sẽ chết. Tiểu thư à, bạn tốt của cô bị đưa đi cầm máu rồi. Y tá rất là đáng thương nhìn Văn Tĩnh đang phát cuồng mà sợ hãi giải thích. Không phải là chết nha. Văn Tĩnh trực tiếp hỏi lại. Y tá lập tức liếc mắt xem thường rồi nguyết nhìn cô. Làm ơn đi. Phòng phụ khoa của chúng tôi đây là số một số hai toàn tỉnh. Mở giải phẫu nhỏ như vậy làm sao có thể chết người được chứ? Dưới sự chỉ dẫn của cô y tá, thì Văn Tĩnh ôm lấy tống đuối bờ bãi. Ở trên sàn nhà, lập tức chạy tới phòng bệnh. Vừa mới vào còn chưa kịp nói câu nào Thì hứa hoan nhăn đã cất tiếng nói Tĩnh à Lầm thiền cô ta vừa tới đây Cô ta tới đây làm gì Sắc mặt của Văn Tĩnh lập tức có coi đến cực điểm Đi qua vài bước Tiến tới trên giới kiểm tra cho hứa hoan nhăn một lần Lại phát hiện sắc mạch của cô trắng bạch ra Rõ ràng hứa hoan nhăn làm xong giải phẫu còn rất tốt Tại sao đột nhiên lại bị băng huyết chứ Cô ta chưa làm gì cậu chứ cả cà chết ở đâu rồi Đôi lồng mày của Văn Tĩnh nhíu chặt hơn, chỉ cảm thấy lửa giận dâng trào. Trở thối hận mới vừa rồi như tí nào, lại để cho Lâm Tiến chảy mất. Hoan nhăn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, như ngón tay lập tức kéo lên Văn Tĩnh. Tĩnh à, Cô ta chụp rất là nhiều ảnh bệnh án của tớ. Còn có ảnh tớ nằm ở trên giường cũng bị cô ta chụp hết rồi. Cô ta muốn công bố lại bởi lễ tốt nghiệp, để cho tớ thân bại danh liệt. Tĩnh à, tớ phải làm sao bây giờ? Hứa hoàn Nhan bây giờ đã bình tĩnh hơn nhiều Không hoảng loạn như là lúc nãy nữa Cô chỉ là muốn đem chuyện này xóa đi Không muốn để cho Lâm Tiến phá hủy thanh danh của cô Ở trong hồ sơ lưu lại điểm nhơ Cô căn bản là không có tiền Không có nỗi dựa Muốn tìm được một công việc thích hợp không phải là chuyện dễ dàng Nếu lại bị Lâm Tiến can thiệp vào Cô không dám tưởng tượng Tương lai của cô sẽ trở thành cái sẵn gì Tớ sẽ đi tìm cô ta ngay bây giờ Cái đồ gian ác này Văn tính tối hôm nay mà không chỉ được cô ta thì không phải là người nữa Văn tĩnh nổi trận lôi đình Một cước đem cây ghế đá văng ra Đôi tay nắm chặt thành nắm đấm Gương mặt hồng rực đến mê người Tĩnh à Cô ta làm chuyện như vậy tất nhiên sẽ trốn cậu và ca ca Không bằng chờ ca ca tới Các cậu tìm người khác gọi điện thoại cho cô ta Hiện tại sợ rằng chỉ có một người Mới có thể hẹn được lâm tiến Hứa hoàn nhăn vặn chặt hai hàng lông mày Chậm rãi mà mờ miệng Những ngón tay lạnh như băng nắm chặt vào nhau Cô tuyệt là không muốn, tuyệt không muốn bị Lâm Tiến độc ác khống chế. Được, vậy thì nhăn nhì à, tại sao cậu tự nhiên lại bị xuất huyết nhiều như vậy chứ? Văn tính gật đầu rồi lại thấp giọng mở miệng hỏi. Vệt máu để lại ở trên giường, làm cô nhìn thấy mà ghê, bây giờ nhớ tới vô cô vẫn còn sợ hãi. Hứa hoàn nhăn nhẹ nhàng nói một hơi, hơi sức trên người tự hồ cũng bị bóc hết, cô bình tĩnh mở miệng. Là Lâm Tiến đã đẹp một cái, ở bên ngoài vết thương của tớ. Cô tuy là trấn định Nhưng đến nhúc nhắc lại vẫn còn cảm thấy run sợ Văn tĩnh tức giận trừng to mắt Cũng không nhịn được nước mắt liền rơi xuống Nhàn nhì cậu cứ chờ tớ Tớ văn tĩnh lần này nhất định Nếu không chỉnh chết Lâm Tiến Thì tớ không mang họ văn nữa Lâm Tiến à Tại sao lâu như vậy mà không thấy bạn trai cô tới tìm cô nha Trong ký túc xá Một cô gái đang toa sơn móng tay Một người khác ở trước gương trang điểm Lúc Lâm Tiến để cửa tiến vào một cô gái liền vây lấy cô ta mà đặt chuyện câu hỏi. Tôi tìm cũng không phải là để cho các cô thấy sao? Hay là muốn từ người bạn trai tới tìm tôi? Đều phải đi thông báo cho các cô chứ? Cô ta kinh thường mở miệng, ngay sau đó đem giày cao gót ném đi, trực tiếp nhào vào trên giường. Nhưng có bạn học rất nhiều lần, thấy tứ hoàn nhàn được bạn trai cô đón đi nha. Cô gái đang chuyên tâm trang điểm trận to hai mắt, thận trọng thoa mascara, rồi lại nhịn không được mở mở miệng hỏi thăm. Vậy thì các cô đoán xem một chút hôm nay tôi nhìn thấy gì nhỉ? Lâm Thiến đắc ý mà cười khẽ, nâng cầm lên rồi nói. Cô gái hạnh phúc trong miệng của các cô, một mình ầm ở trên giường bệnh, vừa mới thề thảm nạo thai. Người bạn trai mà có cô nói căn bản là không thèm xuất hiện nha. Có thật không? Trời ạ, à, cô ta cũng là quá không biết kiềm chế rồi, lại để mang thai sao? Tám thần là muốn dùng đứa bé để buộc người ta lại, muốn bước chân vào cánh cửa hào môn. Kết quả, người ta căn bản là không thèm để ý mà. Chỉ là... Lâm Thiến à? Cô không phải là ghen tị trong lòng nên cô ý nói vừa. Mấy ngày trước, người đàn ông kia tới còn đón cô ấy ngọt ngọt ngào ngào cơ mà. Đúng thế, đúng thế nha. Thật công hồ là ba người đàn bà họp lại thành một cái chợ. Mấy cô gái trong văn phòng nhỏ lập tức nhao lên. Tôi chính mắt, thấy được chứng cứ, mới dám nói cho các cô chứ. Lâm Tiến ngồi dậy, từ trong tôi lấy ra một chiếc điện thoại di động, mở photo album cho mọi người xem. Đúng vào lúc này chợt có điện thoại gọi tới, nhạc chuông vang lên. Lâm Thiến say mê, cuồng nhiệt cúp điện thoại, vọt tới tủ treo quần áo rồi bắt đầu chọn y phục. Bây giờ tôi có hẹn, phải đi trước. Mấy người cho tôi trở lại, sẽ cho mấy người xem hình của hứa hoan nhăn. Lâm Tiến nhanh chóng thay quần dài, tay chân nhanh nhẹn, thoa một lớp phấn lót má hồng, rồi đã đem lông mi vẽ cong lên, mới hài lòng xem một vòng cầm lấy túi chạy ra cửa. Nhưng mà Lâm Tiến à, là ai thế? Xem cô nóng lòng quá đi. Thì chính là người các cô đã nói đi cùng với hứa hoan nhăn là thân tống hạc đại thiếu gia nha tôi phải đi rồi đây lâm tiến bịch một tiếng đóng sầm cờ lại như là một con cướm bay đi mấy nữ sinh nước mắt nhìn nhau có người kiên tị có người hâm mộ còn có người kinh thường có người lại cảm thấy chẳng có gì cả trong tiềm thức bọn họ ngược lại hy vọng hứa hoàn nhàn có thể đem lâm tiến ngang ngược càn rõ đánh bại đỡ mất công cô ta mỗi ngày ở ký túc xá làm ra một bộ dạng cao cao tại thường lâm tiến vui vẻ chạy tới cô đông Hiện giờ đã là 8 giờ Cô ta có dự cảm Thần thiếu chắc chắn sẽ để cô ta ở lại qua đêm Nghĩ đến đây thì nụ cười tràn ngập quái môi Chính là nha Cõi đời này Không có mèo nào không một lần trộm thịt Thần tống hậu coi như thế nào đi chăng nữa Có cô ngồi ở trong lòng mà vẫn không lặn Nhưng cô tin tưởng Lâm tiến cô ta có đủ năng lực Làm cho anh không thể nào chống cự nổi Bàn về vóc người Cô ta so với hứa hoan nhan Giống như là một tờ giấy tốt hơn rất nhiều Cô ta cũng không tin là cúp 3D của cô ta lại còn công đấu được hứa hoan nhan kia. Chỉ là làm sao? Anh lại hẹn cô ta ra ở khu đất đông vắng vẻ của cửa trường chứ. Ở trong đầu chợt có một ý niệm lé lên rồi lại bị cô ta hủy bỏ. Dù sao chuyện mua quần áo, chỉ có thân tống học và hứa hoan nhan biết. Hứa hoàn nhan kia bây giờ đã chết hay sống cũng không biết, tất nhiên không phải là cô ta rồi. Một chiếc xe Audi từ trong bóng đêm lao ra, cách đó không xa có mấy chiếc xe cắn máy. Ở trong buồng xe, Văn Tĩnh cùng ca ca sắc mặt âm trầm, vẻ mặt cầm hậm nhìn chăm chú vào bóng dáng đằng xa. Đặc biệt là ca ca, bởi vì cô sơ sót, cô rời đi, đã làm cho hứa hoan nhăn phải chịu nhục lớn như vậy. Cô hiện tại chỉ hận là con thể đem lâm tiến, ăn tươi nuốt sống. Cà ca ca tỷ à, cô nàng kia răng rấp như thế nào? Đừng có cái gì bệnh để cho huynh đệ chúng ta đi theo gặp nạn nha. Chỗ tài xế ngồi, một người đàn ông trẻ tuổi với bộ dáng rô côn, lưu manh nói. Đường đường là hoa khôi của khoa nghệ thuật Tôi nói cho các cậu biết Lần này các cậu được lợi rồi đó Kaka kinh bị cười một tiếng Đưa tay quen thuộc vỗ trên đầu của người đàn ông một cái Hoa khôi của khoa nghệ thuật sao Vậy thì huynh đệ của chúng ta Sẽ chơi thật tốt nha Người đàn ông lung manh mở miệng Ngón tay nâng cầm ở trong mắt chứa đầy vẻ đùa cột ta ca trầm ngâm hạ xuống Tuy rằng không cam lòng Nhưng vẫn phải mở miệng nói À chị à Nói rõ ràng mấy anh em không cần chơi quá mức. Cà ca tỷ à, chẳng lẽ chỉ có thể xem không thể đụng vào sao? Người đàn ông có tên là A Chí, có một chút bất mãn lầu bờ. Văn tĩnh quay mặt sang, khuôn mặt đem đẽ, không mang lòng cam chịu, nhưng cuối cùng vẫn là cắn chặt trăng. Cho cô ta một chút dạy dỗ thôi. Cô ta có thể làm ra những chuyện không biết xấu hổ, nhưng chúng ta không thể không có nhân tính. Nếu cô ta ngoan ngoãn giao đồ, thì cũng đừng phá vỡ nốt ranh giới cuối cùng. Thế được, Văn tĩnh tỷ à, chúng ta nghe lời tỷ đi. Cậu ta tới rồi. À chí cậu xuống xe, cậu ta đã đi lên đi. Văn tĩnh huyết một cái vào vai cửa ca ca. Hai người hơi cúi đầu an tĩnh không nói gì cả. Lâm tiểu thư à, tôi là tài xế chuyên dụng của thân thiếu. Thân thiếu bảo tôi tới đón cô. À chí thu lạnh nụ cười vô lại cung kính mở miệng nói. Lâm tiến vòng qua xe quan sát một lúc, làm bộ như tùy ý mở miệng. Thần thiếu làm sao có xe Audi rách nắt như vậy chứ? Xe của thần thiếu đã mang đi kiểm tra định kỳ, thật là uất ức cho Lâm tiểu thư rồi. A à Chí mặc dù không nghĩ tới cô ta có thể nói như vậy, nhưng cũng cơ trí thuận lợi tiếp nhận đề tài một cách dễ dàng. Thôi được, như vậy lên xe đi. Lâm Tiến gật đầu một cái, Kiều Càng đi tới cửa xe. A à Chí dễ tính đem cửa xe mở ra. Lâm Tiến cúi người xuống, vừa muốn vào, thì chợt bị một đôi tay có lực níu lại, cắm đầu ngã vào bên trong. Cửa xe việc một tiếng đóng chặt, còn chưa chờ cô ta kịp phản ứng. A à Chí đã thật nhanh ngồi trên ghế lái khởi động xe lái xe đưa đi ra ngoài phía sau mấy chiếc xe gắn máy cũng đi theo ầm ầm vang lên không nhanh không chậm đi phía sau chiếc xe Audi Lâm Thiến đã lâu rồi không gặp Văn Tính âm dương quái kiếm mở miệng thuần phục tuôn ra một lòng khói vừa đúng lúc vồn lại trên gương mặt của Lâm Thiến là cô Văn Tính mau thả tôi xuống xe để đến khi thích ứng về bóng tối ở trong xe thì Lâm Thiến sợ hãi hét lên một tiếng liền bắt đầu liều mạng kéo cửa xe Gặp gặp cái gì chứ? Một thời gian dài như vậy không gặp mặt, tiền mọi chúng ta trái lại rất là nhớ cô đó. ca ca vỗ lên mặt của cô ta, khóe miệng quật cường nhích lên, là một nụ cười mang theo ý hận. Nếu không phải giết người là phạm pháp, thì cô thật sự sẽ làm thịt người đàn bà này. Lâm Thiến cười gượng hai tiếng rồi cắt tiếng nói. Tôi và các cô không quen, không có về gì, tôi muốn trở về trường học. Trở về trường học để làm cái gì chứ? Bà đêm tốt như vậy, không có đàn ông nhiều tịch mịch nha. Nhìn xem, chị đây đối đãi với cô như thế nào chứ? Còn cố ý đem các anh em phục vụ trong quầy rượu tới đây phục vụ cô. Thế nào hả? Lâm Thiến à, cô nên cảm tạ tôi như thế nào đây? Cà cà ôm lấy hai cánh tay, thành thạo nhả ra một nhụm khói, lại đem cho thuốc, bắn vào rơi váy của Lâm Thiến. Làm cho cô ta sợ mình sẽ bị bỏng Tét lên mà né tránh. Cả người cũng đã sợ đến mức run cầm cập. Văn tĩnh, cà cà, đến tụt cùng là các cô muốn làm gì? Hình như tôi cũng không làm chuyện gì chọc tới các cô cơ mà. Lâm Thiến vô cùng căm hẫn mà ngẩng cao đầu, gắt gao nhìn chăm chú vào hai người trước mặt. Lâm Thiến tôi cảnh cáo, hôm nay các người có giỏi thì trực tiếp giết tiết tôi đi, đừng có mà đùa bỡn cái trò hạ lưu ấy. Ai à ơi, Lâm đại tiểu thư, cô thật sự là có khí phách nha. Phan Tính chậm rãi tiến lên, con người xinh đẹp kẽ nhau lại, cô ngoắc tay cất giọng gọi mấy người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh. À chị à, cậu cùng tới đây xem Lâm tiểu thư đi. Lâm Thiến ở trong lòng cả kinh nhưng vẫn cố tỏ ra trấn định. Cô ta chống đầu gối, chậm rãi đứng lên, cười lạnh rồi nhìn Văn Tĩnh và Kaka. ca. Văn Tĩnh, Kaka, các cô nếu có bản lĩnh thì tự mình tới tìm tôi tính sổ, để cho bạn đàn ông dính vào con dây ra cái gì nữa chứ. Đúng vậy nha, chúng tôi chính là không có bản lĩnh. Bản lĩnh của chúng tôi không có cao bằng cô, cho nên mấy cô ý tốt bụng tìm đến cho cô một đám đàn ông. Như thế nào chứ? Chẳng lẽ Lâm Tiểu Thư đã trải qua dân gió, ít người như vậy sẽ không thỏa mãn được cô sao? Được, không thỏa mãn được cô Tôi đây chỉ cần một cú điện thoại Sẽ cho cô thêm một chục người nữa kaka ca cười lạnh mờ miệng vẫn cúi đầu Vô cùng ác độc tung ra một cái bạt tay vào ngay đúng mặt của Lâm Thiến Lâm Thiến một chút cũng không phòng bị lao đào lùi về phía sau mấy bước nhét nhác ngồi trồm ốm ở trên mặt đất Cô ta che mặt tức sần thở dốc Nhưng cuối cùng vẫn là mờ miệng Các người muốn làm gì thì làm đi Mãi kiếp, đừng có mà động tay động chân Chúng tôi muốn làm gì Cái cô không biết phải không thật sự lại quý nhân hay quên mà. Văn tĩnh lời phải cùng cô ta dây dưa, dứt khoát gọn gàng mở miệng nói. Điện thoại di động đâu? Màu lấy ra đây. Cái gì mà điện thoại di động chứ? Lâm Thiến há mồm hoài ngược lại, mặt không biến sắc, một bộ dáng rất là vô tội. Còn mẹ nói chứ, sắp chết rồi mà lại còn ra mồm nữa sao? Cà cà tính tình nóng này trở lại tay, một cái tắt lại tôm ra. Tay của cô có sức lực cực lớn, ra tay lại vô cùng ác độc. Lâm Tiến bị cô tát một cái tát này, rất khoát là nằm hẳn trên mặt đất, đau đến mức không thể nào cử động được. Cà ca một tay nhấc túi sách của cô ta lên, kéo kéo khóa, ồn ào một tiếng đem tất cả đồ bên trong đổ ra. Lâm Tiến thần sắc đại biến, dùng răng muốn chạy ra ngăn lại, nhưng Văn Tĩnh lập tức níu lại tóc của cô ta, lôi cô ta đến bên cạnh xe, nâng lên một cước, lên đá vào bụng của cô ta, Văn Tĩnh giận dữ cầm nhẹ. Lúc cô xuống tay về nhàn nhìn nặng như vậy, sẽ không nghĩ tới có ngày hôm nay đi Cô đúng là không phải đàn bà Nhàn nhì vừa mới làm xong thủ thuật phá thai Thế nhưng chỉ vì cô Cô có biết rằng cô ấy đã chảy bao nhiêu máu không hả Văn Tĩnh à Em cùng cô ta nói chuyện này làm gì Tới lúc chúng ta đã thương lượng phải làm sao Thì bây giờ cứ làm như thế Dù giáo chị quyết cũng sẽ không mềm lòng với cô ta đâu Kaka mở điện thoại di động tìm được album Quả nhiên thấy hơn 10 bức hình Hứa hoàn nhân nằm trên giường bệnh Hứa hoan nhan mặc quần áo bệnh nhân, bệnh án, còn có gương mặt thống của trắng cổ trắng bệch của hứa hoan nhan. Cà ca cà càng xem càng thức, rớt khoát ném luôn điện thoại di động trên mặt đất, lại chờ hết dần, nặng đề đạp xuống mấy phát. Còn mẹ nó, chưa từng gặp qua cây nào có biết xấu hổ như cô ta. Tĩnh à, để dài dòng với cô ta. Mẹ kiếp, hôm nay không phế cô ta, chị đây không gọi là ca ca nữa. ca ca thất giận mở cửa xe, lúc xoay người lại trong tay nhiều hơn một thứ. ca ca, chị bất giận, các anh em sẽ tới giúp chị mà. A à chị ném một tàn thuốc, từ mô tô đi xuống, sáng vẻ lưu manh mở miệng nói. Đúng vậy ca ca tỷ tỷ à. Sao tỷ phải làm chứ? Anh em chúng em am hiểu nhất là đối phó với người khác đó. Mọi người đi theo ồn ào, ca ca hăng chừng mắt nhìn bọn họ một cái. Đi đi, đợi lát nữa sẽ tới lượt các cậu biểu diễn. Nói rồi cô đi tới trước mặt Lâm Thiến mới bắt đầu sợ hãi. Cô ta đã từng nghe Tống Gia Minh nói qua, Kaka là một nữ quân đồ, trong thời hắc đạo người biết không ít dường như khi đối phó với người khác luôn luôn là lạnh nhạt lòng dạ độc ác cô ta nguyên bản tin tưởng rằng mình và Kaka ca ca không có gì pha chạm nhưng không ngờ chỉ vì chuyện của ứ hoan nhan mà kết thành oán thù văn tĩnh là người lạnh nhạt lại tốt số kê sao cùng với kỳ trấn thế ra lại có một người bạn trai danh danh như vậy đương nhiên là phải kinh thường đồng tay xem ra tối nay hôm nay cô ta khó thoát khỏi một kiếp rồi cô không phải là thích tranh giành bạn trai của người khác sao? Kaka quý đầu nắm chặt chai rượu trong tay Chậm rãi đưa đến trước mặt Lâm Tiến Cô nắm lấy cắm tay của cô ta Chật chật luôn miệng mà nói Quả nhiên là một mỹ nhân bại hoại Chỉ tiếc bên trong quá xấu xí Tốt Cô đã không biết làm sao để làm người Vậy thì tỷ tôi hôm nay sẽ giải số cho cô Kaka rơi xấu xa một tiếng Đưa tay đem váy của Lâm Tiến vén lên Văn Tĩnh vừa thấy thế Không một chút lo lắng lại nhìn Kaka cô dễ nhiên biết là ca ca muốn làm cái gì lâm Thiến kỳ hứa hoan nhăn nhiều đau khổ như vậy chảy máu nhiều như vậy theo tính tình của ca ca nhất định phải đòi lại một chút ca ca à? văn tính vừa muốn mở miệng a chí lập tức tiến lên một bước đem chai rượu đặt lấy ca ca à để em làm cho Chỉ đứng bên cạnh xem là được rồi a chí à ca ca xúc động cuối cùng lại không đành lòng cô cùng bạn a chí quan hệ rất tốt cô dễ nhiên biết cùng với lâm tiến dây dơ không rõ A Chí rất có thể sẽ ra hồ tòa. Cà ca tỷ à, nếu không phải là chị đã cứu em, tìm việc cho em, A Chí sẽ không có ngày hôm nay. Ai dám kỳ dễ chị cũng chính là gây sự với bọn em. Tóm lại chị không cần phải động tay, muốn làm cái gì cứ để em làm cho. Lần đầu tiên trông thấy con người, A Chí lại kiên định đến như vậy. Cuối cùng cùng với dáng vẻ lưu manh thường ngày thật sự là khác nhau một trời một vực. Cà ca nhất thời sửa sốt, quên mất phải đem chai rượu đặt lại. A Chí không nói một lời, chỉ là tiến lên một bước tới gần bên người cô. Anh làm bảo vệ nhiều năm như vậy, đối phó với, với nữ nhân căn bản là không cần nói nhiều. Nếu giờ, chúng ta đã không ra ngoài lăn lộn. Văn tĩnh ngô ngang gì một tiếng kinh mịt. Chúng ta hôm nay, nợ cũ cùng với nợ mới một lượt tính đi. làm Tiến à? làm Đại Tiểu Thư à? Cô tối nay đường hồng thoát khỏi. Văn tĩnh tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Ra ngoài lăn lộn ư? Cô cũng vào hùa với mấy người kia sao? Tôi nói cho cô biết văn tĩnh. Ở cái xã hội này Ai mà không có người hậu thuẫn phía sau Ai không có hoàn cảnh chứ Nếu cô bỏ qua cho tôi Chúng ta xóa bỏ tất cả mọi chuyện Tôi từ nay về sau Cũng sẽ không đối phó với hoàn nhăn nữa Lâm Tiến lùi dần về phía bên cạnh xe Sau lưng dán chặt vào cánh cửa xe lạnh như văng Cô ta đã không còn đường để đi nữa Bây giờ chỉ mong Văn Tiến ca ca bỏ qua cho cô ta Tốt lắm Vậy thử xem phía sau chúng ta Ai cứng hơn ai đi Ca ca cắt cao kẹ cắn đuôi môi. À chị à, ra tay đi. Tôi này không chỉnh tết cô ta, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tôi, tôi không muốn. Lần tiến hoàng sợ, nhìn hai người đàn ông sáng bộ lều manh đi tới, gắt cao giữ chặt cô ta vào cửa xe. Cô ta vùng vẫy đầu tóc rối bời, gương mặt sưng đỏ giống như là người bị điên. Điện thoại di động các người cũng đã quăng đi rồi, các người còn muốn làm như thế nào nữa chứ? Như vậy nhăn nhi chịu khổ thì sao chứ? Cà, cà tiến lên một bước, bởi vì chuyện xảy ra hồi chiều, khiến cô trong lòng ánh náy muốn chết. Coi như người phụ nữ này có quỳ xuống cầu xin Cô cũng quyết không bỏ qua cho cô ta Nhằn nhì chảy nhau máu như vậy Cũng là không sao ư Lòng cô đã độc ác như vậy Chờ trách tôi dùng thủ đoạn xuống tay đối phó với cô Không ít đàn ông đã nằm với cô Thế nào cũng hơn trăm nghìn đi Cũng còn biết cô đã trải qua mùi vị Đồ chơi chưa nhỉ Bất quá đây chính là lạnh Băng có thể làm cho cô không thoải mái bằng một người đàn ông Chẳng qua tôi cũng không muốn cho cô được dễ chịu đâu Kaka lập tức xé quần nhỏ của cô ta ra, ở bên trong quần chữ đinh lộ ra phiền tơ màu đen. ăn mặc sắc xí như vậy là muốn câu dẫn tân tiếu sao? thật là đáng tiếc mà. Kaka động tay, lập tức A Chí ngăn cô lại. Kaka, chị không cần phải nhúng tay đâu. Anh ta dồn tay để Kaka ra, sắc mặt lạnh lùng âm trầm mở miệng. Lâm tiểu thư à? tối nay mọi việc xảy ra đều là do A Chí ta làm. Cô nhìn cho kỹ vào, đừng có một vu ăn cho ngày tốt. Anh ta lạnh lùng cười một tiếng há mồm, cắn bật nắp chai bia, phun ra một bên. A à Thành, động thủ đi. Lâm đại tiểu thư xinh đẹp à, thật là xin lỗi nha. A à Thành là một tiểu lưu manh, sớm đã không nhịn được từng bước từng bước tiến lên, xe tăng tấm vải mỏng manh, không khí lạnh lẽo trượt ùa vào hạ thân. Lâm Thiến kinh hãi tất thanh hét ẩm lên, muốn kẹp chặt hai chân, nhưng người kia lại hung hăng để lại không thể nào động đậy. Ánh mắt của cô ta trợn to dọa người, gắt cao nhìn chằm chằm vào người đàn ông tàn nhẫn này miệng há to nhưng không thể nào phát ra tiếng. A à Chí cắn chặt răng, lạnh như băng chuẩn bị bia, chai rượu để vào giữa chân của cô ta. Lâm Tiến cản giọng thét trái tay, nhưng anh ta vẫn nhắm mắt điếc tay ngơ, bàn tay dùng lực đẩy tới phía trước người bị đè xuống. Lâm Tiến khống cổ kêu lên một tiếng thảm thiết. Lúc này cả chai rượu được đưa vào phân nửa. Anh ta lạnh lùng vỗ tay, sắc mặt không hề thay đổi đi đến bên cạnh lạnh lùng nhìn người phụ nữ bị ném trên mặt đất đang co cóc kêu gào thảm thiết. Văn tĩnh tuy rằng ngày thường to gan, tiếng thí ngóng như là lửa, nhưng giờ phút này cương mặt cũng sợ trắng bệch. Cà cà ôm lấy cô, đè mặt cô xoay sang hướng khác, hàm răng cắn chặt. Tĩnh à, tóm lại là do ta bỏ đi ra ngoài. Mẹ kiến cho văn nhân bị như vậy. Hôm nay làm tất cả mọi chuyện này. Cà cà tôi tuyệt đối không hối hận, chỉ là tĩnh à. Cô ngang cầm lấy tay của Văn tĩnh, còn người xinh đẹp màu nâu kiến định Nhìn chăm chú vào viên tĩnh nói Tối ngày hôm nay cô không hề có mặt ở đây Cô vẫn đang ở chỗ của kỳ chấn Ngày hôm nay có xảy ra chuyện gì Cô cũng không biết có nhớ chưa hả Văn tĩnh ỏa khóc thành tiếng Người nguyện lắc đầu một chữ cũng không nói được Mình nhớ lời nói Tĩnh à Ba người chúng ta cùng lắm chỉ có thể mất đi một mặt thôi kaga thấp giọng nói Dùng sức kéo của một chút Rồi cho gió xảy bước đi đến bên cạnh A Chí hỏi Cô ta không sao chứ Cà cà có một chút lạnh lẽo Tay rôn rầy cầm lấy thuốc lá đốt Mới hít lên một hơi liền bị A Chí đoạt lấy Cà cà cô ít hút một chút đi Đây là lần thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay Anh ta kêu cô là ca ca Mà không kêu bằng chị Không chết được đâu A Chí lạnh lùng cười một tiếng Nhìn người phụ nữ nằm dưới đất Bởi vì dưới váy chảy ra máu tươi lẫn với bia Hỗn độn thành một đống Đau đến co quắp không sức lực cầu xin mở miệng Vậy thì tốt. Kaka hung hăng cười một tiếng. Nhưng mà A Chí à, như thế này vẫn chưa đủ đâu. A Chí lập tức nhớ chặt lông mày. Không tính là anh Tuấn kia sắc mặt bỗng tối sầm lại. Kaka, cô còn muốn làm như thế nào nữa chứ? Không phải là tôi muốn như thế nào, mà là sao cô ta tạo nhiệt. Nhất định phải trả giá thật lớn. Kaka giận dữ cắn môi nói. tôi lớn như vậy chỉ có văn tính và hoan nhăn. Là hai người bạn tốt. Và mấy người anh em tốt. Tám lại, ai dám đụng đến bạn bè của tôi thì dù có liều mạng tôi vẫn phải trả thù. Cà gà, tôi có thể biết sao. A à Chí hiển nhiên cũng có một chút lộ ra vẻ cảm động. Văn tĩnh khấp thở cầm ra hơi. Cô nhìn phía dưới lâm tiến máu tươi tụ hồ càng trào ra càng nhiều. Thì không khỏi sợ hãi. Xoay mặt lại không dám nhìn nữa mà mở miệng nói. Cà gà, chúng ta đi thôi. Tĩnh à, cô đừng sợ. Chuyện này tuyệt đối không liên quan đến cô. Cũng không liên quan đến hứa hoan nhăn. Tóm lại các người đừng ngăn cản, Tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho cô ta đâu. Giết tôi đi. Cả người giết tôi đi. Lâm thiên thống khổ co rút đứng lên, giống như là một con thú thảm thiết mà gào to. Bình rượu bị bể ra, đâm xuyên vào da thịt nhạy cảm, màu tươi chảy càng lúc càng nhiều ra, nhưng ca ca chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn rồi xoay người đi tới. A à, chị à, anh lái xe ném cô ta ra bên ngoài cửa bệnh viện đi. A à, chị khóe mắt dần dật mấy cái, nhưng vẫn gật đầu yên lặng lên xe, khởi động máy rồi quay đầu xe lại. Phan Tĩnh tay chân lạnh như băng, bị lôi kéo lên xe, toàn thân của Lâm Tiến đầy là máu, không có chỗ nào là không co cấp. Cô ta rơi vào hôn mê, chỉ là trận to mắt nhìn lên trần nhà. Phan Tĩnh chợt cảm thấy sợ hãi, cô không dám đối mặt với ánh mắt như vậy của Lâm Tiến, sâu thẳm mịt mờ giống như là đáy giếng, mang theo hận ý cùng với tuyệt vọng. Đừng sợ Tĩnh Nhi à, sẽ không có việc gì đâu. Ca ca vỗ vỗ lưng, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Lâm Tiểu Thư à, mọi việc xảy ra tối ngày hôm nay đều là do ca ca tôi làm chủ, không liên quan đến Văn Tĩnh, cũng như không liên quan đến A Chí. Ca ca qua quay mặt sang lít nhìn người phụ nữ đang ngồi co rút. Cô chưa từng thấy qua một người phụ nữ nào, bộ dáng lanh lợi sách bén, rồi lại trống sống, ánh mắt sâu thầm tuyệt vọng. Bị cô ta nhìn chầm chầm như vậy, ngay cả người không sợ trời không sợ đất như ca ca, cũng cảm thấy ớn lạnh sau lưng. Chồng ta, cứ chờ xem đi. Lâm Thiến âm trầm nói một câu, rồi quay sang chỗ khác, an tĩnh như là chỗ không người. Ngay cả đau đớn có chịu như vậy, cô ta cũng không thốt ra một lời nào cả. Bốn người còn lại không ai nói một lời nào. Trong buồn xe yên ắng dễ sử, cũng may xe cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại ở bên ngoài cổng bệnh viện. A chế Chí xuống xe, ngoắc tay kêu mấy anh em đem Lâm Thiến ra. Ở trong xe mùi máu tươi khai mũi dần dần biến mất. Văn Tĩnh bây giờ mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tĩnh à, Ngày mai mình sẽ đem xe rời đi cho bạn Kage nhẹ nhàng mở miệng Tuy vậy tinh thần cô cũng có một chút hốt hoảng Nói cái gì vậy chứ Văn tĩnh trưởng cô một cái Rồi cầm lấy tay cô an ủi Kage Mình sẽ nói chuyện này với kỳ Trấn Tóm lại anh ấy sẽ nghĩ cách giải quyết dùng chúng ta Chỉ mong lại như vậy Kaka nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi mở cửa xe đi ra. Tĩnh à, A à, Chí sẽ đưa mình về, cậu lái xe cẩn thận. Ừ. Văn tĩnh gật đầu bước ra, ngồi vào chỗ của tài xế, cắm chìa khóa vào ổ rồi xoay máy khởi động xe máy. Cô chậm rãi lái xe đi, quay đầu lại nhìn thấy hình dáng bé nhỏ của ca ca, đang ngồi trộm hỗn. Cô biết ca ca rất sợ, nhất định là đang khóc. Nhưng cô cũng không quay đầu lại, đập mạnh chân ca, cô một chút cũng không muốn ở lại nơi đó. Ca ca nhất định là điên rồi, biết cô ấy nhiều năm như vậy, không hình dung cô lại độc ác đến như vậy. Trong lòng của Văn Tĩnh đột nhiên sợ hãi, không nói ra là cái sợ gì. Cô chỉ muốn trông thấy kỳ chắn, muốn lập tức nhào vào trong ngực anh, tìm một chút xíu an toàn ấm áp mà dở vào. Hứa hoàn nhàn xuất viện vào một ngày đẹp trời. Bầu trời xa xa không một cận mây, xanh giống như là bảo thạch. Cô nhạy cảm thấy văn tĩnh và ca ca có gì đó khác thường. Nhưng các cô không nói thì cô cũng không hỏi tới. Lâm Tiến cũng không nói ra chuyện của cô nữa. Nghe Văn Tĩnh nói cô mới biết. Lâm Tiến bị đánh hai bà tai liền sợ hãi. Đem điện thoại di động giao ra mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Nhưng Hứa Hoàn Nhan luôn cảm thấy chuyện này chưa có kết thúc, chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Cô cùng các bạn học, cả lớp chụp ảnh tốt nghiệp rồi sau đó rời đi. Cả buổi lễ tốt nghiệp cũng không tham dự. Sức khỏe của cô không tốt, lại cũng không có tâm tình để mà tham gia. Số điện thoại của thân tống học cô chưa từng gọi lại, mà cô cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh ta nữa. Cô đã tốt nghiệp, lấy được bằng vi tính chuyên ngành cô không bao giờ cần phải dở dẫm người khác. Ngay lập tức, cô có thể nộp đơn tìm việc làm. Rồi sau đó, đem bà từ chỗ bệnh viện mà thân tống hậu sắp xếp, đi qua một bệnh viện khác, cùng với người đàn ông kia đoạn tiệt hết thảy quan hệ quá khứ, cũng không có liên quan gì cả. Dọn dẹp vài thứ trong ký túc xá, cũng không nhiều, chỉ khoảng nửa cái xương Phản tính để cho kỳ chấn, tìm cho cô một phòng trọ nhỏ, không cần lo tiền nhà. Cô tạm thời có thể yên tâm mà đi tìm việc làm. Thời điểm trở lại nhà trọ, Văn Tĩnh đang ở đấy, lật đật dành lấy cô. Bất quá sau khi lên tới lầu 2, thì cả người đều đã toát mồ hôi, hai chân nhẹ hững như là bông gòn. Nhanh lại đây ngồi nghỉ ngơi đi, cậu căn bàn là không thể xuống giường, mới nghỉ ngơi mấy ngày thôi mà. Văn Tĩnh của trách cô, vừa đưa nước cho cô uống. Hoa nhà nà, mình nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không thể để cho tên khốn kiếp thân tống học được lợi. Tại sao cậu vì hắn mà chịu nhiều cổ đau như vậy chứ? Văn Tĩnh nhìn cô uống nước xong thì đau lòng cất tiếng nói. Tĩnh à, mình không muốn dây dưa gì với anh ta nữa. Hứa hoàn nhắn lắc đầu. Văn Tĩnh ánh mắt thoáng tay đổi khác thường, chần chờ trong chốc lát, nhưng rồi cô vẫn mở miệng hỏi. Nhà Nhi à, mấy ngày nay cậu có xem tin tức không? Như thế nào chứ? Hứa hoàn nhắn phở phạc mệt mỏi cả người cất tiếng hỏi. Nghe nói là thân thống hậu. Đến một người phụ nữ trước đó mình bao nuôi đi quan hệ xã hội, thúc đẩy công việc hợp tác. Văn Tĩnh trong ánh mắt ấn lên sự tức giận. Thì ra, nhân phần của tên đàn ông này lại tệ đến như vậy. Hứa hoàn nhăn tay cầm lấy nước khẽ rôn, thật nhanh rũ mắt xuống. Không có khả năng, anh ta không phải lo lại người như vậy. Anh ta là người đàn ông kiêu ngạo coi trời bằng vung, lẽ nào lại làm như vậy chứ? Để lúc nào rồi mà bây giờ cậu còn nói tốt cho anh ta chứ? Văn tĩnh tức giận, nuôi trận lôi đình trồi trống eo thét to. Tám lại nếu có cơ hội, cặp mặt cậu thân ra, Đến lúc đó mình sẽ đòi lại công bằng cho cậu Quên đi Văn Tĩnh à Hứa hoàn nhăn một chút cũng không muốn nói chuyện thị phi nào nữa Bây giờ cô chỉ muốn có một cuộc sống an an ổn ổn của mình mà thuê Làm sao phải quên đi chứ Văn Tĩnh có giận trừng mắt mà nhìn cô Tám lại Nếu anh ta dám xuất hiện Mình nhất định sẽ cắt đứt chân của anh ta Chuyện này mình đã đặt can dự vào rồi Cậu không thể vô duyên vô cớ mất đi đứa bé Mà không có một chút xíu bồi thường nào được chứ Hoàn nhàn thấy Văn Tĩnh vội sáng trước sau như một là hầm hầm lở giận thì nhẹ lắc cái đầu một cái. Nhưng ngược lại cô thật sự là hâm mộ cô ấy. Dám yêu, dám hận, không sợ trời, không sợ đất. Nếu có có được một nửa quyền quyết giống như cô ấy thì chắc cũng sẽ không đi đến bước đường này. Mà đúng rồi nha nà. Làm sao bạn không để kỳ chắn giúp bạn tìm công việc chứ? Văn Tĩnh chợt nhớ ra rồi quay người sang hỏi. Tĩnh à, mình hiểu bạn muốn tốt cho mình. Nhưng Kỳ Trấn cùng với anh ta quan hệ khá là tân mật Mà mình không muốn cùng với anh ta say dơ nữa Hoàn nhàn cúi đầu Từ ban công nhà trọ nhìn ra ngoài Bầu trời xanh bao la cùng nắng chiều rực rỡ Chỉ là tâm tình của cô không khỏi xuống thấp Có một chút phiền muộn Kỳ Trấn là bạn tốt của anh ta Không muốn cùng anh ta say sưa Vậy là cô Chính là bạn gái của Kỳ Trấn Cô cũng không muốn nhìn thấy cô nữa hay sao Bạn tĩnh thật sự không hiểu Hòa nhàn đúng là ngốc nghếch mới có kiểu logic như thế này. Người làm sai cũng không phải là cô ấy. Tại sao cô ấy lại phải sợ đến như vậy chứ? Bạn tất nhiên là không giống rồi tĩnh à. Hòa nhàn nhìn cô ánh mắt sáng lên nói. Mình đã thông suốt rồi. Trong lòng mình cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Ngày mai mình sẽ đi tìm việc. Mình chỉ muốn dựa vào sức mình để kiếm tiền nuôi sống ba ba. Như vậy mình đã hài lòng rồi. Nghe thế vậy thì văn tĩnh bất giác thở dài. Thôi được rồi, đều theo ý của bạn. Tóm lại nếu đã gặp khó khăn thì nhất định phải nói cho mình Mình sẽ không quanh tay để mà đứng nhìn đâu Hoàn nhân nâng cảm giơ mắt nhìn cô cười một tiếng Văn tĩnh nhìn cơ mặt tươi cười của cô Lời muốn nói lại đè xuống Cô tình nguyện vì nụ cười kia Mà vĩnh viễn không muốn hoan nhân biết chuyện ca ca đã là một đêm kia Tình nguyện vĩnh viễn để cô ấy trong lòng không có cánh nặng mà sống thật tốt. Một đêm kia, cô nhận được tin nhắn của Kaka. Ca ca. Đây là lần đầu tiên cô biết được thân thế của Kaka. Ca ca. Khi cô ấy còn nhỏ, ba cả ngày đều là xây rượu cờ bạc. Mẹ Kaka nổi tiếng xinh đẹp. Lúc đầu kết hôn, bà an phận một lòng một dạ chăm sóc cho gia đình. Nhưng về sau cảm thấy thất vọng vì ba của Kaka, nên đã đến bên ngoài tìm một người đàn ông khác. Lúc Kaka 6 tuổi đã ly hôn, muốn dẫn Kaka tái giá, một người đàn ông lớn tuổi nhưng giàu có. Dị nhiên đám cưới công thành, bà Kaka tự tay giết chết mẹ cô ấy rồi sau đó tự sát. Ông ta đương nhiên không thể sống nổi, vì mẹ ca ca, ba năm gần đây nuôi sống ca ca, nuôi sống một người đã ngủ với nhiều người đàn ông khác. Mẹ ca ca chết rất thầm, nhưng cô ấy chưa hề đồng tình với bà. Bởi vì bà bỏ người nhà, phản bội gia đình, cô ấy vĩnh viễn không có cách nào dễ dàng tha thứ. Thậm chí lúc bà ca ca uống say không biết gì, đập vỡ chai bia mà đâm mẹ co, ca ca ở trong phòng ngủ cũng không rơi một giọt nước mắt. Cô ấy cầm hận những người phụ nữ làm tình, và nỗi hận này càng tích lũy từng chút một đã phải chục năm cuối cùng cũng bộc phát ở trên người lâm thiến kỳ chắn phải mất một số tiền lớn mới giải quyết được mọi chuyện nghe nói lâm thiến sau khi đến bệnh viện phải làm 10 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ Kỳ thân thể khôi phục cô ta ngay cả bằng tốt nghiệp cũng không nhận rời khỏi thành phố mà mai danh ẩn tích tĩnh à cậu làm sao vậy hoàn nhìn nhân văn tĩnh đang ngồi im như là người mất hồn nhẹ nhàng mở miệng vừa vặn một cơn gió tuổi tới đem cửa sổ ròng trắng mà tung bay theo làn gió. Hai chén nước thủy tinh đặt ở trên mặt bàn, chậm rãi dọc theo phiền chén rơi xuống, một giọt nước trong suốt, giống như là nước mắt của người nào đó. Văn tĩnh nhất thời nghẹn ngào, nhưng mặt trời khàn càn giọng nói. Không sao. Thật là không có chuyện. Mưa to đi qua thì mọi chuyện bình thường. Nhưng Văn Tĩnh tự dưng muốn khóc. Cô có một loại dự cảm. Cô, ca ca và hoan nhăn sẽ không thể nào quay lại như lúc ban đầu vô tư không lo lắng. Quãng thời gian tốt đẹp kia đã trôi qua, không bao giờ quay trở lại nữa. Tại phòng phỏng vấn Số 29 Dạ vâng Hoàn nhàn nghe tới mã số của cô Thì lập tức theo bản năng đáp lại đứng dậy Trên người cô mặc quần áo công sở văn tĩnh đưa cho Bộ váy màu trắng sữa Khiến cô có cảm giác thanh toát xinh đẹp Đi vào phòng tuyển dụng Sau lưng mơ hồ có tiếng người gì sau, Mặc ở trên người bộ đồ một vạn còn đột đơn xin làm chức thư ký nhỏ. Oh my god, để những người bình thường như chúng ta sống như thế nào chứ? Hoàn nhan làm như không nghe thấy. Cô cố ý đè xuống ngồi hộp rồi cúi đầu đi vào. Hứa hoàn nhăn, tốt nghiệp đại học C hệ chính quy, năm nay 22 tuổi. Người đàn ông trung niên ở giữa nâng mắt kính, quan sát cô một lượt rồi mở miệng nói. Dạ vâng, đúng vậy ạ. À? Hoàn nhan mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Tại sao cô lại chọn một công ty nhỏ như là Phố Nguyên để làm một chức thư ký bình thường chứ? theo như điều kiện của hứa tiểu thư không phải nên chọn nuôi tốt hơn hay sao hứa tiểu thư rất là thành thực nha người đàn ông trung niên có một chút tán tưởng gật đầu nhìn nữa tiểu thư xem ra không giống như là người không có tiền đó không dối gạt ngày y phục trên người của tôi là bạn cho mượn ạ hứa hoan nhân nói xong thì mỉm cười ở trong phòng cũng lập tức vang lên tiếng cười người đàn ông tuyển dụng gật đầu dị nghị như vậy hứa tiểu thư à ngày mai tới đây báo cáo ký hợp đồng từ việc một tháng Lương thử việc là 2.000 Qua thời gian thử việc Hứa tiểu sư sẽ giống như các nhân viên khác Tiền lương là 4.200 có được không 4.200 đồng ư Hoàn nhăn trong lòng có một chút kích động Cô chưa từng nghĩ đến một con số lớn như vậy Được Sáng ngày mai tôi sẽ tới báo cáo Cô gương phấn gương mặt đỏ vừng, Giống như là một đứa bé mà nhảy dựng lên Rời khỏi công ty Phú Nguyên Hoàn nhăn thở vào nhẹ nhõm chỉ cảm thấy đôi chân bị văn tĩnh ép buộc đi đôi giày cao gót 10cm, cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Cô không muốn ngồi xe buýt, tính toán lộ trình, đã tới chỗ ba điều dưỡng phải chừng ba trạm. Thời dịp mặt trời còn chưa nắng gắt, cô đi bộ đến. Mái tóc dài được sẽ lịch, rồi sau đó búi cao ở trên đỉnh đầu, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Lúc này bởi vì hương phấn và ưng hồng xinh đẹp động đến lòng người. Trên người bộ đồ cơm sở khiến cho cô toát lên vẻ chững chặt, bản lĩnh. Dưới bộ váy ngắn là một đôi chân dài thẳng tắp thon dài cùng với đôi giày cao gót cùng màu. Vào buổi sáng đầu mùa hè, đúng thật là một bức tranh tuyệt đẹp. Tại trang viên thân gia, lần đầu tiên mở tiệc nhỏ. Thần gia sắc mặt có một chút không vui, vì tôn tử mất tích 20 ngày không có một chút tin tức. Thần theo Khang và Thích Dung Dung nhìn nhau một cái cũng không dám nói gì. Ai cũng biết được con trai duy nhất thần tống học của bọn họ, đối với lão gia tử rất là quan trọng. Lần này vô duyên vô cớ đi Mỹ chơi, còn không có một chút tin tức nào làm hại hai vợ chồng bọn họ ở trước mặt ông cụ chịu không ít khổ. Chỉ hy vọng rằng bọn kỳ chấn một lát nữa sẽ tới, có thể đưa đến một chút tin tức gì đó. Lão gia tiên sinh, vô nhân, kỳ thiếu gia và tính tiểu thư đã đến ạ. À? Người làm đi đến thông báo nói, sắc mặt của tân giáo ra, lúc này mới hòa hoãn một chút, quay sang nhìn thân thiếu khang có một chút mở miệng. Tiểu tử kỳ chấn này không phải là Luân phong lưu, làm sao lại hồi tâm rồi chắc Cô bé văn tĩnh này các người đã gặp qua chưa hả? Thần Tiểu Khang đối với việc lão gia tử phản ứng hơi xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng. Chà, chúng con đã từng gặp cô bé đó rồi. Có thể là một cô bé tốt. Thần lão gia gật đầu một cái, rồi quay mặt sang kỳ chấn và văn tĩnh đã đi vào. Người làm đằng sau xách theo một túi quà tặng. Tiểu tử kỳ chấn, người cũng không có lương tâm mà. Bây giờ mới đem vợ mang đến cho ta nhìn. Mau đến đây, cho ta nhìn xem cô bé đại danh đỉnh đỉnh văn tĩnh nào thần lão gia kêu lớn văn tĩnh bởi vì căm hận thân tống hậu gương mặt không khỏi có một chút nhu hòa lão gia từ này xem ra rất là dễ cần đáng kính thần lão gia thần tiên sinh thần phu nhân mọi người khỏe còn là văn tĩnh ạ à? văn tĩnh mỉm cười tiến lên cất tiếng trò hỏi thần lão gia đưa mắt nhìn không khỏi hài lòng mà gật đầu đúng là đứa bé ngoan ta đã tính cô bé họ sẵn như vậy kỳ dẫn từ từ người ánh mắt cũng thật là tốt đó nhưng về sau còn được gọi ta là lão gia, giống như là Kỳ Chấn cứ gọi ta là gia gia. tiểu tử kia khi còn bé là một tay ta xem làm mã lớn, bộ dáng trần truồng ta cũng từng nhìn qua rồi nha thân gia gia. Kỳ Chấn nghe thấy vậy thì trợn mắt, kéo Văn Tĩnh trốn sang một bên. em đừng nghe thân gia gia nói vậy. thân gia gia. Văn Tĩnh lần đầu tiên đến, ông đừng hồ dạo cô ấy. nhìn xem nhìn xem, vợ còn chưa cưới đã bắt đầu bao che rồi. từ lúc nào sinh ra một tiểu tử mập mạp cho gia gia chơi chứ? Thần lão gia cười hiếp mắt, nhìn hai người tình cảm tốt đẹp, ở trong lòng cũng là bực tức cháu nội đáng chết. Làm sao lại không mau tìm một cô gái tốt để sinh chất nội cho ông? Con bé lần trước gặp một lần cũng thật là tốt, ai biết hắn ta lại chia tay. Nghe thấy lời này thì vắn tính sắc mặt ửng hồng, trong tim thoáng có một chút chua xót lấy hết cũng xí mà đi tới. Bởi vì hoan nhan, vì đã lại cho cô một chút công đạo, cô cũng không để cho ông cụ có một chút mặt mũi nào cả. Thần gia gia, có chuyện này con không biết có nên. Kỳ chấn trong lòng biết không ngăn được, thấy Văn Tĩnh nôn nóng muốn ngăn cô lại, e rằng là không thể. Tĩnh nhà đầu, có chuyện gì cứ nói cho gia gia biết đi. Tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng thần lão gia cũng thích bộ dạng của Văn Tĩnh. Con muốn biết thần thiếu gia khi nào trở lại. Chị em tốt của con đã có con của anh ta, anh ta lại mất tích. Cô ấy chịu rất là nhiều khổ sở, mặc dù cô ấy không sao đâu, đã quyết định cùng với thân thiếu gia nhất đau lưỡng đoạn, nhưng còn không thể cho mắt nhìn cô ấy chịu thua thiệt được. Đúng là nghiệt chướng mà. Thần lão gia không chờ văn tĩnh nói hết, thì tức giận sắc mặt trắng đỏ, bừng bừng vỗ mạnh lên bàn trời đứng dậy. Thần thiếu khang và thích dung dung sừng sốt sợ hết cả hồn, cũng cuồng quyết đứng dậy không dám lên tiếng. Chẳng qua là thích dung dung bất mãn trợn mắt nhìn văn tĩnh một cái, tất nhiên là không muốn cô nói chuyện như vậy với ông cụ. Nhà đầu kia, bây giờ như thế nào hả? Đứa bé như thế nào? Thần lão gia ân cần cất lời hỏi thăm. Văn tĩnh hốc mắt chua sót nức nở mà cất tiếng nói. Là bác sĩ nói thay ngoài tử cung. Đứa bé không giữ được đã phải bỏ Đúng là nghiệt trướng nghiệt chướng mà. Thần lão gia tức giận có mạnh cây gậy. Kỳ trấn người đừng có mà gạt ta. Nói cho ta biết, thần tổng hạo tới Mỹ làm gì? Có phải là nó đi tìm người phụ nữ tên tơ lai đó hay không hả? Kỳ trấn trong lòng biết không gạt được ông cụ. Không có cách nào đành nói. Thần ra già, già tổng hạo ngày mai nhất định sẽ trở về ạ. À? Ta là hỏi ngươi, có phải là nó đi tìm Tô Lai hay không? Thần lão ra uy nghiêm lướt mắt nhìn anh. Tô Lai? Ai là Tô Lai chứ? Văn tĩnh nghe có một chút không hiểu, kỳ trấn cất tiếng thở dài Thần ra già, già ngày kia là hôn lễ của Tô Lai. tống hạo tuyệt đối là không thể tham dự hôn lễ, cho nên con cam đoan anh ta ngày mai sẽ trở về. Hôn lễ của Tô Lai? Người phụ nữ đó cũng đã kết hôn rồi. Cái tên tiểu tử, tử thối kia làm sao lại còn mà dày đi tìm cô ta chứ? Đúng thật là mất hết mặt mũi của thân gia mà. Thần lão gia tức giận đỏ mặt tía tay, nhưng vẫn ăn ủi an tĩnh mà cất tiếng nói. Tĩnh nhà đầu à, con yên tâm. Chuyện bạn của con, xa gia sẽ không bỏ mặc. Chờ tên tiểu tử tối kia trở về, ta sẽ lập tức bắt hắn đi nhận tội. Con cảm ơn người tên gia gia. Văn tĩnh tốt ta tốt tít. Kỳ trấn ôm cô ở trong ngực săn sóc, cầm giấy ăn lau khô nước mắt cho cô. Bà, người cũng không thể trách thân tống hạo được. Còn gái bây giờ không biết kiềm chế, tìm mọi cách để mang thai. Cũng không phải vì muốn bám lấy thân tống hạo nhà chúng ta sao? Thích dùng dùng bất mãn lên tiếng. Ánh mắt như có vẻ không liếc về phía Văn Tĩnh nói. Chờ kết hình đã chôn sống lại mang thai đứa bé. Thật không hiểu các cô gái bây giờ ở trong đầu suy nghĩ cái gì chứ. Bà mất nói mấy câu đi dùng dùng. Thần Tiểu Khang sắc mặt biến hóa. Cảm thấy sắc mặt của lão gia tử bắt đầu khó coi. Thích dùng dùng cáo giận trừng mắt nhìn ông. Thế nào chứ? Tôi nói không đúng sao? Chị em của tĩnh nhà đầu nếu là người tốt sẽ chờ kết hôn có quan hệ với đàn ông sao hả? Hoàn nhàn không phải là người như vậy. Văn tĩnh toàn thân phát run. Còn nói là ai chứ? Hoàn nhan ư? Thần lão gia chợt cắt đứt lời của hai người mở miệng. Thần gia già, người cũng biết hoàn nhan sao? Văn tĩnh có một chút giật mình nhìn lão gia nhân gia ở phía trước mặt. Ông cổ chỉ là cười nhẹ một tiếng. Rồi tiến lên vỗ vỗ vai của Văn Tĩnh nói Tĩnh nhà đầu à? Tóm lại chuyện này, ta sẽ cho con bé hoan nhăn một cái công đạo, con hãy an tâm đi. Trong một đêm, cả thành phố truyền thông tạp chí báo mạng giống như là điên rồi, đăng tin tức, nói chính xác là tin kết hôn. Tất cả phụ nữ ái mộ hoa hoa công tử nhiều tiền, tuổi trẻ anh Tuấn, ra tay hảo phóng thân đại thiếu gia, người thừa kế duy nhất tập đoàn thân thị thân Tống Hậu sẽ lập tức kết hôn. Mà là lịch của cô dâu, bị thân gia bảo vệ nghiêm ngặt, chẳng hề lộ ra một chút tin tức Cô dâu thần bí, trở thành tiêu điểm để mọi người trong thành phố, lúc trả dư hậu tử bàn luận. Mà trước tin tức này có người vui, có kẻ khóc, có người khen tị cùng với hâm mộ. Lúc này đây dãi nắng mặt trời rực rỡ của mùa hè. Vài nam chính trong hôn lễ vừa mới đáp xuống máy bay, sắc mặt tối sầm lại. Nhân vật nữ chính thì đang ngồi trong bàn làm việc công ty, mời đầu ngón cay tính xào gõ gõ máy tính. Cô còn không biết mình ngay lập tức sẽ trở thành ngôi sao sáng chói trong khánh thành phố này. Kể chắn nào, Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra Ai nói mình muốn kết hôn Người nào Còn mẹ nói tung tin đồn muốn mình kết hôn chứ Cậu lập tức điều tra một cách rõ ràng Ai dám tung tin đồn này lập tức giết ngay Lúc ngồi ở trên máy bay Nhìn tin tức như tiết bay đầy trời Thần Tống Hạo giận muốn phát điên lên Anh không có ở đây 10 ngày Đám phóng viên báo chí đã có thể biên soạn ra Cái tin tức xỉ can đan như thế này Kết hôn ư Tất nhiên kiếp sau đi Đúng là gặp quỷ mà Thần thiếu hả? À? Chỉ sợ là mình không thể nào giúp được cậu rồi. Kỳ chấn nhíu mày, người đàn ông này đến cuối cùng đã có tin tức còn sống trở về rồi sao? Cậu không thể giúp ư? Mình không nghĩ còn có chuyện gì mà ngay cả mình cũng không xử lý được đó. Thần tống học vừa lái xe vừa cất tiếng mắng to. Thần già già, cậu và mình không xử lý được. Lời vừa nói ra khỏi miệng, tất nhiên đã thu lại một trận yên tĩnh. Thần tống hạo sắp nổi điên lên rồi, là ông nội tung tin tức Bây giờ mướng mắng cũng không có biện pháp. Được rồi, mình đi tìm ông. Tắt điện thoại, thần tống hảo giống như là người điên, đạp mạnh chân ca chạy tới trang viên của thân gia. Đúng, Tỉnh nhân, thần tống hảo ánh mắt cũng không cần nháy, có thể tìm vô số, nhưng đây là đối tượng kết hôn, ngượng ngùng, thế nhưng nữ nhân kia không một người nào có đủ tư cách cả. Trong đầu lẽ lên một bóng dáng sau khi tới California 10 ngày, anh tắt điện thoại di động một chút cũng không có tin tức. Không biết cô gái ngốc đó bây giờ đang làm gì Anh đập mạnh tay lên tay lái Lần này đi California một chuyến Thật sự là mất hết mặt mũi Anh thề cũng không muốn nhớ lại Mọi chuyện xảy ra trong nửa tháng qua Trời ạ à, tôi Thôi thật sự là không muốn sống nữa mà Căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng viết chữ Lại chuyển đến tiếng kêu tham thần thiết liên hoàng Đang chăm chú nhìn văn kiện Hoàn nhăn bị sợ hết hồn Chè ngực trừng mắt nhìn cô gái Đang kêu gào thảm thiết kia Hạ tiểu khe có chuyện gì về tiểu kê Thật sự là làm mình sợ muốn chết mà Trời ạ à, Người mà mình cả đời ký tác tinh thần Động lực mỗi ngày mình ăn cơm Là tình nhân lúc ngủ của mình Ông dã mơ ước của mình nha Là dùn sang thuốc sao Hoàn nhàn mỉm cười Hiếp mắt lại cất tiếng hỏi Hạ tiểu kê trừng mắt nhìn cô vẻ mặt dữ tợn mà nhảy lên nói Cái gì là gôn răng súc chứ Là thân thiếu của mình nha Là người thừa kế duy nhất của thân thị Tuổi trẻ cài cao lại anh Tuấn vô biên Thần đại tiểu gia thân tống học anh ấy muốn kết hôn rồi mình làm sao có thể sống được đây hạ tiểu kê vẫn đang còn ở trong giờ làm việc nhảy loạn lên đời sống thầy chết hoàn nhàn lập tức im lặng nụ cười bên môi cũng trở nên méo sật Cơn mặt tái nhợt. ngón tay lạnh như băng không tự chủ mà đặt ở trên bụng vết thương trong đó dường như vẫn còn có một chút đau cô vừa mới bỏ đi đứa bé của bọn họ chỉ mươi ngày anh mất tích hai mươi ngày đột nhiên giống như là thần kỳ xuất hiện ở trước mặt mọi người tin tức kết hôn chuyển đi khắp nơi thật đúng là đáng châm chọc hoàn nhàn kinh ngạc ngồi xuống cầm lấy một sắp văn kiện mở ra cô không ngừng ở trên bàn phím có chữ cô phải làm việc gì đó nhất định phải làm một việc gì đó để cho kiến mình phải phân tâm không cần phải suy nghĩ tiếp đúng là cô hận anh ta hận anh thỉnh thoảng vô tình thỉnh thoảng lại dịu dàng hận anh ta hoa tâm lặng tình dịu dàng chân thành hận anh ta vô tình vô nghĩa tùy chỗ gieo sống hận anh ta tại sao lại đột nhiên xông vào cuộc đời của cô rồi che kiến ánh mặt trời rực rỡ trên đầu của cô cảm giác lạnh lẽo trên khắp cơ thể cô bắt đầu run rẩy cuối cùng ngón tay cứng đờ trên màn hình hiện lên một dòng chữ lớn nhưng cô cũng không biết mình viết gì tương giọt tương giọt nước mắt rơi trên bàn phím không có chuyện gì thật sự là không có chuyện gì cả hoàn nhàn tự nhủ trong lòng một lần nữa nếu như tuyến lệ của cô quá phát triển Nhớ khi còn bé thích ăn kem, mẹ không mua cho cô, cô chỉ ngồi lặng lẽ mà khóc. Cô nguyện ý đem tất cả uất ức dần xuống dưới đáy lòng, không muốn chia sẻ cùng với người khác. Đó là một thế giới thuộc về riêng cô, người nào khác chạm vào cô có cảm giác không an toàn. Này, Hoa nhà à, bạn làm sao thế? Làm sao lại khóc chứ? Ai, à, anh ta kết hôn bạn cũng không cần phải tương tâm như vậy. Anh ta là một người đàn ông phong lưu, cao cao tại thượng, cũng công cùng với chúng ta là một loại giống nhau. Cậu suy nghĩ một chút đi, cô giàu thần bí đó là ai thế nhỉ? Không chừng vào hôn lễ, lại còn có vô số phụ nữ dẫn theo đứa trẻ tới giận người thân đó. Hạ tiểu kê vỗ vỗ vai của hoan nhân ra sức mà kêu la, còn tưởng rằng hoan nhân cũng giống như vô số người khác thầm mến thân tống hậu, không tiếp nhận được tin tức anh ta kết hôn, nên mất khống chế để mà khóc lớn. Hoàn nhàn bên tai ong ong, âm thanh của hạ tiểu kê vì sao lại xa xôi đến như vậy? Cô ấy rõ ràng ở bên cạnh cô, không phải hay sao? Cô đứng dậy đi ra ngoài, bước chân thật nhanh, đôi chân mang giày cao gắt, giống như là đạp trên hỏa tiễn mà chạy ra ngoài. Không để ý tới hạ tiểu kê ở phía sau lưng, đang lớn tiếng gọi. Phía ngoài ánh sáng mặt trời vô cùng trái mắt, trời mùa hè nóng như là lửa, đem lên một chút xíu dưỡng ký ở trong cơ thể bốc lên, trở thành một cái sắc không hồn. Cô căn bản không để tâm, phải vui vừng mới đúng chứ? Đúng, cô dám thể rằng cô không thích có loại đàn ông hoa tâm như vậy, cho nên đúng. Cho nên bây giờ mà mất cống chế không phải là vì anh ta, không phải là vì thân tống hậu. Cô mang thai đứa bé của anh ta, chỉ có thể lặng lẽ bỏ đi. Anh ta lại đi nước ngoài tìm vui vẻ, rồi sau đó dẫn một người vợ trở về. Hoàn nhàn lồng ngực phập phòng, cả người cô tràn đầy mồ hôi. Cô đi đi lại lại trên thành lang 30 phòng. Cô thật sự là điên rồi. Cô thật sự mang thai. Người phụ nữ chết tiệt trước đêm anh rửa đi đã thử dò xét anh lại không một chút tiết lộ. Thần Tống Học ủ rũ, cúi đầu từ trong nhà lái xe đi ra ngoài. Vừa trở về, ông nội đã mang anh xa xa, buộc anh phải cưới một người phụ nữ, một người phụ nữ đã bỏ đi đứa con của anh. Lúc đầu anh còn tưởng xa xa điên rồi, cuối cùng từ trong miệng ông nội nghe được cái tên quen thuộc. Anh nghe mắt không nói nên lời, thậm chí, thậm chí tức giận bởi vì không giải thích được đã bị định đoạt kết hôn. Hơn nữa cô dâu là ai cũng không biết, thì không khỏi đè nén xuống. Chỉ là kiếp sợ, muốn có con của anh, phụ nữ trong phương nghìn kế tìm cách, anh thấy không ít, nhưng mà chưa từng có ai dám to gan lớn mật như hứa hoan nhăn. Cô thấy nhưng một chút cũng không can tâm, không một chút so sự, không dao động lựa chọn bỏ đi đứa bé của anh. Được rồi, mặc dù bởi vì ngoan thai ngoài tử công rất là nguy hiểm, nhưng anh vẫn cảm thấy cực kỳ có chịu. Dù sao, cũng để người ba là anh có quyết định, cô có tư cách gì chứ có tư cách gì mà muốn quyết định hay không muốn đổ đưa cho anh kỳ chấn cô ta hiện giờ đang ở đâu thần tống học bấm điện thoại trực tiếp cắt tiếng hỏi ai chứ kỳ trấn cố ý giả ngu không hiểu hỏi thăm lại thần tống họng mặt mày rất lạnh đúng là đáng chết không biết anh cứ đến mùa hè tính tình là nóng này hay sao hứa hoàn nhăn. gần như là gần từng chữ cũng là truyền đến lời dặn qua ông nghe tới tay của kỳ trấn mình làm sao mà biết được chứ mình cũng không phải là người đàn ông của cô ấy nha Kỳ chắn bướng mình, Tại sao phải để cho hắn dễ dàng tìm được chứ Cậu không muốn mình chạy đến tìm văn Tĩnh Thì tốt nhất nói ra cho mình biết Cô ta đang ở chỗ nào Thần Tống Hạo giật mạnh cổ áo sơ mi Bật nhiều hoa giảm xuống mấy độ Tức giận đến tóc cũng gần như là dựng đứng Tắt điện thoại Thần Tống Hạo đem xe đổi hướng Rất tốt, vô nguyên có phải không Một công ty ở cô dân nghèo Hứa hoàn nhăn còn tưởng rằng Cô thật sự là có khả năng, nhanh như vậy đã tìm được một công việc mới, xem ra cô không còn nhờ kỳ trấn giúp, cũng chính là anh cười lạnh. Cô nghĩ là cùng thân Tống Thảo anh hoàn toàn không có liên quan sao? Anh lại muốn xem một chút, người phụ nữ này là gan lớn như thế nào, có phải là bị bệnh nên quên quá nhanh, quên mất hiệp ước của bọn họ còn những ba tháng nữa mới kết thúc, quên mất thân thể còn để thân Tống Hạo anh 3 tháng nữa sử dụng hay sao? Xe dần dần chạy qua khu phố phồn hoa, con đường bắt đầu dần thay đổi đến khu ngoại ô. Phố Nguyên xem ra cũng không phải là một công ty quá tuổi tàn. Một tòa nhà ở phía địa phương hoàn toàn hoàn như vậy, gọi thế nào cũng không sai. Thần Tống Hạo tắt máy, khẽ dựa vào ở trên ghế hút thuốc, hai mắt nhào lại nhả ra một phòng cói. Kết hôn ư, ừ, cũng không phải là đề nghị quá xấu. Nếu người phụ nữ đang ở nước Mỹ kia, có thể thấy tin tức anh kết hôn, như vậy mặt mũi của anh có thể kéo lại đôi chút chứ. Ngón trỏ đem tàn thuốc bắn ra ngoài cửa xe. Anh mở cửa xe hai chân than dài bền chắc có lực bước xuống. Anh từng bước từng bước đi tới, đi về phía tòa nhà nhỏ bé kia, sáng vẻ yêu nhằn, áo à phông màu xám tròn ngắn tay, đường cong lưu lát, chắc khỏe, gương mặt tuấn tú cùng ánh mắt đào hoa sáng rực. Mùa hè, ánh mặt trời giống như là lờ đốt. Cô gái đứng sau quầy tiếp tân cũng không có tinh thần mà nằm bẹp ở trên bàn. Thời điểm thân tống hậu tới đại sành, anh trực tiếp đến bàn lễ thân. Ngón tay gõ nhẹ, giọng nói thật là thấp từ tính vang lên. Tiểu thừa, à? ngài khỏe chứ, công ty phố nguyên xin. Tiểu thừa lễ tân tại đại sành, lời nói còn tới miệng thì lập tức sờn lại. Các mắt kinh ngạc mở to nhìn người đàn ông trước mắt, chỉ thấy anh lời biếng dựa ở trên bàn, hai mắt kẽ nhau lại nhìn, khiến cho tay chân cổ cô ta có một chút không biết để vào đâu nhờ đem vật này giao cho giám đốc của cô giữa ngón tay của anh đang kẹp tấm danh thiếp màu vàng tinh xảo đưa qua chỗ tiểu thư lễ tân à vâng được tiên sinh à tôi sẽ giống như là tình ngủ, lại thấy mình thất sắc sắc mặt ửng hồng hai tay cô gái kia nhận lấy danh thiếp mà chạy tới thang máy nhịp tim đập thật là mạnh đây chính là ký chất đại cường trong truyền thuyết sao thần tống Hảo khoe môi chỉ nâng lên một chút ánh mắt chật lé Nhìn thấy mấy tờ giấy sẵn sỡ ở trên bàn thì anh cầm lấy. Lại phát hiện ra đây là tư liệu nhân viên của Vũ Nguyên, còn có một tấm ảnh chụp nhỏ nhỏ. Cảm thấy hứng thú, anh tới trên ghế salon trong đại sảnh trực tiếp ngồi xuống, nhìn từng nhóm từng nhóm. Nghĩ cô ấy vừa mới đến công ty, rồi sau đó lại lật tiếp hai trang mới thấy một gương mặt quen thuộc. Một gương mặt thanh tú nở ra nụ cười bình thản mái tóc dài quy cô được búi ra sau đầu, không có biểu lộ gì khác cả. Cô ở đây yên tĩnh đơn giản giữa bao nhiêu người. Chợt đáy lòng có một chút mất mát. Người phụ nữ này trong mắt không có thất vọng, không có thống cổ, không có phiền não, không có giàu lo. Cuộc sống bình an giống như những người con cái khác, được dạy dỗ thật là công tệ, tính tình điềm đạm. Thần tổng lái giá quang lâm, thật là vinh hạnh cho tôi. Đang nhìn lạnh nhìn người trong hình, một giọng nam trầm thấp truyền tới. Không nghĩ đến giống như các công ty nhỏ, lãnh đạo xôn sen nịnh nọt, có một chút ngoài dự đoán của anh, xem ra cũng không phải là nhân vật trong ao. Ngài khỏe mạnh. Thần Tống Hạo đứng lên, cầm tay của người đàn ông vừa mới dương ra. Thoạt nhìn cũng là một người trung niên chững chặt, không giống như người làm ăn khôn khéo lõi trời khác, nhìn thấy anh là nịnh nọt. Thần Tống Hạo tới đây là có việc gì sao? Người đàn ông trung niên vẫn cách ký, lại không mất đi vẹn lạnh nhặt mở miệng. Thần Tống Hạo đối với người này trong lòng có cảm giác tốt, bất giác khẽ mỉm cười nói là có hai chuyện thần tống mời người đàn ông trung niên vừa phân phó thư ký đi chuẩn bị pha cà phê lại mở miệng nói không cần đâu thần tống họng một bên giơ tay ngăn lại động tác của thư ký một mặt chậm rãi ngồi xuống mà mở miệng nói chuyện chuyện thứ nhất tôi muốn gặp một người coi là nhân viên của phú nguyên còn một chuyện nữa là vốn có kế hoạch hợp tác hôm nay nhân tiện tới đây cảm thấy phú nguyên không ký thật tốt cảm thấy sau này có cơ hội có thể cùng với thân thị hợp tác. Người đàn ông trung niên vẫn bộ dáng bình thản, nghe vậy chỉ hơi gật đầu một cái. Cảm ơn thân tổng coi trọng, vô nghiên chỉ là một công ty nhỏ, sợ là khó có thể cùng với thân thị. Nhỏ hay không thì chuyện này về sau bàn đi. Thân tổng họng mày kẽ dàn, mỉm môi mà nhìn ông nói. Lưu Tổng à, có thể cho tôi mượn phòng tiếp khách một chút hay không? Tất nhiên là có thể rồi. Thần Tổng, mời bên này. Người đàn ông trung niên vừa dẫn đường đi tới bên cạnh thang máy vừa nói. Nhưng còn biết thần thiếu là muốn tìm ai chứ Hứa hoàn nhằn Anh mình thản đọc ra cái tên của cô Lại cảm thấy trong lòng mơ hồ Có một loại cảm giác không gọi ra tên Đừng nói cho cô ấy biết tôi là ai Chỉ nói là có người tôi muốn gặp Lưu tầm tuy là không hiểu Nhưng vẫn gật đầu chấp nhận đáp một tiếng được Phòng tiếp khách công lớn Cũng không có chút sung tục Đơn giản lại thanh nhã Ở trên ban công trồng hai chậu lan Màu xanh lá mạ cảnh đẹp ý vui Cửa đóng lại, anh ngồi trên ghế lông yên lặng hút thuốc. Chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía cửa có một chút mong đợi. Tiếng giải cao gót sẫm trên sàn nhà truyền đến. Vừa đúng lúc nhà khói, anh dọ tắt điếu thuốc vào cà tàn, khoai môi chậm rãi dương lên. Một tay cũng cầm tờ báo, lên phía trước mặt chắn mặt lại. Tiếng gõ cửa vang lên, anh đè nhén giọng nói mờ mờ miệng. Bảo đi. Cát một tiếng cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân càng gần tựa hồ không có không khí tràn ngập mùi thương của hoa nhài đúng là ngày đó ở qua mắt anh đã chọn cho cô sợ tắm vào dầu gội mùi này quả nhiên là dễ người tên sinh à ngài tìm tôi thành âm của cô nhẹ nhàng dễ nghe thần tống hạo ý cười tràn ngập từ từ hạ thấp tờ báo xuống hai mắt đen rờ sáng tiếp đến là giống mũi cao bá đạo đầy vẻ ngạo mặn rồi sau đó là nụ cười bên môi hài hước hoa nhàn hô hức ngừng trệ lòng bàn chân giống như bị dính chặt ở trên sàn nhà không thể nào động đậy. Hứa hoan nhăn, thật là không may mắn chúng ta lại gặp mặt rồi. Anh thấp giọng mở miệng, ngón tay toàn dài đặt ở trên tờ báo trên bàn, hai chân vắt lên nhau, theo một bộ dáng lời biếng. Lúc anh mở miệng cầm kẽ nâng lên vẻ mặt kiêu ngạo. Cô gái này, lần đầu tiên thấy cô mặc đồ công sở, tóc cũng bối lên, làm cho gương mặt càng thêm thanh tú. Đột nhiên nhìn thấy anh. Đột nhiên nghe được giọng nói của anh, hoàn nhàn cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu. Đến lúc tỉnh táo lại, cô vội vã xoay người chạy tới phía cửa. Hứa ừ, hoàn nhàn, cô nhất định phải muốn trốn tôi sao? Cô nghe thấy giọng nói của anh kèm theo sự tức giận, hốc mũi chua xót. Cô cắn chặt răng cô ép bản thân mình không được khóc. Bàn tay chạm vào tay nắm cửa, lập tức kéo mạnh. Cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Không được đi. Anh chỉ nói ra ba chữ. Lòng bàn tay dỡ vào vai của cô lại khẽ dùng sức kéo thân thể của cô lại gần. Sau gáy đập vào trước ngực của anh, vai trái cách phải phóc cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ bàn tay anh truyền đến. Hoàn nhàn cuối cùng cô không nhịn được mắt nắt tuôn rơi. Bừng tay ra, thần tổng học. Anh tại sao? Anh tại sao lại muốn xuất hiện thì xuất hiện? Muốn biến mất thì biến mất chứ? Anh không cần phải xuất hiện trước mặt của tôi. Anh làm cho cuộc sống của tôi nối loạn. Tôi không muốn nhìn thấy anh rồi trên là một phút. Cô vừa khóc vừa nói, Ngón tay lặng như băng dùng hết sức để bàn tay của anh ra. Muốn lập tức rời khỏi, không muốn được nhìn thấy anh nữa, một chút cũng là không. Hừ hoàn nhàn, cô ở Mỹ cái gì chứ? Cô đừng có mà bướng bỉnh như vậy. Anh cao mai lại, khàn giọng để mà mở miệng. Quay người co lại, ôm chặt lấy lồng ngực. Mặc kệ cô vừa đấm vừa đá vừa mắng, anh nhất quyết cụ không buông tay. Ai cần anh phải quản chứ? Thần táo hạ anh đúng là đồ con kiếp. Anh có từ cách gì mà quản tôi? Anh mà buông tôi ra, anh mà không buông tôi sẽ gọi người tôi Cô nước mắt lưng tròng, tức giận nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng sức lực không bằng anh ta, nên không thể nào nhúc nhích. Đúng, tôi tại sao phải quản cô? Tôi rốt cuộc có tư cách hay không? Hứa hoàn nhăn, cô đừng quên định ước sở chúng ta. Dây trắng mực đen viết rõ rằng, cô cũng đã ký tên. Cô còn dám nói với tôi rằng tôi không đủ tư cách sao? Anh bị dáng vẻ giống như điên cùng của cô, vừa khóc vừa mắng mà nổi giận lôi đình. Đúng là cô gái đáng chết. Anh đi tìm cô. Cô không cảm ơn thì thôi lại còn xem anh như là quái vật mắng anh, đánh anh, muốn vạch ra danh giới nữa chứ. Giao dịch. Anh ta lại dùng một tờ giấy giao dịch đáng chết để cột chặt cô sao? Tôi đổi ý rồi, có được không hả? Anh cứ đi khởi kiện ba tôi đi. Ngày sau đó cũng khởi kiện luôn cả tôi nữa. Để chúng tôi cùng vào trong trại giam. Như vậy có được không hả? Hoa nhăn khăn khăn mở miệng. Cô tức giận lấy mua bàn tay lao lao nước mắt. Đôi mắt trong suốt trừng mắt mà nhìn anh Đúng, hứa hoàn nhàn cô chỉ muốn thật là bình lặng, sống yên ổn. Một chút cũng không muốn dây dưa cùng với người đàn ông hoa tâm này. Đổi ý ư? Cô có tư cách này sao? Anh thật sự là tức giận vô cùng. Bàn tay ôm tay cô càng siết chặt hơn. Đem thân mình nhỏ nhắn của cô đè ở trước ngực. Một tay giết cầm cổ cô. Anh cúi đầu thật là thấp, hai mắt nhìn cô. Nếu không phải trong lòng có một chút xíu ánh náy, anh thật sự là muốn bóp nát cơ mặt của cô anh rốt cuộc là muốn làm gì thần tống học cậu xin anh hãy buông tha cho tôi đi hứa hoan nhan vô lực lắc đầu nước mắt rơi xuống cô biết sự dịu dàng của anh chỉ như là dương sớm, sớm không thể gặp ánh mặt trời anh ta bây giờ muốn cô chẳng qua là vì cô không hoàn toàn thần phục đợi khi cô càng người luân hãm thì cũng chính là bắt đầu bi kịch cổ cô ở lại bên cạnh tôi anh trầm giọng mở miệng đôi môi đẻ xuống hùng hằng mà hôn lên môi cô Nằm chữ này gần như bị giam giữa hai đôi môi Mơ hồ không rõ Anh phải kết hôn Anh không thể tổn thương cô gái Sắp gã cho anh được Cô liều mạng đẩy anh ra Chỉ cảm thấy đầu vắng hoa mắt Nhưng mặt hít thở không khí trong lành Cô đây là để ý sao Anh những mày quẹ môi kẽ nâng lên Ánh mắt chuyên chú mà nhìn về phía cô Hoàn nhàn bật cười Hai mắt bình tĩnh nhìn anh nói Tại sao tôi phải để ý chứ Cô một lần nữa đã chọc giận anh rồi Khẽ vớt vớt cầm anh mím môi. Được, hứa hoàn nhăn. Thói quen một đằng nghĩ một nẻo của cô vẫn chưa sợ được sao hả? Anh bật cười rồi nói tiếp. Tôi kết hôn là chuyện của tôi, không liên quan gì tới cô cả. Chẳng qua cô nên làm tốt vai trò tình nhân của mình. Cô bây giờ tốt nhất là ngoan ngoãn, đừng có vọng tưởng muốn thoát khỏi bàn tay của tôi. Anh vô sỉ, khiến cho tôi chán ghét. Cô tức giận, chỉ cảm thấy trong lòng cơn tức giận cứ tế mà trào lên, nhưng lại không thể nào phát tiết ra được. Hai tay nắm chặt, Cô sợ chính bản thân mình nhất thời không khống chế được sẽ tát vào mặt của anh ta. Cô còn dám nói thử một câu nữa xem. Anh nổi cơn tịnh nổ, bàn tay đè chặt gần như muốn bóp vỡ xương vào vai của cô. Thần Tống Hậu, anh vô sĩ để cho tôi. Cô bình thản nhìn anh, giống như không hề để sự giận dữ của anh vào trong mắt, chỉ là lạnh nhạt quật cường và không hề sợ hãi. Là cô muốn anh ta nhịn không được mà ra tay. Anh đột nhiên không muốn nghe, từ trong miệng cô nói ra hai chữ kia. Chán ghét, anh không muốn nghe hai chữ này. Anh dùng hơi sức cả người đè lên người cô. Eo cô dọc theo chiếc ghế sofa, cảm giác khó chịu. Phía dưới lại có một dòng chất lòng trào ra. Cô ở trong lòng thấp thỏm lo âu, còn anh thì đè chặt trên thân thể của cô. Cố định hai tay của cô trên đỉnh đầu, bùi tóc xốc xếch xõa ở trên ghế sofa. Mà ngay sau đó, anh cất tiếng nói. Cô xem xem, dù cô có chán ghét tôi như thế nào đi chăng nữa Thì hứa hoàn nhăn Cô không phải vẫn bị tôi đè dưới thân sao hả Tức giận lại làm cho anh một lần nữa mất đi lý trí Chỉ muốn dùng những lời nói cay nghiệt Để bảo vệ mặt mũi của mình Không bị người đàn bà này làm cho tức chết Hứa hoàn nhăn nghe xong Chỉ cảm thấy một hạt lật Thề lường đột nhiên sông trên đầu Anh hận cô thì có thể tùy ý phát tiết Anh chán ghét cô Nhưng cũng không bương tha cho cô Hơn nữa còn xâm chiếm thân thể của cô mà cho dù anh có thích thì vẫn nói là ghét. Anh có cần thì cô vẫn là ngại mà trà đạp. Tám lại, cô ngày càng một cơ hội để chạy trốn cũng là không có. Nhưng còn cô thì sao? Cô cũng không phải là một tảng đá, không phải là một loại động vật đơn bào cấp thấp. Cô cũng là một con người, cũng có tình cảm có linh hồn. Cô cũng sẽ khóc sẽ cười, cũng sẽ chán ghét hoặc là yêu thích một người giống như hiện tại. Cô bất trí bất xác bắt đầu nhập cuộc, nhưng là cuộc vui đùa đã chấm dứt Thậm chí ngay cả màn tre cũng đã kéo lên Nếu như anh muốn thì hãy đợi một chút Sắc mặt của cô tái nhật Trong bụng lại lạnh, lạnh như băng Đau nhức Bác sĩ nói qua phẫu thuật xong sẽ chảy máu Nhưng đã qua hơn 10 ngày Một ngày cô vẫn phải thay băng vệ sinh vô số lần Lúc nào thì làm Cô có sự lựa chọn sao Anh vẫn là một người đàn ông tàn nhẫn Làm cho lòng người sợ hãi Hứa hoàn nhăn nhắm mắt lại Các bắp thịt vốn căng thẳng một chút xíu cũng buông lòng Cô nên sớm hiểu biết Ở trước mặt của thân tống hậu Thì cô căn bản không có gì để nói cả Hình như anh cũng cảm thấy sự khắc thường của cô Anh ghé đứng dậy đem thân thể của mình nhấc lên Lại phát hiện trong lòng bàn tay của mình lạnh như băng Hai hàng lông mày siết chặt lại Anh nghi ngờ mở miệng Cũng không thay đổi nổi giọng điệu tuyệt tình Này, ở Hoan nhăn cô làm sao vậy Không phải là cô sắp chết đi Hứa hoàn nhăn chỉ cảm thấy thật là buồn cười. Lúc trước cô nghĩ rằng mình nhìn thấy anh chắc chắn sẽ xúc động cóc lớn Nhưng bây giờ cô lại trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều Có thể ngồi cùng anh nói chuyện Mất sự khống chế Là do cô còn lâu luyến anh sao Cô chợt nhận ra rằng Đến khi cô cảm thấy anh không còn quan trọng với mình nữa Thì cái gì cũng đều trở nên ngớ ngẩn Chỉ tiếc Cô biết mình bây giờ hình như có chút muộn màng rồi Tôi chết Thì anh định làm gì Cô mơ mắt Đôi mì giống như cánh biếm hơi run rầy anh làm cho cô kinh sợ. Một hồi lâu mới phản ứng, ánh mắt lập tức ngận ngút trời. Còn ba tháng nữa, nếu cô muốn chết thì cũng phải đợi thêm ba tháng nữa. Cô bật cười, chỉ là nụ cười này trong mắt anh, xem ra còn có coi hơn với khóc. Chết tiệt, đến tận cùng là cô muốn như thế nào chứ? Anh vẫn không biết, chỉ cảm thấy bàn tay cô càng lúc càng lạnh như băng. Bụng của tôi rất đau. Có thể hiện tại băng vệ sinh cũng đã ướt đẫm. Một lát nữa anh có thể tới phòng làm việc của tôi Lấy giúp tôi một miếng mang tới đây không hả Cô không cười không khóc Giống như là lời nói của anh không liên quan đến mình Bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay cô chợt trôn lên Một giây kế tiếp Nhưng anh lại lập tức rời bàn tay xuống Chuyển đến váy của cô Kẹ vén vai lên một chút Quả nhiên cái váy trắng đã bị nhiễm thành một mảng đỏ Về mặt của anh cứng đờ Chợt có một chút thương xót dâng lên Không phải đã làm phẫu thuật lâu rồi sao Tại sao đến bây giờ vẫn còn chảy máu chứ? Anh đứng dậy trần chừ một chút, cuối cùng vẫn là đem cô ôm vào trong ngực có một chút tức giận hỏi. Có lẽ là bởi vì sau khi phẫu thuật bị băng huyết, cho nên vết thương khôi phục không tốt lắm. Hôm nay đã giảm rất nhiều rồi, không có gì đáng ngại cả. Cô vô lực mờ miệng, có một chút giật mình cảm thấy, anh lại đem tay của mình đặt trên bụng của cô. Cảm thấy ánh mắt kinh ngạc của cô, anh hơi mất tự nhiên để mà né tránh nhưng lại bị một câu nói của cô làm cho chú ý. Băng huyết ư, tại sao Gia Gia lại không nhắc tới cùng anh những thứ này? Chúng ta bây giờ tới bệnh viện. Anh còm lưng mà bồng cô lên, mới chỉ hơi nhúc nhích, hình như lại có máu chảy ra. Hứa hoàn Nhan không khỏi cảm thấy vô cùng xấu hổ, tay chân cũng trở nên luống cuống. Anh, anh chấp buông tôi xuống, tôi phải đi tới phòng vệ sinh. Cô nghĩ như thế nào chứ? Anh kỳ mệt liếc cô một cái, trực tiếp ông cô vào phòng vệ sinh bên cạnh phòng khách hứa hoàn nhàn chỉ cảm thấy mặt mình đỏ tới tận mang tay lại nhìn anh hình như không có ý định sẽ đi ra ngoài thì không khỏi cất tiếng anh anh đi ra ngoài trước đi trên người cô có chỗ nào mà tôi chưa dừng xem qua anh không hăng mở miệng trượt vào tóc nói cái đó cái đó có để ở chỗ nào hả là cái gì chứ hứa hoàn nhàn nhất thời máu không kịp lên não tư tưởng cũng không theo kịp lời nói của anh cái gì mà cái gì chứ Chính là thứ mỗi tháng các cô đều dùng đó Anh nhìn chằm chằm cô Mà rống lên Hứa hoan nhăn sợ không khỏi kẻ rôn rầy cuốn khít mở miệng À ở bên trong túi của tôi Để ở trên bàn công tác của tôi Anh tầm cao khí ngọng mà xoay người Một cước đem cửa phòng vệ sinh đá ra Chỉ một chút lát sau Tiếng bước chân liền đi xa Dần dần biến mất Hứa hoan nhăn tâm tình không yên Ở trong đầu vẫn như cũ ong ong một mảnh Cô có một chút cảm thấy không hiểu Suốt cuộc thần Tống học đang suy nghĩ cái gì Anh muốn kết hôn Còn không thông báo cho khắp thiên hạ đều biết Lại tìm một cách để bảo vệ vợ chưa cưới Cũng không muốn đem cô để ra trước ánh đèn flash Chịu đựng sự quấy nhiễu Nhưng tại sao Anh còn tới đây không dây dưa rõ với cô Anh có tiền như vậy Chắc chắn sẽ không phải vì đau lòng Bởi vì khoản tiền đã bỏ ra nên muốn lấy lại chứ Như vậy nguyên nhân rốt cuộc là vì cái gì Anh đã biết rằng cô bỏ đứa bé như vậy càng không cần phải phiền hà Chẳng lẽ Chẳng lẽ là bởi vì anh đối với cô Cũng có một chút không cam lòng hay sao Anh ra ra một làn gói Xoay người tà tà lại nhìn cô Trở bay ra bộ mặt tà khí Cười cười nói với hứa hoan nhan Cũng là vợ chồng ra rồi trời tiếp để cho tôi ôm cô thì có làm sao chứ Cô chợt nồi đó Sắc mặt đỏ rực Kinh ngạc mà nhìn lại anh Anh vẫn còn không đứng đắn như vậy một tay chống lên bồn rửa tay một tay kia cầm điếu thuốc đưa đến khóe miệng đôi mắt đảo hóa xấu xa nhau lại nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô để cho cô đứng thẳng bất an nín nhịn nửa ngày hứa hoàn nhàn mấy trường mắt mà nhìn anh ngày nào là vợ chồng già với anh thật là không biết xấu hổ mà nói một hơi xong cô lại cúi đầu bắt đầu nhìn mũi chân của mình nếu như cô đã nói như vậy thì tự mình đi ra ngoài thôi anh tự tay mở ra cánh cửa rồi xoay người ưu nhã đi ra phòng khách ở bên ngoài hứa hoan nhan đột nhiên ngừng đầu lên lại nhìn thấy cái người không có lương tâm đó đã đi ra ngoài thật sự đem cô một mình bỏ rơi ở nơi này không khỏi có cảm giác tức giận đúng là đáng chết cô đi ra ngoài như tiếng nào đây này thân tống học một cái đầu nhỏ từ cửa phòng vệ sinh thở ra vừa vội vừa giận mà kêu lên làm sao chứ anh xoay người ngón tay buông lòng tàn thuốc cong lên một vòng cung chính xác, chờ vào bên trong một chiếc cạt tàn. Anh dựa lưng vào tường lời biếng mở miệng. Tôi không có thời gian. Anh đã vội vã đi tán gái rồi sao? Đưa tôi sách cho tôi. Rồi sau đó che cho tôi cùng đi ra ngoài. Hứa hoàn nhàn thấy được vừa rồi ngồi trên ghế salon. Có thể là anh đã lấy túi tới. Nhẹ nhàng mở miệng nói. Không cho. Anh ta ác, hiển nhiên quyết định phải làm cho cô tức chết. Hứa hoàn nhàn tức giận đến hai mức trận to. Nếu không phải là hiện tại thân thể yếu đuối, lại rơi vào hoàn cảnh khó nói, cô tuyệt đối sẽ cho anh mấy đá. Trở về em. Con người của anh híp lại, mơ hồ có ánh sáng tà ác lóe lên, rơi vào trên bôi tóc xốc xích, xem ra lại rất là mỹ cảm trên người của cô. Cái gì chứ? Cô họ mực mở miệng, làm thế nào mà trên cõi đời này lại có một người có nhân cách như vậy, không biết xấu hổ lại còn nói đạo lý, khó dây dưa chứ. Trở vì cô hôn tôi một cái. Anh chỉ nghĩ là đùa dẫn cô, tốt nhất là đem cô tức đến phát khóc. Đúng là con biết số hổ. Hứa hoàn nhàn lườm anh một cái, cắn ở môi dưới, bàn tay nắm lấy cùng cửa tăng thêm vài phần sức lực, chỉ hận là không thể đem cánh cửa kia biến thành anh để cho cô có thể cho anh chảy một ít máu. Vậy coi như xong đi. Anh dâng dâng đắc ý kiêu ngạo vô cùng, từ trên cao nhìn xuống, dùng ánh mắt mà liếc xéo nhìn cô. Chuẩn bị khép cửa lại, ánh mắt của cô khép lại vừa dứt khoát xông ra. Thần Tống Hậu bước dừng lại, vốn là cho rằng cô sẽ xông tới đây hôn anh. Nhưng không ngờ người đàn bà chết tiệt này lại chạy thẳng tới trên ghế salon lấy túi sách. Anh đương nhiên so với giải khó cao góp của cô di chuyển nhanh hơn, đã vượt lên trước một bước, đem túi sách cướp đi mà giấu ở phía sau lưng, khỏe môi nhích lên, anh hiện tại giống như là một đứa trẻ nghịch ngợm. Hứa hoàn nhắn tức giận toàn thân vô lực. Người đàn ông này tuyệt đối là khắc tinh của cô. Vừa xuất hiện, liền đem cuộc sống của cô làm cho rối loạn. Anh đi đi. Cô không nhìn anh, hai chân mềm nhũn, rồi lại không thể ngồi trên ghế xa lông, dưới khoát vịn một bên vách tường để có thể đứng vững. Chậm rãi mờ mờ miệng nói. Anh nhớ mày chợt có một tia tức giận. Chỉ có thời gian ba tháng mà người phụ nữ này lại tìm ra mọi cách để gây sự với anh. Anh từng bước từng bước đi vào, từng bước chân đột ngột vang lên trong căn phòng yên tĩnh, giống như là từng phát, từng phát sẫm vào trong lòng cổ cô. Anh đưa tay ra, ngón tay nâng còng cổ cô lên, khuôn mặt lanh lợi so với 10 ngày trước, đã gầy đi một vòng lớn. Dưới da xương cốt lại càng nhô ra, anh cúi đầu xuống thấp một chút, cuối cùng bao trùm ở bên môi cô. Tại sao không hỏi tôi những ngày qua đã đi đâu? Đã đi làm cái gì chứ? Đó là sự tự do của anh. Tôi cũng không có liên quan. Trái tim của cô khẽ co quắp quay đầu đi, tránh thoát nụ hôn của anh, thế nhưng anh lại cố tình ghé qua, vẫn hôn lên đôi môi cô, cùng hơi thở của cô lượn lờ chung một chỗ. Làm sao cô lại chắc chắn là không liên quan đến cô chứ? Bọn họ sẽ phải lập tức kết hôn, cô làm sao dám khẳng định hạnh phúc sau này của mình lại không liên quan đến anh chứ? Anh làm cái gì? Chỉ là chuyện của anh, tự nhiên sẽ không cùng liên quan tới tôi rồi. Nếu chúng ta kết hôn thì sao? Ngón tay anh lận lờ theo làn môi cổ cô, lao đi giọt nước còn đọng ở trên đó. Lại cảm giác tê liệt giống như là dòng điện chạy qua người cô, theo máu chạy dọc đến tứ chi, bách mạch, hô hấp của ứ hoan nhan nháy mắt một cái liền rối loạn. Anh đang đùa cái gì thế? Cô mở thật to hai mắt, và tay đem ngón tay của anh hát ra, muốn từ trong ngực anh tránh đi. Anh cười yếu ớt không làm gì, cũng không đem bí mật nói ra, ngược lại anh muốn nhìn một chút chờ đến khi hôn lễ của anh cử hành, xem người phụ nữ này có thể chấn định được như vậy hay không. Chúng ta đi thôi. Anh con lưng ôm lên cô, rồi dài bước đi ra ngoài cửa, hứa hoàn nhàn kẽ dễ người một cái, rồi lại cảm thấy dãy ruộng có vẻ quá giả dối, hơn nữa dãy ruộng thường thường là uổng phí hơi sức. Đi vào trong thang máy, nhưng anh lại cũng không có đặt cô xuống. Cô muốn nhắc nhở anh, rồi lại chẳng biết tại sao không có mở miệng vốn dĩ ngón tay đang ôm lấy cổ anh lại càng thêm bột chặt một chút mà gương mặt vừa mới từng dính vào ngực anh trái tim cổ cô đập mạnh liên hồi làm cho cô đỏ mặt cô là đang quên rũ tôi sau lúc ở cửa thang máy mở ra anh chợt mở miệng bước chân liền đứng lại ở cửa ra vào mặc cho tiếng chuông trao lên không ngừng này mau đi đi không đi nữa thì nhất định sẽ làm cho mọi người chú ý qua bên này nhìn sắc mặt thẹn thùng mà hôm chực cổ cô anh lại phá lệ không cười, đôi chân than dài bước qua. Đã là hoàng hôn, trời chiều không còn quá nóng, bởi vì không muốn người khác nhìn chăm chú, mặt cổ cô vẫn chôn ở trong ngực anh, cho đến khi ra bên ngoài ngẩng đầu lên, trên trời là một tầng lớn ráng đỏ, là mặt của anh cũng nhộm lên thần sắc thần kỳ. Cô mắt không chớp nhìn lại anh, đáy lòng chợt có một ý tưởng sông lên, nếu một giây này kéo dài mãi mãi thì thật là tốt biết bao. Cờ xe về một tiếng đóng lại, thì cô mới từ trong ảo mộng thanh tình, trong lòng cảm thấy thật là thê lương. Anh là một chàng công tử đào hoa phong lưu, là một người đàn ông chỉ cần có một người phụ nữ, cho nên cũng không phải là mẫu đàn ông mà cô mong muốn. Nếu như cô động lòng, thì chắc chắn nhất định sẽ là tống gia minh thứ hai. Chỉ mới nghĩ đến đây miệng cũng không thể khống chế nổi mà cất tiếng. Tại sao anh lại tự nhiên biến mất chứ? Anh đang chuyên chú lái xe, cũng không kéo gặp được đèn đỏ. Nghe được câu hỏi của cô anh không trả lời chỉ nói một câu. Chỉ cần ở một đầu đường gặp phải đèn đỏ. Cái tiếp theo, một cái rồi lại một cái. Còn đường đi rất lớn gặp khả năng đeo là đèn đỏ. Cô không hiểu giấc mắt mà nhìn anh. Thế nhưng anh lại rũ mi mắt xuống nói. Tôi đã tìm một người, một người phụ nữ. Là tôi lai sao? Cô không nhìn được mờ miệng. Trong tiềm thức cảm thấy chuyện này nhất định là có quan hệ cùng với người phụ nữ kia. Làm sao có biết chứ? Anh hơi giật mình, đôi lòng mày thon dài nhướng lên. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, buổi tối ngày hôm đó, anh đã gọi tôi bằng tên của cô ta. Cô không nóng không lạnh, trên khóe môi còn mang theo một ý cười nhẹ nhàng, hình như chuyện này một chút xíu cô không quan hệ tới cô. Đúng, là cô ấy. Tôi đã đến tham dự hôn lễ của cô ấy. Chỉ là trước hôn lễ của cô ấy một ngày tôi đã trở lại. Anh thản nhiên mở miệng, đột nhiên cảm thấy thông qua chuyện này có thể thăm dò cô một chút. Cô ấy kết hôn ư? Hứa hoàn nhan kinh ngạc, trong lòng không khỏi vừa mừng vừa lo. Đúng, đã kết hôn. Gả cho một người luôn có thể dành thời gian cho cô ấy. Một người đàn ông có thể cùng cô ấy vẽ tranh. Ngữ điệu của anh trở nên nhẹ nhõm, nhưng trong hai mắt lại là vẻ u sầu. Anh vẫn còn quan tâm tới chuyện này, hơn nữa còn quan tâm rất nhiều nữa. Vậy, trong lòng anh vẫn luôn có cô ấy sao? Cô từ thăm dò hỏi thăm trong lòng công cảm thấy khẩn trương hẳn lên. Anh cúi đầu, đèn xanh đã sáng lên, thế nhưng anh lại quên mất mình phải lái xe. Nằm mơ đều thấy cô ấy. Anh trầm tất trả lời cô, chợt thở dài một hơi. Phía sau cô vô số tiếng còi chói tai liên tiếp vang lên. Anh chậm rãi cởi động xe, vững vàng chạy về phía trước. Hứa hoàn nhàn bị câu nói này, làm cho kiếp sợ cùng với sừng sốt. Anh không muốn có cô ấy, không những còn thích cô ấy không còn yêu cô ấy, nhưng chỉ là nằm mơ đều là cô ấy. Nằm mơ đều là cô ấy, có người nào luôn nằm mơ thấy cô ấy hay không? Hứa hoàn nhàn cảm thấy trái tim mình chua xót chua đến mức làm cho cô không đứng ngồi yên được. Mỗi tỉnh đầu của anh đã sâu đậm như vậy. Tại sao còn phải tìm vô số phụ nữ? Tại sao bây giờ còn muốn kết hôn với người khác? Không sợ cô ấy biết sẽ thương tâm hay sao? Hứa hoan nhăn nhịn công được mà đặt câu hỏi. Cô không hiểu, Tại sao một người đàn ông vừa mới nói tiếng yêu Rồi lại có thể ở bên ngoài Ăn chơi đằng điếm gặp dịp thì chơi Khi anh ta mang theo một thân toàn mùi nước hoa Của người phụ nữ khác trở về Khi anh ta Mang trên người vô số những sợi tóc dài ngắn Của những người phụ nữ khác nhau trở về Khi anh ta say cướt Té ở trên chiếc giường thoải mái mềm mại Của người phụ nữ khác Thì anh ta làm thế nào để đối mặt được với người phụ nữ Mà anh ta nói tiếng yêu Cả đời kiếp kiếp đều yêu Thật là đáng chăm trọng Cô nhìn anh một cái, trong ánh mắt anh là sự châm chọc thật sâu, diện mạo vẻ mặt vẫn như thế, nhưng cũng có cả sự hung tận ở trong đó. Nếu như là sự đầu tư duy nhất cuối cùng, lại thu lại chỉ là chia tay cùng ân hận, thì làm sao tôi phải toàn tâm toàn ý đi yêu một người phụ nữ chứ? Hứa hoàn nhân á khổ không trả lời được, vốn không phải anh là người trời sinh tính hoa tâm, mà nguyên nhân, nhân của sự hoa tâm này chẳng qua là vì tất cả những người phụ nữ bên cạnh anh đều để cho anh công thể cảm thấy đó là duy nhất, bao gồm cả cô. Một hiệp ước tình nhân trong vòng 6 tháng, một người trong những người phụ nữ bình thường nhất của anh. Tại nơi ở của William, trên chiếc ghế salon của Italia là một người đàn ông mặc quần áo thẳng thớm, trong không khí khói mù sượn sờ, sặc gay mỗi người. Cái gạn tàn bằng đá cẩm thạch ở trên bàn có hơn phân nửa là tàn thuốc mà trong đại sảnh, người đàn ông 50 tuổi, đang mang một bộ mặt tàn nịnh không ngừng đi qua đi lại. Ông ta muốn ở thành phố này lũng đoạn tất cả trở thành ông trùm, nhưng xem ra chuyện này không đơn giản như vậy. Vốn cho rằng quan hệ xã hội phong ba có thể cho người thừa kế duy nhất của thân thị bị hắt một thân nước sơ, danh dự bị tổn thương. Từ đó, ông ta có thể thừa dịp thanh danh lên cao. Nhưng không ngờ, cái lão hộ lý thân chất tiệt kia chỉ cần truyền ra tin tức đám cưới đã làm cho tất cả giới truyền thông vốn bị ông Tâm mua chuộc để ép xuống. quỳ lam tiên sinh ngày muốn hiện tại như làm sao đây? đồng sự trưởng cói định đem ngài triệu hồi về tổng độ bên anh quốc ngài xem như thế nào? tôi sẽ không về. quỳ lam nóng này dùng anh ngữ đáp trả trong đôi mắt tối tăm ấy là ánh mắt giống như của loài sói hung bét. nhưng quỳ lam tiên sinh à, xin ngài hãy về khách sạn nghỉ ngơi trước đi. sau đó điện thoại cho động sự trưởng tiên sinh nói tôi muốn ở lại nơi này một thời gian. tôi chưa có nhận thua. Hơn nữa, tiền cảnh rất là tốt. Nếu hiện tại bỏ qua thì thật sự là quá mức đáng tiếc. Như vậy cũng tốt. Vậy thì tạm biệt Quy Lam tiên sinh. Quy Lam gật đầu một cái, tự mình đem đoàn người đưa ra phòng cách. Ông ta mới xoay người trực tiếp đi lên tầng 2, đem cửa của một sân phòng đẩy ra. Trên sàn có một người phụ nữ tóc tai bù xù, trên cánh tay lộ ra ngoài cùng cổ. Còn có trên bắp chân rõ ràng có thể nhìn ra, khắp nơi đều là bỏng do tàn thuốc, vết nước phồng lên sưng đỏ chảy mù gần như đã rỡ nát. An tiểu thư à? Ông ta xoay người đóng cửa phòng lại tối tăm mờ mờ miệng. William ngồi chồng hỗn xuống, đưa tay vén mái tóc dài sơ sắc, nắm lên khuôn mặt không một chút biểu cảm nào của cô gái. Tối ngày hôm nay, cô giúp ta chiêu đãi mấy vị khách hàng lớn. Nếu như phục vụ tốt, ta sẽ thả cô đi. An khả khả như mất hồn, nhìn lại khuôn mặt vô cùng âm hiểm. Ngày cũng như đêm, như là một cơn ghiền hành hạ, sắp biến cô thành một thân phế nhân lại có thể để cô đi sao? Chỉ cần có thể để cô đi ngay lúc này đây. Bảo cô làm gì cô cũng đều cam tâm tình nguyện. Tôi đồng ý, tôi đồng ý với anh. Chỉ cần anh thả tôi đi, thả tôi đi thôi. Ngón tay khô gầy của cô nắm lấy ngón tay của William, dùng sức mà lắc mạnh. Gần một tháng nay, cô không hề biết tin tức gì ở bên ngoài. Tin tức của mọi người cũng không được phân nửa. Không biết em cô đang học cao trung bây giờ ra sao? Thần Tống Hậu, nơi đó có chuyện gì hay không cô đều không biết william nhẹ vỗ vỗ tay cửa vòng lập tức mở người hầu bưng khay mâm đi vào vừa mới đứng lại an khà khà giống như bị cấm lâu lắm rồi giống như một con thú đánh hơi thấy con mồi liền nhỏ qua quả nhiên trên cái mâm kia là kim tiêm và ma túy cặp mắt của cô sáng lên dùng sức thật mạnh đặt lấy khay hai tay nổi lên đẩy cân xanh run run rồi nhanh chóng cầm lấy kim tiêm đã có thuốc bên đó mà lúc kim tiêm sắp kim vào cánh tay mà cô giàn ruộn nước bọt nước mũi miệng thì há ra ngáp liên tục một giây cũng không chịu đựng được nữa mà túy được tiêm vào một chút theo mạch máu đi khắp toàn thân cô cô nửa nằm ở trên mặt đất bộ sáng thảm hại giống như một con chó mọi tôn nghiêm thể diện bình thường vào giờ phút này đều không cần bận tâm William chán ghét nước mắt nhìn rồi lạnh lùng nói mang cô ta đi tắm rửa sạch sẽ 8 giờ tối nay đưa lên phòng của tôi ở cái sạn Khải Uy. Dạ vâng thưa ngài. Người hầu nữ gật đầu, ân cần kéo cửa nhìn William đi ra ngoài. An kaka thoải mái nằm co rút trên mặt đất, cả người co quắp không ngừng run rẩy. Ở trên gương mặt héo úa và tàn tạ vì ma túy, thế nhưng giờ đây lại đỏ thắm sáng rỡ. An tiểu thư, mời đi theo tôi tắm rửa. Người hầu nữ thấp giọng nói, cao ngạo bước tới phòng tắm. Khách sạn Khải Uy, quảng trường suối phun bãi trậu xe, Xe thương vụ màu đen chậm rãi dừng lại. Một người phụ nữ từ trong xe bước ra. Vóc sáng thon dài. Tuy rằng là vô cùng gầy yếu. Y phục tinh xảo, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm hết sức diễm lệ. Ánh nhìn mê hoặc động đến lòng người. Rất nhanh nhân viên khách sạn chạy ra chào đón. Chỉ tay mấy câu trực tiếp. Rồi đưa cô ta tới thang máy dành cho khách quý. Anh cà cà hít một hơi thật sâu, Thoáng run sợ, lo sợ. Hai mắt sắn chặt vào số thang máy. Biểu hiện ở tầng lầu trong lòng tâm cầu nguyện mong chậm chậm mới tới nhưng rồi thang máy vẫn dừng lại cửa từ từ được mở ra sắc mặt của cô tái nhật mấy phần cứ ngắc theo chân nhân viên khách sạn cùng với ba cả hội vị đi ra thang máy phòng hướng tới phòng mà William đã bao trọn lâu dài sau khi chuông cửa vang lên cửa rất nhanh được mở ra anh khà khà nhìn xuyên qua trong phòng khói mù lợn lờ nhìn thấy hình ảnh trước mặt bất chợt giật mình trong gian phòng kia có ít nhất 6 gã đàn ông ngoại quốc đang cao trào hương vấn la hét. Thần tài bị trà đạp thành ra như vậy, anh mới đem vợ đến gặp bác sĩ. Thật không rõ cái người này có biết cách làm chồng người ta đây hay không? Vị bác sĩ trần mạch cực kỳ bất mãn, nhìn thẳng mặt người đàn ông ngồi ở trước mặt. Ông mà kể anh ta có bao nhiêu anh Tuấn hay là có bao nhiêu tiền, đàn ông mà không đối xử tốt với vợ thì chính là bị mắng Hứa hoàn nhân sắc mặt tái xanh muốn giải thích thì người bác sĩ kia đã mở miệng. Bác sĩ à, cô ấy không sao chứ? Để lâu thêm một thời gian nữa, các người có muốn sinh con cũng đừng nghĩ đến. Ra máu lâu như vậy mà không biết đến bệnh viện. Thành niên bây giờ đó, không coi trọng thân thể của mình. Chờ đến khi xa rồi, các người mới hối hận sao? Vì bác sĩ ung dung thong thả viết toa thuốc, hứa hoàn nhân không lên tiếng, nhưng trong lòng lại cảm giác sợ hãi không thôi. Không thể sinh con. Cô có được coi như là người phụ nữ hoàn chỉnh hay không? Mấy thứ thuốc này tôi đã ghi đầy đủ. Phải tuân thủ uống theo toa thuốc không được ngưng ngày nào cả. Thân thể phụ nữ đều phụ dựa vào điều dưỡng. Thuốc bắc mặc dù khó uống, nhưng cũng là dưỡng sinh, phải cố gắng uống hết. Nếu hai ngày nữa máu không còn ra, thì lại kiểm tra một lần nữa. Cảm ơn bác sĩ. Anh ta nhún nhường cầm thuốc ở trong tay, rồi lại ôm hai túi thuốc lớn. Trong túi thuốc toàn là thuốc cả, hoặc là bát thuốc nặng triệu đến mức soạn người. Cho đến khi lên xe, gương mặt của anh ta tối sầm lại, mái lạnh mở cũng không cao lắm. Cô thân thể suy yếu, không thể nóng mấy. Thế nhưng trên trán anh lại bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cô lo lắng nhìn anh mấy lần vẫn không dám mở miệng. Hứa hoàn nhằn. Anh cất lời, âm thanh đè nén sự tức giận. Tại sao cô lại ngu ngốc như vậy hả? Anh chợt giơ tay, ngón giữa hơi gấp lại có một cái vào đầu cổ cô. Cảm giác đinh tay nhức óc, Hứa hoàn nhằn nổ mũi chua sót nước mắt trượt trào ra. Anh tạo ra lại đánh tôi chứ? Tại sao lại đánh cô ư? Cô thả để cho mình chết cũng không thèm đi gặp bác sĩ sao? Anh không mang trường mắt cô, cái người phụ nữ ngu ngốc này. Có liên quan tới anh sao? Tôi bỏ đi đứa bé, không phải đã đúng tâm nguyện của anh rồi sao chứ? Cô bật khóc nói, đưa tay lên xoa đỉnh đầu. Tại sao anh lại ra tay mạnh đến như vậy chứ? Phải, tôi không cần phụ nữ vì tôi sinh con. Nhưng tôi càng không muốn có một người phụ nữ tự mình suy đoán tâm tư của tôi. Anh giơ tay hướng tới đỉnh đầu của cô có một cái tức giận mà gầm nhẹ. Thần Tống học, cái người biến thái này anh lại đánh tôi nữa sao? Hứa hoàn nhân tức giận, cầm mắt đỏ bừng. Nếu không phải anh đang lái xe, sợ dây ra tai nạn chết người thì cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Cô không có tư cách vì cô sinh con. Đúng vậy, ngày trước cô một chút tư cách cũng không có. Bởi vì tôi không thương, cũng không thưa thích cô. Nên nếu như cô có chết, tôi cũng không nhìn quá một giây, chỉ là hiện tại. Âm thanh của anh chợt dừng lại, khóe môi kinh thường cãi nhích lên. Nếu như cô không bồi bổ thân thể cho tốt, làm sao làm vợ của thân tống hạo tôi được chứ? Anh cất tiếng nói. Âm thanh của anh chợt dừng lại, khóe môi kinh thường mà nhích lên. Anh nói cái gì chứ? Hứa hoàn nhân bị lời nói của anh kích thích, miệng há to ra như có thể nứt trọn một cái trứng gà nhỏ. Làm vợ của anh, có phải là cô nghe lầm hay không vậy chứ? Mắt của anh lóe lên Ông cụ đã ăn bài một tuần sau sẽ cử hành hôn lễ Anh rất khoát phải nói chuyện này với cô Cô đem chuyện có thai rồi sau đó phá bỏ Nói vòng nội của tôi Hết lần này tới lần khác Ông vì gặp mặt cô vào ba tháng trước nên rất coi trọng cô Vì thế mới có chuyện này Căn bản tôi không hề muốn có hôn lễ này Anh lại châm chọc nhìn cô Như vậy hứa hoàn nhăn Đừng nói với tôi là cô một chút cũng không biết nha Tôi không có Tôi chưa từng đi gặp ông nội anh Tôi căn bản cũng chưa gặp lại lần thứ hai cơ mà. Cô dùng sức mà lắc đầu, tay chân lạnh như băng. Cô là đang nằm mơ, hỏa tình đụng phải địa cầu cũng không nghĩ tới. Cô chính là cô dâu tương lai của anh. Quan trọng hơn là cô không muốn lấy anh, cô cũng không thương anh cơ mà. Không lẽ ông nội tôi là thần tiên sao? Tự mình muốn biết hay sao hả? Anh thấp giọng cười lạnh. Trước đó không nghĩ ra tại sao ông nội lại biết chuyện này. Ngược lại đối với cô anh có một chút ái náy. Nhưng giờ nghĩ lại cô có ý đồ gì đó Không đơn giản như vậy Hứa hoàn nhàn bị lời nói vô tình của anh kích thích Thì nhất thời ngây ngốc Đến kỳ tỉnh táo lại mới nhớ tới Lời nói của văn tĩnh ngày đó Cô ấy muốn tạo cho cô cơ hội gặp ông cụ nhà họ thân Còn phải đòi lại công đạo cho cô Không phải lúc ấy cô đã cự tuyệt trời sao Cô ấy thật là ngốc mà Tại sao có thể đem chuyện cô đi nói ra ngoài Thân tống học Bê kể anh tin hay là không Tôi chỉ là muốn nói Chuyện này tôi chưa từng nghĩ nói cho ông nội anh biết Cũng chưa từng nghĩ phải lợi dụng chuyện này Để ép anh phải cưới tôi Tại sao ông có anh biết được Chỉ có thể là do văn tĩnh nhịn không được Đã muốn thay tôi nói với ông cụ đài lại công đạo Nhưng tôi đã cử tuyệt Cô ấy làm gì ở phía sau tôi cũng không biết một chút nào cả <laughs> Không nghĩ tới Cô vì sợ nếu tôi biết được chân tướng Sự việc chán ghét mà đem đổ hết trách nhiệm Cho người bạn thân tốt nhất của mình Hứa hoàn nhăn Trước đây cô ngây thơ thuần kiết Bây giờ cô biết thủ đoạn hay sao Anh không nhìn cô chỉ là dùng giọng nói kinh bỉ đả thương người nghe. Anh căn bản cũng không quan tâm không để ý, không làm rõ ràng mọi sự. Cứ như vậy dùng lời nói sắc bén làm tổn thương người khác, anh ích kỷ lại tự phụ đến mức đáng sợ. Dừng xe, hứa hoàn nhân tay chân lặng như băng, tức giận đến cực hạn, không chỉ nói cười lạnh, cô dùng sức mở cửa xe rồi dứt khoát ném ra hai thứ. Cô muốn sao? Anh nhìn ra ý đồ của cô, dứt khoát đập mạnh chân ca, Đến ngã tư đường thì đánh tay lái Chuyển sang con đường nhỏ thơ thất xe qua lại Anh cho rằng tôi âm mưu dùng quỷ kế Để ép anh phải kết hôn Một bắt được rồi vàng là anh sao Như bây giờ nói cho anh biết Tôi sẽ không cả cho anh đâu Để ba tháng nữa kết thúc hợp đồng Thân tống học Tôi sẽ không có một chút liên hệ nào với anh cả Cô không muốn cả cho tôi ư Anh lạnh lùng dương môi Khoai môi cạnh nhích lên sự kinh bỉ Không tin lời nói của hứa hoan nhan Đúng tôi không muốn Tại sao chứ Hứa hoàn nhan chậm rãi quay mặt, nhìn khuôn mặt mà giờ phút này cô chán rắt tới cực điểm, mở miệng mà nói từng câu từng chữ. Thần tống hạo tiên sinh, chẳng lẽ anh không biết sao? Tôi không thích anh càng không thương anh, thì tại sao tôi muốn cả cho một người đàn ông mà tôi không yêu chứ? Lờ giận chợt bốc lên từ chân lên đến đỉnh đầu, hai hàng lông mày vặn chặt, anh hung hăng đạp thắng xe, ép xe phải dừng tạm vào bên lề đường. Cô thử nói lại một lần nữa xem, anh giống như một con báo nhỏ đang giận dữ, đưa tay rất chặt cổ tay của cô, sức lực thật là mạnh, như có thể tự nghe được tiếng xương kêu kéo kẹt vang lên. Hứa hoàn nhăn tức giận, cô cũng biết, hai người bọn cò trời xanh là không gặp nhau, vừa đến gần nhau là không nói châm chọc thì cũng là tranh cãi ẩm ý. Nếu như anh muốn nghe thì tôi cũng không ngại nói, tôi không thích, không thương anh, địa vị của anh trong lòng tôi không bằng tống gia minh. Cô cay nhược mầm mở miệng, không quan tâm những lời nói của mình có thể gây ra hậu quả gì. tại sao từ trước đến nay chỉ có một mình anh làm nhục cô. tại sao cô phải yên lặng để cho anh vỡ nhục mình chứ? anh coi cô là cái gì? bất quá chỉ có mấy đồng tiền sơ bẩn. hứa hoàn nhàn cô cũng chưa từng đem anh đặt ở trong lòng. bàn tay anh tức thì giơ lên, không khí trong xe như ngưng lại. hứa hoàn nhàn nhắm mắt lại. đánh đi, đánh cô đi, để cho cô sẽ hoàn toàn chết tâm, không bao giờ chú ý tới anh. Cho dù anh có dịu dàng hay là ngược đãi cũng không bao giờ để mình như vậy dễ dàng bị anh nắm bắt tâm tình. Qua một hồi lâu, cũng không nghe thấy tiếng đánh nào. Hứa hoàn nhăn định mở mắt, chợt nghe một tiếng phịch. Thế nhưng anh vô quyền, đánh sát qua khuôn mặt của cô, nặng nề, đấm lên cửa sổ xe. Kén xe bằng thủy tinh mơ hồ có tiếng vỡ ra, mà bàn tay anh trước tiên nhìn trắng trèo dần dần, rỉ ra máu tươi. Hứa hoàn nhằn hoàng hồn, Cô ôm lấy hai cánh tay không ngừng run rẩy mà không dám nhìn vào anh đang giận dữ. Nếu một đấm kia ở trên mặt cô, e rằng cô không chết cũng chỉ còn nửa cái mặn. Hai hàm răng va vào nhau dữ rồi, có cơ người lại không dám dương mắt nhìn anh. Có tiếng hít thở nặng nề, rất rõ ràng cho biết anh đang giận dữ. Cô chợt cảm thấy hối hận, mấy lời nói vừa rồi qua thật, cô không chưa một chút mặt mũi nào cho anh cả. Biến, xuống xe. Âm thanh khàn khàn thô tiền vang lên. Hứa hoàn Nhân giật mình, ngước mắt lên, thấy đầy mắt của anh cực kỳ mệt mỏi. Đừng để cho tôi gặp lại cô, đừng có xuất hiện trước mặt của tôi. Còn cái hợp đồng chó má kia đến đây cũng chấm dứt. Hứa hoàn Nhân cô, mãi kiếp, lập tức biến mất cho tôi. Anh nóng này la to, mở cửa xe rồi để cô ra ngoài. Túi sách, mấy túi thuốc bắc, nhìn anh cũng không thèm nhìn tới, liền cầm quàng sang mày. Hứa hoàn Nhân còn chưa đứng vững, chiếc xe kia giống như là có việc vội phá, lập tức lao nhanh tự như là một làn khói bầu trời đêm tối dần đêm đèn nhường nhùng buông xuống nặng nề bao vô cả người của ứ hoan nhan gió đêm mang theo hơi mắt phẳng phất qua xa thịt cô sững sờ đứng yên tại chỗ chiếc xe đã sớm biến mất không thấy tăm hơi cô vẫn chưa lấy lại tinh thần ngây ngốc đứng yên bên cạnh cô ngổn ngang đất cát tuổi xanh bị ném xuống sơ giấy thả dược vây cô tứ tung ở trên mặt đất túi đựng thuốc bắc đã bị rách nát nước thuốc bắc đen tuổi chảy ra ngoài không khí nồng nặc mùi thuốc bắc. Hứa hoàn nhân ngồi xuống, cố gắng một hồi lâu mới có tinh thần. Trước tiên nhặt những thảo dược không bị hư cho vào túi, rồi cầm lấy túi sách cho vào những vật dụng cá nhân bị rơi ở trên đất. Cô thở dài một hơi đứng lên nhìn ngó xung quanh. Thoạt nhìn nơi này vắng vẻ tàn tạ. Tà. Cô không biết nơi này là nơi nào. Mở ví tiền ra xem, cũng mày vẫn còn có đủ tiền. Đợi thật lâu mới thấy có người tới. Cô mệt mỏi ngoắc ngoắc tay, chỉ cho kỳ chấn địa chỉ nhà trọ của cô, cố gắng lê bước rồi ngồi vào trên ghế xe trước. Đầu óc của cô hỗn nặn, không nghĩ tới việc mình sẽ làm cô dâu, cho nên mọi việc cô ấy làm gì cũng là vì hứa hoan nhăn cô. Đây quả thực giống như là một giấc mộng. Văn tính không biết nên cảm ơn cô, hay là giận cô đã tự ý chủ trương mình làm mọi việc. Lúc xuống xe toàn thân buồn trùn, bước chân giống như đang đi trên một miếng phải cao cấp. Hứa hoan nhăn mệt mỏi, Xách chiếc túi đi về phía thang máy Mà hoa nhẹ một tiếng Đèn báo hiệu thang máy dừng lại sáng lên Cô cúi đầu từng bước từng bước đi về phía trước Khi đi tới tầng 2 Cửa thang máy mở ra Trên mặt đất ánh đèn rọi vào một cái bóng đồ dài Hứa hoàn nhan giật thoát cả tim Đến khi ngẩng đầu lên Thì phát hiện bóng người đứng ngay cửa Chính là Tống Gia Minh Cô hít thở chậm lại Sắc mình bình thản lướt qua bên cạnh anh ta Tiến ra khỏi thang máy Tới trước cửa mở khóa nhằn nhì Anh ta thấp giọng mở miệng Có một chút sợ hãi tuổi theo mà trột dạ kêu lên tấm thiên sinh Xin hỏi có chuyện gì sao Hứa hoàn nhằn đứng ở bên trong cửa Sáng điệu không muốn tiếp khách nói Tôi Tôi đọc báo mới biết tin tức anh ta Thần tống họ muốn kết hôn Tôi biết Hứa hoàn nhăn cười nhẹ nhàng một tiếng Ánh mắt bình thần mà nhìn anh ta Lúc này mới phát hiện quần áo trên người anh ta Cũng hiệu phát sơ Nhưng đã nhăn nhúm dòng như đã mặc nhiều ngày lại nhìn vốn không phải là giày da bóng láng nhưng bây giờ đã bám đầy bụi đất thậm chí còn rách một miếng to thì không khỏi giật mình tại sao anh ta lại ra nông nỗi này nhà anh ta ở thành phố mặc dù không nhiều tiền như thế nhưng cũng được coi như thuộc hàng tượng lưu trong nhà không là cự phú thì cũng có tiền bạc của cải chi xài thoải mái lại thêm việc anh ta là con trai trường duy nhất hiện tại bây giờ tạm sao lại thành ra bộ dáng này chứ Vậy thì em tính sao? Đáy mắt anh ta lóe sáng lên, thế nhưng tận đáy lòng cờ hoan nhan sẽ không bao giờ cận sóng nữa. Thiên hạ này, đâu chỉ có một mình thân tống hậu chứ. Cô nhàn nhạt, nhạt, mở miệng, cũng không nghĩ nữa. Đám cưới của thân tống hậu, cô dâu chính là cô mà. Nhàn nhì à? Tống gia mình có một chút ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt cô. Bất kể là có bao nhiêu đau thương xảy ra trên người, cô vĩnh viễn vẫn là gỡ hoan nhan chưa từng thay đổi. Nhàn nhì à? Em có nguyện ý tha thứ cho tôi không? Anh ta khẳng khẳng mở miệng. Hầu kết bởi vì cần trương mà chuyển động lên xuống phập phòng. Hứa Hoan nhăn nhìn anh ta một hồi lâu. Cố gắng thử xem đáy lòng của mình. Có một chút dao động nào không? Một chút chua sót. Một chút mất mát. Hoặc gần như là đồng tình. Nhưng mà không có gì cả. Đáy lòng của cô bình tĩnh không có một cợn sóng. Một chút để tâm đến anh ta cũng là không có. Tạm gia Minh à. Anh đi đi cô chuẩn bị đóng cửa, thế nhưng anh ta bỗng nhiên thò tay chặn ở khe cửa, cản cô đóng cửa lại. nhàn nhìa, à, tôi bây giờ chỉ còn hai bàn tay trắng, em có biết không hả? À? tôi vốn là không muốn, không muốn thấy em lạnh lùng, nhưng tôi biết rất rõ, trên đời này tất cả phụ nữ chỉ có em. sẽ không vì tôi có tiền hay không có tiền, mà yêu hoặc là không yêu tôi. nhàn nhìa, à, cậu xin em, trở lại bên cạnh tôi có được hay không? tấm gia mình đau khổ cầu khẩn, giống như chó rơi xuống nước chỉ mong bắt được cây cỏ cứu mạng. Hứa hoàn nhằn thở dài một tiếng rồi thật thấp mở miệng. Tổng gia Minh à, anh yêu tôi sao? Yêu, hứa hoàn nhằn, tôi vẫn luôn yêu em. Anh ta gật đầu liên tục, tưởng rằng cô bị anh làm cho cảm động sẽ tha thứ, mừng rỡ vui sướng nói. Nhưng rồi cô lại chậm rãi mở miệng, mang theo một tiết lạnh nhạt cùng với chăm chọc. Anh đã yêu tôi. Tại sao lúc anh có tiền lại không muốn qua lại với tôi? Bây giờ nghèo túng, tinh thần xa xút Tất cả mọi người xoay lưng vứt bỏ anh lại muốn cùng tôi chung hoạn nạn. Cuộc sống khổ cực không hơn chó mèo chứ. Tổng gia minh mời anh nhớ cho. Hứa hoàn nhân tôi và anh vĩnh viễn không thể nào trở lại nữa. Cô thật nhanh để ra ngón tay của anh ta, không một chút xa sự đóng lại cánh cửa thật mạnh. Cô tuyệt đối sẽ không quay đầu, không quay đầu lại tha thứ cho người đã phản bội cô. Tấm gia mình giận mình, đứng ngay người tại chỗ, ở trong ánh mắt trong xả đi 10 tuổi. Anh ta lao đảo xoay người, khuôn mặt nhăn nhúm cao lại, Tờ báo từ trong túi của anh ta rất ra ngoài, lại bị gió cuốn đi, mở ra một trang, có thể nhìn thấy là một hàng chữ to, công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán thực phẩm Tống thị, ngày hôm qua đã tuyên hóa phá sản, bị Trung Anh liên kết với xí nghiệp LN thu mua. Hắn ta cứ giống như là âm hồn bất tắn, vô sơ gương mặt mơ hồ xuất hiện trước mắt, vô số đôi tay, thân thể, cô giống như là không phải cô cô, cô không có sức lực cố gắng chịu đựng cơn đau từ dưới chân truyền đến. An cà cà cầm nhẹ, miệng lại bị chặn lại. Cô giống như một con thú bị người ta vây cốn nằm trên ghế salon, chịu đựng xâm lược. Người không biết đổi bao nhiêu lần, cô đau đến chết lặng cặp mắt trống rỗng, từng gương mặt xuất hiện trước mắt cổ cô. Từ khi lên đại học, đến vẻ mặt lạnh lùng của thân tống hậu, gương mặt ma quỷ của Quy Lê Am, cuối cùng là gương mặt non nốt, gọi cô một tiếng chị nhiễm nhiễm. Cô kêu thầm ở trong lòng, thân thể đau nhức ở trên ghế sa lông, mà nỗi thống cổ kia rộng như vĩnh viễn không biến mất. Máu tươi từ phía dưới không ngừng chảy ra, hai chân ướt dính, cũng mày cơn ốc mộng kia đã dừng lại, sức nặng trên người cũng đã biến mất. Ăn cà cà thở một hơi nhẹ nhõm thử động thay chân, lại phát hiện một chút ký lực cũng không có. Không được, cô không thể ở lại đây, nhất định phải rời đi. Dùng hết sức, thân thể ở trên ghế xa lông lăn xuống, Mặc dù trên đất là thảm dày, nhưng cô cũng cảm thấy đau đớn vô cùng. Cầm lấy chiếc túi, cô bời về phía phòng rửa tay. Những chỗ cô bỏ qua đều lưu lại vệt máu tươi ghê người. Ăn cà cà cắn chặt môi dưới, đau đớn khiến cho trán cô đổ đầy mồ hôi. Cánh tay dưới đều là vết bầm tím. Vốn là bị kem che lại, bây giờ lại bị cho những người kia phá hỏng, đau đến tột cùng. Khoảng cách chỉ có mười mấy bước, cô lại dùng tới một tiếng đồng hồ bám vào công cửa, cố cô gắng mà đứng lên, hai chân run rẩy muốn ngã nhào. Cô di chuyển đến bồn rửa mặt, nhìn hình bóng của mình hiện ra ở trong gương, cô dường như không nhận ra. Vội vã tắm rửa lau khô thân thể, cô bước đến trước gương một lần nữa. Cô run lẩy bẩy, lấy một lọ kem từ trong túi sách, bực túm lại mái tóc dài, cô đánh phấn lón trang điểm nhẹ nhàng, lại phát hiện không thể nào giấu được gương mặt tiểu tụy cùng với vết thương cuối cùng lại trang điểm đậm, thật đậm. May mắn vì lúc đến đây đã chuẩn bị, cô lấy một chiếc váy mới màu trắng sạch sẽ. Lúc chuẩn bị thay ra, hạ thân truyền tới một luồng nhiệt, cô cắn răn cảm giác máu ở nơi đó chảy ra đau xót, nhất định đã bị xé rách mới có thể đau đớn như vậy. Lấy khăn giấy ở trong túi sách, lót một tầng thật dày ở trong quần lót, cô mới mặc lại quần áo. Khí lực hồi phục một chút, cô vịn vào vách tường đi ra ngoài. Diêu diêu vẹo vẹo đi giày cao gót Ánh mắt quét qua căn phòng lộn xộn Ở trên ghế salon còn có vết tích rõ ràng An cà cào hung hăng quay đầu Cô không thể Không thể trở về bên cạnh anh nữa rồi Ba giờ sáng cô đứng ở ven đường Cảm giác tần thân lạnh đến phát run Một lúc sau mới gọi được một chiếc taxi Đi trường trung học XX Cô nhẹ nhàng mở miệng Ngón tay chạm vào chiếc thẻ nho nhỏ trong túi sách Đem tất cả dành cho em gái an nhiễm cô sẽ không còn bận tâm. Gia Gia, bây giờ không phải con không muốn kết hôn, mà là cô gái mà Gia Gia nhìn trúng, không vừa mắt con, cho nên hôn lễ ủy bỏ, ok. Thần Tống Hạo vắt hai chân chéo lên, ngồi trên ghế sa lông. Mà dù lời nói bình thản nhưng mày cũng nhíu chặt, lộ ra sự tức giận của anh. Sẽ không có cửa đâu. Ông nội anh giống như một ở đứa trẻ, ông giống như đứa trẻ say dơ ăn chiếc bánh ngọt, vừa nói vừa nhả ra hai chữ. Được Cháu nội cưới một người con gái Không muốn cả cháu hắn Người như vậy rất là vui vẻ hay sao chứ Đúng vậy Rất là vui vẻ Luôn luôn có người khuất phục người Ta vui vẻ muốn chết Lão ra từ mặt mày hồng hào Thấy cháu nội tức giận Ông cảm thấy vô cùng vui sướng Thần tống hậu hoàn toàn im lặng Ngồi trên ghế salon suy nghĩ Từ lúc đem cô ném xuống đến giờ đã 5 ngày Cô giống như mất tích Một chút tin tức cũng là không có Không chỉ vậy Bà cô đã được người anh ăn bày trong bệnh viện cũng đã biến mất. Lợn giận trong lòng anh càng lúc càng lớn. Nếu đã nghĩ đến người ta thì phải đi tìm. Ông cụ không nhanh không chậm mà mở miệng nói. Ai nghĩ đến cô ta? Ít tự mình đa tình đi. Thần Tống Hạo giống như bị vạch trần tâm sự, lạnh lùng mà mắng rồi sau đó lại nói. Còn không thể không kết hôn sao? Hừm. không thể không có cô ấy sao? Ừ, nếu cô ta sống chết không muốn thì sao ạ? À? Vậy thì ngươi ông cả mái mẹ mà bái thiên địa rồi sau đó chấp nhận nhăn nhà, nhà đầu đi ông xác định sau trừ phi người đệ ta chết ông ất ức dừng ăn bánh ngọt tội nghiệp mà nhìn anh thần tống hậu hòa tay mỗi chân một lúc vẫn là đứng dậy âm trầm mà xông ra cửa vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho kỳ chắn thần tống hậu một tay cầm lái một tay mở miệng này tối ngày hôm nay cùng đi uống rượu với tôi đi nhìn người đàn ông đang ngậm điếu thuốc trái phải ôm ấp hai người phụ nữ quần áo gần như lộ hết ra ngoài. Không phải là thân tống học thì là ai đây? Hoa nhăn cảm thấy quý hết dâng trào, cầm lấy túi sách mà đứng lên. kìa chắn à? Tĩnh à? Mình đi trước, hai người ở lại chơi vui vẻ. Cô gom đợi văn tĩnh mở miệng, lên cúi đầu rời khỏi phòng. Nếu như cô không đi, tiền đàn ông chết tiệt kia còn tưởng rằng cô không bỏ được anh ta, là còn muốn dây xưa với anh ta nữa. hỡi tiểu thư à, vội vàng như vậy là muốn đi nơi nào chắc? Thần Tống Hạo giống như là một tên lưu manh mặt tối, thổi một hơi vào người phụ nữ bên kia, ánh mắt nhào lại mở miệng mà nói với Hoan Nhan. Hoan Nhan bước chân không ngừng, cũng không mở miệng, trực tiếp kéo tay nắm cửa, một đôi tay khác bỗng chấp từ phía sau đặt trên cánh cửa, đem thân thể của Hoan Nhan về lại ở bên trong. Mùi thuốc lá nồng nặc từ người anh xông tới, Hoan Nhan nín thở dùng sức kéo cửa. Hỡ tiểu thư, không muốn gặp tôi hay là sợ tôi chứ? Anh nhả khói, làn khói bay thẳng vào trong mắt của hoan nhan khiến hốc mắt của cô chưa xót nước mắt cũng sàn sùa. cô vẫn không nói một câu chỉ là cắn chặt răng dùng sức mà kéo cửa à xem ra hứa tiểu tư quả nhiên đã chán ghét tôi tay trái cầm một điếu thuốc tay phải chỉ hơi dùng sức bị cửa giữ chặt lại còn cô dùng hết sức lực bản thân vẫn không thể nào mở được chẳng qua con người của tôi trời sinh tính tình lạnh lùng người càng muốn gần tôi tôi lại càng ghét con người càng ghét tôi tôi lại càng muốn gần, không thể công ép lên giường của tôi. Anh thấp giọng nói, câu sau lại càng đè thấp âm thanh, chỉ để Hoan Hoan nghe thấy. Đúng là con biết số hổ. Hoan Nhan tức giận, cô chào hung hăng đánh về phía sau. Thần Tống Học nhất thời không đề phòng bị cô đánh vào eo, lập tức bị đau mà thu hồi lại cánh tay đề cửa, ôm lấy eo. Hoàn Nhan nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài. Một lúc sau, thần Tống Học mới ngồi dậy, khoe môi nở ra một nụ cười vô lại Nhìn thấy hình lang không có bóng người Anh chưa từng nghĩ đến người phụ nữ này Ngoài nhô nội cương Lòng ra độc ác Thằng Tiếu à, cậu không sao chứ Kỳ chấn buồn cười lại không dám cười Một lúc lâu sau mới vất vả nhịn cười mà hỏi thăm Thần Tống Hạo chỉ nhẹ nhàng khoác tay Chạy quay sang nhìn Kỳ chấn nói Cậu lập tức gọi điện thoại Đổi khóa phòng trọng của cô ấy Đổi khóa ư Kỳ chấn không nhịn được mà sờ sờ đầu Lại thấy Văn Tĩnh tức giận đứng lên Nhảy tới trước mặt của thần Tống Hạo chỉ vào mặt anh mà hét lớn. Này, thần đại thiếu gia, anh rốt cuộc nghĩ như thế nào về nhan hả? Anh để cho tôi hẹn cô ấy tới, lại làm cho cô ấy tức giận bỏ đi. Anh bị bệnh có phải không? Đại tiểu tử văn tĩnh thật là oan uổng chết tôi mà. Cô cũng thấy đó, tôi đi ngăn cản cô ấy, cô ấy còn ra tay đánh tôi nữa. Đối với ông xã còn ra tay độc ác như vậy, làm sao cô lại cảm thấy tôi đáng thương chứ? Thần Tống Họng méo miệng, bộ dáng ủy khuất đáng thương bày ra. Anh, tôi mà kệ, Tám lại nếu anh bắt nạt nhan tôi sẽ tìm anh tính sổ. Anh cảm thấy ở nhà yên tĩnh, tôi sẽ ngày ngày đến nhà anh uống trà. Văn tĩnh hai tay chống lạnh, những người phụ nữ đánh đá cơ mặt xinh đẹp lại tràn đầy uy hiếp và sự hả hê. Thật sự may mắn là nhan nhi nhà tôi không đánh đá như cô. Bằng công tôi tình nguyện, ôm gà mà bái đường cũng không thèm cần đâu. Anh đưa ngón trò lắc lắc trước mặt văn tính, giọng nói như là mình thật là may mắn vậy. Thôi đi, nhan nhi mà có được một lời lại hạnh như tôi, làm sao có thể để cho anh bắt nạt thành ra như vậy mà một câu cũng không nói chỉ im lặng giữ ở trong lòng chứ? Văn Tĩnh kinh thường trừng mắt mà nhìn anh. Nếu không phải tôi đi tìm thân Ra Ra, cô gái ngốc đó cho đến bây giờ vẫn mềm mình, mình lén lén chịu đựng tất cả những gì anh ban tặng đó. Là cô đi tìm Ra Ra sao? Thần Tống học ngừng cười. Mày nhíu lại thành hình chữ xuyên. Không phải tôi thì còn có thể là ai? Cả đời này ngoài trừ tôi Văn Tĩnh, còn có ai đối xử thật tâm với Nhan chứ? Anh cho rằng với tính tình của Nhan cô ấy sẽ đi tìm nhà anh để náo loạn sao? Cô ấy tình nguyện một mình bất ức đến chết, cũng sẽ không thêm đi tìm các người để tính sổ đó. Văn tính vẫn còn rong dài trách mắng khoan nhăn. Thần Tống họ lập tức xoay người đi ra ngoài. Cho đến khi tới cửa, anh quay ngược lại chỗ của Kỳ Trấn ra lệnh. Kỳ Chấn, lập tức gọi điện thoại cho bọn họ. Tối nay thay đổi khóa nhà trọ của Hương nhăn Bây giờ mình sẽ qua luôn. Này này, anh có thể trực tiếp tới phòng trọ nhà để tìm cô ấy. Tội gì phải phiền toái như vậy chứ? Thần Tống Hạo xoay người vừa đi vừa cất tiếng nói. Cậu cho rằng với cái tiếng bướng bỉnh của cô ấy, cô ấy sẽ mở cửa cho mình sao? Hoàn nhăn xuống xe, chậm rãi đi về phòng trọ. Suy nghĩ trong đầu vô cùng lộn xộn, khiến cho cô đau đầu. Anh tay không nương một chút nào mà đuổi cô xuống dưới đường. Bây giờ lại chạy tới nói ra những lời cổ quái như vậy đối với cô. Anh ta đúng là không khiến cô tức chết thì không bỏ qua mà. Lên tầng 2 cầm chìa khóa mở cửa. Thật là kỳ quái, hoàn nhàn quấy đầu dưới ánh đèn cẩn thận đưa chìa khóa cắm vào ổ chuyện gì vậy chứ làm sao lại không mở được cửa chính nhà của mình cô lùi về phía sau mấy bước nhìn kỹ đây đúng là tầng hai cảm thấy thật là kỳ quái thử lại mấy lần hoàn nhàn mới dừng lại trừng mắt mà nhìn cánh cửa phòng cái chuyện kỳ quái gì đây chứ buổi sáng lúc đi làm vẫn hoàn toàn bình thường tại sao buổi tối trở lại đã không phải là nhà của mình nữa hoàn nhàn lúng cuống muốn quay người Lúc xuống tầng lại bất chợt hăng hái, tay cầm lấy giày cao gót, giống như là lúc bé nhảy bậc cầu thang. Anh trăng sáng tỏ ở bên ngoài, trời đất bao la thế giới rộng lớn, nhưng lại không có lấy một ngôi nhà hoàn chỉnh thuộc về cô. Thần Tống Hậu ở trong xe, chiếc xe màu đen đỗ lại ở chỗ quất, cho nên anh trăng không thể nào chiếu tới. Anh kẽ mở cửa sổ lặng lẽ quan sát cô từ xa, lúc đầu chỉ là bao dáng nhỏ nhỏ, rồi sau đó lại biến thành một cô gái chân thật mảnh khảnh. Anh chưa từng chú ý tới suy nghĩ của cô Từ nhỏ đến lớn Vậy quanh đều là lời ngon tiếng ngọt Đều là những lời nịnh nọt giả dối Còn có vô số phụ nữ tự nguyện yêu thương Anh thật sự không biết trên đời này Còn có một người phụ nữ không có yêu anh Kể cả thành cao giống như Tô Lai Nhưng mà cũng chỉ bị anh dùng một đại nhạc hội Một buổi diễn đã có được Bây giờ nghĩ lại Tâm ý bảo ra rau hứa hoan nhăn còn nhiều hơn so với Tô Lai Thế nhưng người phụ nữ kia Cô lại có vẻ không thích anh chứ đừng nói là thương anh. Cô lạnh nhạt cô trốn tránh, cô bình tĩnh cô nhẫn nhịn, cô quật cường khiến anh hiểu rõ. Nhưng anh không nhận thua, anh muốn nhìn thấy cô gái ba đầu sáu tóc này, lại còn có thể làm ra được cái gì, cô thế mà lại cảm thấy anh chướng mắt sao? Khi hoàn nhàn vừa đi qua xe, thì cửa xe chợt mở, một cánh tay đưa ra kéo lấy cánh tay cô lên xe. Cứu mặt. hoàn nhàn bị dọa đến ngoay người, đến khi hoàn hồn lại thì cửa xe đã bị đóng lại mà cô dưới ánh đèn xe dần dần nhìn thấy rõ gương mặt tiếng kêu cứu của hoàn nhan dần dần thấp xuống cuối cùng không một tiếng động yên tĩnh ngồi trong một khoảng xe anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng cô áo kẽ rộng mở lộ ra da thịt trắng chắc mười tấc lá trên người vẫn chưa bay đi ngồi trên ghế da lông to lớn khoảng cách của hai người khá xa hoàn nhan không nói cúi đầu không thèm nhìn anh một cái còn một ngày là tới hôn lễ Tất nhiên tôi sẽ không ép cô. Bắt đầu từ bây giờ tôi cho cô 2 phút. Cô suy nghĩ thật kỹ rồi cho tôi câu trả lời chắc chắn. Anh mơ miệng giọng nói nghiêm túc, không có nhỏ bắn, cũng không phải là đứng đắn, cũng không có dịu dàng, cũng không có lạnh như băng. Hoàn nhàn ngần đầu, dưới ánh đèn xe ấm áp hai trong mắt đen nhánh cười sóng, chăm chú nhìn thẳng vào anh, nhưng anh lại quay mặt đi lười biếng, dựa vào kế lông không nói nửa lời. Tại sao? Anh có thể không nghe lời nói của Gia Gia anh. Cô mở miệng cảm thấy khổ hồ họng giống như bị nhét một cục bông khàn khàn có chịu. Anh nghe xong thì nhằn nhặt cười. Tôi nghe lời ông, ông sẽ rất vui vẻ, có thể sống lâu hơn một chút. Hoàn nhăn trong lòng trông động, lúc này thấy đôi mắt của anh có một chút dịu dàng. Cô cắn môi dưới, lông mi rũ xuống trận này ra một ý niệm. Tôi có thể đồng ý với anh. Chúng ta sẽ kết hôn. Sau đó anh có thể cùng với tôi ly hôn. Muốn làm gì cũng được. Anh bỗng quay đầu hai mắt nhau lại Còn người bỗng nhìn lóe ra ánh nắng sắc bén Tôi không cần cô không cam tâm tình nguyện Bố thí kết hôn với tôi Cô ngẩn ngơ Vẫn luôn là anh bố thí cô rất là ít dịu dàng Rất ít quan tâm, ấm áp Cô có khả năng bố thí cho anh sao Vậy thì anh rốt cuộc là muốn như thế nào Cô cảm thấy mệt muốn chết Cùng với người đàn ông như thế này Ở chung một chỗ Cô sẽ tổn thọ mất 20 năm mất Tôi chỉ muốn cô, cô yêu tôi anh quấy người từ trên cao nhìn cô. Trong mắt sắc bén bá đạo bức ép cô không cho cô trốn tránh. Không. Cô lập tức cự tuyệt không động lòng. Không để cho tâm thoát khỏi sự khống chế. Gần như là cô ở trước mặt anh. Chỉ còn sự tôn nghiêm và kiêu ngạo sau cùng. Một khi cô yêu anh rồi. Hoặc là tự nhận cô đã từng ảo tưởng Thì cô nhất định sẽ bị thất bại một cách tham hại. Vậy sao? Anh cười nhẹ. Tiến gần hơn một chút, mùi trên cơ thể anh vây chặt lấy cô. Cô khẽ run người ngả về phía sau, kéo dài khoảng cách với anh, nhưng anh lại không buông tha. Một lần nữa tiến sát tới cô, ánh mắt giống như có thể nhìn thấu cô, liếc nhìn từ trên xuống dưới. Toàn thân hoàn nhằn run lên, bàn tay của anh đã cách phải áo thật mỏng đặt trên bụng cô. Cô muốn né tránh, nhưng anh lại thấp giọng mở miệng. Còn đau không? Máu đã ngừng chảy chưa? Học mắt của cô nóng lên, tự trách bản thân cô không có tiền đồ. Cũng chỉ là một câu hỏi thăm đơn giản, Cô lại bắt đầu đã mềm lòng rồi Lắc đầu một cái Rồi lại gật đầu một cái Sắc mặt ửng đỏ Tình cảnh của bọn họ lúc này rất giống Là cô nửa nằm Còn anh lại ở trên mà đè lên người cô Khoảng cách như vậy khiến người ta thật sự là xấu hổ Vậy thì tốt rồi Ngày mai tôi sẽ đưa cô kiểm tra Rồi lấy thuốc Anh trầm giọng mở miệng nói Hơi thời nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của cô Gần như là đang hấp dẫn cô vậy Trong lòng cô hân nhăn nhảy loạn giống như là hư chạy không cần, tôi có thể đi một mình. Phẫu thuật đã bao lâu rồi chứ? Anh bỗng nhiên lại hỏi. Đã 20 ngày rồi. Cô không nhớ rõ lắm chỉ là nói đại khái. Anh đi được 10 ngày, cô làm phẫu thuật. Đến bây giờ anh quay trở lại cũng chắc tầm 20 ngày. Khóe môi chợt cong lên, ánh mắt tà tứ lóe sáng. Mới có 10 ngày sao? Có cái gì chứ? Cô không hiểu mà cất tiếng hỏi. Anh không nói cho cô biết. Bác sĩ sau khi cô rời đi đã dặn dò anh sau khi vỗ thuật trong vòng một tháng không được quan hệ. Đến lúc đó cô sẽ biết thôi. Anh vừa nói xong thì nụ hôn đã rơi xuống. Cánh tay ở sau gáy giữ chặt lấy cô. Một nụ hôn rất sâu, mờ lưỡi tùy ý mà dây dưa, hô hấp dường như là dư thừa. Hoa nhàn có một chút hoảng hốt. Anh chỉ là hôn cô, thì đã có ma lực lớn như vậy, khiến cho cô đầu óc hoa vắng. Cô không dám tưởng tượng nếu ở cùng với anh, vậy thì cô sẽ biến thành cái dạng gì đừng đụng vào tôi. Muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại dễ dàng bắt được tay cô, cố định ở trên đỉnh đầu, gọng cắn đôi môi của cô, lại còn thỉnh thẳng liếm môi của cô nữa. Trừ phi cô yêu tôi, cô yêu thân tống hạo tôi. Anh thở gấp, con người xinh đẹp nhau lại, nụ hôn một đường ấn xuống phía dưới, trượt đến xương quai xanh xinh đẹp, rồi nhẹ nhàng cắn. Cô gần như cả người mềm nhũn, trước mặt mờ mịt, khiến cho cô nháy mắt mất đi sự phản kháng. Có yêu tôi không hả? Anh trầm thấp mở miệng, ngón tay kéo nhẹ cổ áo của cô, lỡ ra phiền áo lót. Hoàn nhàn thờ hồn hển nằm trên ghế sa lông, vẫn quật cường lắc đầu. Lời nói thật chính cô cũng không hiểu rõ. Rốt cuộc, cô đối với anh là có hay không có tình cảm. Thân thể của cô, nét mặt của cô, so với miệng của cô còn thành thực hơn. Anh đã cười nhẹ, ngón tay anh giống như đeo theo một dòng điện luồn qua sau lưng cô mà nhẹ nhàng chậm rãi cô thật sự là nhạy cảm đó anh cười nhẹ thần tống học anh đã nói không tính toán hiệp ước anh không thể đối xử với tôi như vậy cô cảm tức nhìn anh lại phát hiện giọng nói mềm nhũn của mình không có một chút sức lực lời nói lúc tức giận thì có thể tính sao anh không một chút do dự để mà phản bác hòa với hô hấp của cô cô nhìn ánh mắt đang cười của anh chỉ cảm thấy tim đập thật là nhanh Thần Tống Hậu, anh không phản rõ phải trái. Cô tức giận, hai tay nắm chặt thành quyền, thậm chí nếu nghe kỹ, còn có thể nghe thấy được âm thanh nghiến răng nghiến lợi. Đúng vậy, cô không phải là thường đoán tôi biến thái, còn biết xấu hổ con kiếp hay sao chứ. Hai mắt dưới mái tóc đen mê hoạt động lòng người, mà giờ phút này anh cúi người, đè ở trên người của cô, không thèm để ý đến một chút nào mà mở miệng. Cô quả thật không có biện pháp đối với người da mặt dày mà không hiểu chuyện như anh anh rốt cuộc làm muốn gì hả cô bị anh đè đến mức không thể nào thở nổi mà anh giống như một ngọn núi nhỏ cô có đầy cũng là không được thần tổng học anh không phân rõ phải trái cô thức giận hai tay nắm chặt thành quyền thậm chí nếu nghe kỹ còn có thể nghe thấy được âm thanh nghiến trăng đúng vậy cô còn phải tưởng mắng tôi biến thái không biết số hổ con kiếp hay sao hai mắt dưới mái tóc đen mê hoạt động lòng người mà giờ phút này anh quấy người đè ở trên người cô Không thèm để ý một chút nào mà mở miệng Cô quả thật không có biện pháp Đối với người da mặt dày Và không hiểu chuyện như anh Anh rốt cuộc là muốn gì chứ Cô bị anh đè không thở nổi Mà anh giống như một ngụm nói nhỏ Cô cố gắng để cách nào cũng là không được Anh kẹp miếng môi rồi chặt nói Hứa bàn nhăn Cô không thể đối với tôi tốt một chút hay sao chứ Cô giật mình ngay người Trầm ngâm một lúc không tự chủ mà hỏi lại anh cần tôi đối tốt với anh sao? Anh gật đầu một cái, trong đôi mắt dường như cảm thấy rất là mệt mỏi. 20 ngày đi California nha, người phụ nữ đó lại chỉ khoe khoang mình hạnh phúc như thế nào. Nhưng anh lại có thể chống đỡ đến được trước hôn lễ của cô rồi mới trở về. Hai năm chia tay lần đầu tiên gặp nhau, anh vĩnh viễn không thể quên được hình ảnh của Tô Lai và Dennis Lâm ôm nhau xuất hiện trước mặt của anh. Chiếc váy trên người Tô Lai, kiểu tóc của Tô Lai, Tôi sách của Tô Lai rồi nụ cười của Tô Lai. Chiếc váy trắng là lúc bọn họ hẹn hò lần đầu tiên, mái tóc vẫn như thế. Chiếc tối sách số lượng có hẳn, chỉ có duy nhất là trên thế giới. Vào lễ tình nhân đầu tiên của hai người anh đã tặng cho cô. Nụ cười có một chút thanh cao, có một chút khó xử, có một chút phong độ của người trí thức, có một chút mùi vị trẻ trung hấp dẫn không teo tan. Có lẽ bởi vì một chút này, cho nên khiến anh ảo giác rằng Tô Lai vẫn còn nhớ anh cho nên anh mới cố gắng chịu đựng sự khen tị, chịu đựng sự hành hạ, chịu đựng sự khen tức mà ở lại, đi theo sau lưng bọn họ tìm kiếm bóng dáng của cô ta. Cho đến khi hôn lễ của cô ấy diễn ra thì anh mới tỉnh mộng, không để ý cô ấy ngăn cản anh trở về nước. Anh đã tìm được người anh muốn ở cùng cả đời, hy vọng tôi lai được hạnh phúc. Đúng là anh vĩnh viễn không quên được lúc lên máy bay tôi lai hai mắt ửng đỏ chất vấn thần tống hậu anh tự hài lòng chờ em ra anh có thể chấp nhận ở cùng với một người phụ nữ cả đời hay sao? Đúng, anh không chịu được, không thể chịu được cùng với người phụ nữ khác ở chung cả đời. Thế nhưng Tô Lai ích kỷ, rất tình đi tới nơi xa rồi làm vợ người khác đã từng nghĩ tới chưa? Anh làm sao có thể chịu đựng được trừ anh ra, cô lại có thể cả đời ở với người đàn ông khác chứ? Thật là xin lỗi, anh muốn kết hôn. Chính là cô gái quật cường ở phía trước mặt. Cô không xinh đẹp, trong bộ cô không phải chứa đầy sự nghi thơ cũng không có đôi bàn tay kỳ diệu vẽ được những bức tranh đẹp cũng không phải mở miệng là xuất khẩu thành thơ nhưng ở cô có sự nhiệt tình có trái tim kiên cường chính là thứ anh cần chúng ta kết hôn có được không anh nâng khóe môi hai mắt sáng rực quá trụ gương mặt của cô tôi vì sao phải đồng ý với anh chứ đáy lòng của anh cất giữ hình bóng của một người con gái khác cô không có dũng khí để kêu chiến một sự khó khăn như vậy hiện tại tránh còn không kịp nữa Tôi có hứng thú đối với cô Anh ngồi dậy giữ chặt hai tay cô vào lòng bàn tay Đây là lời cậu hôn sao Hình như còn thiếu cái gì đó Nhớ mà lại anh có một chút suy tư Nhìn do qua cửa kính xe Thấy cửa hàng tiện lợi vẫn đang còn bài bán Anh chợt nảy ra ý định mà nói Chờ tôi một lát Cô nhìn anh xuống xe Thần hình cao lớn dưới ánh trăng trông rất đẹp mắt Bòng lưng cũng khiến người ta động lòng Cô không biết anh muốn làm gì chỉ nhìn anh dựa vào trên quầy, tay cầm điếu thuốc, không hề keo kiệt mỉm cười nhìn chùa cửa hàng. Đến lúc quay trở lại, trên tay còn cầm một lon nước. Anh mở cửa xe, áo rồi mi dốc xích, một nửa vẫn còn trong, một nửa đã rơi bên ngoài. Khẽ nhào mắt mở nắp lon, anh ta khát đi mua đồ uống sao? Bỗng nghe bịch một tiếng, anh tiện tay vứt một lon nước để vào trong thùng rác cách đó không xa. Hàn nhàn hơi ngạc nhiên, thật đúng là một người lãng phí. Anh không muốn uống thì có thể cho cô. Từ nhỏ đến lớn cô luôn bị hấp dẫn bởi các loại đồ uống. Đưa trái tay ra đây. Anh lời biếng nhỏ khói, không một chút để ý mà mở miệng. Hoàn nhăn trần trở mấy giây, anh cũng bắt đầu khó chịu mà co mà lại. Đưa tay ra, rồi sau đó có một vật lạnh lạnh như băng, được anh đeo vào ngón nhẫn. Hoàn nhăn chỉ thấy trong lòng rôn lên, cuối đầu nhìn xuống chỉ là một cái nắp lon bình thường không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy rối lặn Cô ngừng đầu ngơ ngẩn nhìn anh, vẻ mặt anh như lại kiểu không có chuyện gì xảy ra cả, cũng không thèm nhìn lại cô. Ngày hôm lễ sẽ có nhẫn kim cương, còn bây giờ cứ mang tạm đi. Trong nghe mắt hốc mắt chua sót cổ họng nghẹn lại, cô giết chút nữa thì bật khóc. Vẻ mặt không được tự nhiên, cô quay mặt đi ép nước mắt trở lại, ra bộ kinh thường rồi chua mưu nói. Đây là cái gì? Anh cậu xin tôi cả cho anh lại được cái loại không đáng bao nhiêu tiền này sao? Nếu như không muốn bây giờ thì vứt đi. Anh đưa tay muốn kéo tay trái của cô, cô lại lập tức rút lại, giống như là một đứa bé giấu tay về phía sau mà nhìn chăm chăm vào anh. Không cho, đã cho rồi còn muốn đòi về, thật là con biết xấu hổ mà. Hai mắt khẽ lán sáng, anh cất tiếng hỏi. Vậy là có nghĩa cô đã đồng ý sao? Hoàn nhanh chật lúng túng, nhăn nhó một chút lâu rồi mới quyết định mở miệng. Tôi, chỉ muốn gặp ông nội anh một lần Anh mở cửa xe không quay đầu mà lại nói Được Lên xe Anh cày động đi về phía nhà mình Anh muốn đi đâu đây Cô ngạc nhiên hỏi Chất nhẫn bằng nắp lon chạm vào ngón tay cảm thấy lạnh lạnh Nhưng cô không muốn lấy ra Hơi mệt Đi về nhà Anh giải quyết được một vấn đề phiền toái Bây giờ anh có thể an tâm mà ngủ ngon Hoàn nhàn cũng không tập trung Mà nhìn ngọn đèn đường vượt qua Số mỏng của cô có quyết định như vậy rồi sao nhưng một người con gái đã thất thần xảy thai, bị tổn thương nặng nề. Từ nay đến về sau còn có người nguyện ý chấp nhận cô sao? Nhìn anh lái xe vào khu chung cư quen thuộc, trong lòng cô khẽ co rút lạnh. Anh muốn ở đây ư? Anh ư một tiếng rồi xuống xe, lại mở cửa cho cô rồi nói. Chờ sau khi kết hôn tôi sẽ đưa cô đi tới thân gia, bây giờ trời tối rồi. Giọng nói trầm thấp gần như không đè nén được sự cô đơn. Hoàn nhàn không nói gì bước xuống xe đứng ở sau lưng anh. Tôi cũng chưa đồng ý với anh. Cô nắm chặt chiếc nhẫn bằng lon bia mà trong lòng cảm thấy chưa sót. Anh vẫn luôn nhớ tới tô lai. Hứa hoàn nhận cô phải làm sao đây? Anh xoay người. Giữ chặt tay cô. Hai trong mắt dưới ánh trăng. Trông rất là mê hoặc. Dừng lại một giây anh ôm cô vào trong ngực nói. Hay là cô thích thân phận tình nhân chứ? Cô không thích. Cô tranh ánh mắt của anh mà cục mắt xuống. Nếu có con đường thứ hai để đi thì tuyệt đối sẽ không để ý cùng anh tùy ý sắp đặt. Ý cười trên mặt biến mất, môi mong có anh dương nhẹ. Tôi cuối cùng cũng làm cho cô hiện nguyên hình trước mặt tôi, hứa hoàn nhân. Vào phòng, cô nhìn thấy anh chuẩn bị đi tắm, ánh mắt rời đi, nhìn vào laptop ở trong phòng khách, hoàn nhân chợt nhớ tới chuyện gì mở miệng hỏi. Có thể cho tôi mượn một chút không? Anh nhìn theo vương hướng ngón tay cô chỉ rồi gật đầu một cái, cởi áo sơ mi tiến vào phòng tắm hoàn nhàn mở máy đăng nhập mã số quy quy lập tức bên dưới hiện lên hình icon, con hình con ếch lái sáng cô mở ra đây chính là một người bạn học cùng lớp với cô bình thường quan hệ với cô cũng không quá tệ hoàn nhàn à mau vào nhóm lớp của chúng ta đi mau lập tức hoàn nhàn nhắn lại được một chữ rồi sau đó mở góc phái xác nhận lập tức xuất hiện một hộp thoại toán ngẫu còn chưa kịp nhìn lớp mắt nhìn qua cô sửa sốt bên trong đều là bàn tán chuyện của cô và tống gia minh còn có Lâm Thiến mất tích, không có tin tức. Người quản lý đổi nick ảo quả táo của cô, đổi thành tên tuổi. Đám người an tĩnh mất mấy giây, rồi sau đó có một người phách lối mở miệng. Như thế nào là không bàn luận, sợ cái gì chứ? Không đối thoại vẫn trầm mặc, phải xây sau có người hỏi. Hoàn nhan à, nghe nói nhà tống gia minh phá sản, anh ta tới tìm cô có phải không? Hoàn nhan không nói gì, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, ngón tay dừng trên bàn phím chôn chảy. Hoan nhà à, không phải cô rất thích Tống Gia Minh, vẫn dây dưa không ngừng sao? Bây giờ thấy người ta phá sản lập tức bỏ chạy, gặp mặt cũng không chịu sao? Vì nha, làm sao lại hồ đồ thế? Hoàn nhàn đã tìm được người đàn ông có tiền, Tống Gia Minh là cái gì chứ? Đám người bắt đầu náo nhiệt, Hoàn nhàn kinh ngạc nhìn trước mắt, đầy đủ sắc mặt không ngừng kích động tán ngẫu, chỉ cảm thấy tay chân lạnh đi. Cô không hiểu, cô chưa bao giờ tám lấy Tống Gia Minh, tại sao lại có thể tin tức truyền ra như vậy? Hoàn nhàn à, không phải cô mang thai sao Nghe Lâm Thiến trước mắt nhìn thấy Hoàn nhà à Cô làm sao lại không trả lời chứ Cô mang thai đứa bé của người đàn ông giàu sang đó Có phải hay không Rồi mới kết hôn chứ Cũng đừng quên mời bạn học cùng uống rượu mừng nha Nghe như là lời khen tặng Nhưng thực ra tràn ngập ý tứ diễu cột Trong lòng hoàn nhăn hiểu rõ Còn có con mới cưới sao Đúng là nhà giàu có Có loại phụ nữ nào bọn họ chưa từng gặp qua chứ Mọi người sai rồi nha Người ta không cho hoàn Nhan giữ lại đứa bé đã bắt bỏ đi từ sớm rồi. Có thật vậy không? Phải làm sao bây giờ? Này, hoa Nha nà, đều là bạn học cũ cả. Cô sợ cái gì chứ? Nói cho chúng tôi biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì đi. Bình thường dù có như thế nào cũng không để ý. Dù tình cảm không tốt, sự nghiệp không tốt, nhưng trước mặt bạn học cũ, bất cứ cô gái nào dù có bị đánh xương mặt cũng sống chết không chịu thua. Hoàn nhàn không ý thức được tay chân của mình đang trơn chảy không ngừng. Đôi môi gần như bị cắn đứt Cô bình thường nói ít, không hòa đồng với mấy người bạn học cùng lớp. Nhưng hứa hoàn nhân cô chưa từng chê cười người khác, chưa bao giờ bỏ đá xuống giếng, chưa bao giờ đồng tới vết xẹo của người khác, cũng chưa bao giờ làm việc trái với lương tâm. Tại sao bọn họ lại tùy ý diễu cợt cô chứ? Chẳng lẽ họ nghĩ rằng cô gặp được con grô vàng là thân tống học, cho nên cô trở thành kẻ địch của bọn họ sao? Cô cầm chặt laptop định đóng lại, cô không muốn nhìn thấy mấy dòng chữ đó nữa mở bàn tay đặt trên mô bàn tay của cô làm cho hoan nhan kinh hãi quay đầu lại thần tống học đã tắm rửa xong đi ra ngoài anh di động con chuột từng chút từng chút nhìn xuống ánh mắt càng lúc càng sâu hơn anh để hoan nhan ra đôi tay linh hoạt ở trên bàn phím đánh một hàng chữ nếu mọi người quan tâm đến tôi như vậy sắp tới chính là hôn lễ của tôi và thần tống học người thừa kế tập đoàn tân thị mời toàn bộ mọi người tới thân sự địa điểm hôn lễ chính là nhà thờ st john anh lập tức cười tin đi. Hoàn nhàn muốn ngăn cản cũng không kịp. Cô tức giận trợn mắt mà nhìn anh. Thần Tống Hậu, anh muốn giết chết tôi sao? Còn bộ tin tức kết hôn khiến em muốn chết sao hả? Anh xoay mặt nhìn cô rơi cười nhạt nói. Nếu tôi đã chọn cô làm vợ, thì ngoại trừ tôi ra cũng không ai có thể coi thường cô. Cô không tự chủ mà mở miệng gọi tên anh. Lời nói của anh bá đạo như vậy, không trở lại cho cô một con đường sống. Thế nhưng lại đánh thẳng vào trong tâm cổ cô, làm cho cô muốn khóc. Ngoan, về sau có người nào dám bắt nặn, hãy nói cho tôi biết. Tôi sẽ bảo vệ em. Anh vớt tóc cổ co giọng nói tràn ngập sự cương chiều. Hoàn nhàn dưỡng giờ tại chỗ, nhưng anh đã chạy thẳng tới cửa phòng ngủ. Không khí còn văng mùi dỡ tắm của anh. Sửng sốt một lúc, cô mới chú ý nhìn đến màn hình của laptop. Một câu nói vừa rồi gửi đi đã lâu, trong đám người không có tin đáp lại. Cái đó hoàn nhàn à, ngày mai mình không có thời gian, Xin mừng, Mình sẽ gửi tới cho bạn. Hoan nhàn à, chúc mừng bạn nha. Về sau đừng quên bạn học cũ đó. Hoan nhàn à, bạn thật sự là có phúc khí, gả cho người tốt như vậy. Quan hệ của chúng ta cũng không tệ, bạn còn giấu mọi người lâu như vậy. Thật là, mình nhất định sẽ đi tham gia hôn lễ của bạn nha. Hoan nhàn cảm thấy đáy lòng rất lạnh, thế giới này chính là vô tình như vậy, lạnh như băng. Khi chỉ có hai bàn tay trắng, ai cũng có thể đạp mình một đạp, nhưng khi mình đã đứng được ở chỗ cao thì lập tức biến thành chị em tốt. Cô có thể gọi là nhìn rõ. Tôi đi trước đây. Cô vừa gửi tin. Tí nhất thời cả đám ồn ào rồi rít chào tạm biệt. Hoàn nhàn cười nhạt, ở trong lòng nói một câu, vĩnh viễn không muốn gặp lại. Cô thoát khỏi quy quy, thoát khỏi cuộc sống đại học có thể nói là đáng buồn. Một người bạn tốt cũng không có. Nhưng ở trong trường đại học của cô, làm sao có thể quan biết được những người bạn tốt? Đây chỉ là bình thường thôi. Trước cửa trường trung học XX, để rất lâu tiếng chuông tan học mới vang lên. An cà cà không còn một chút sức lực tựa vào cánh cửa sắt. Sáng sớm mùa hè có một chút lạnh. Mắt của cô công chớp, nhìn những học sinh đang đi ra khỏi cổng trường. Cho tới khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì đáy mắt sáng rực. Chị à, chị tới tìm em sao? Không phải là cuối tháng chị mới đến sao hả? Anh nhiễm chạy đến thật nhanh rồi lao vào trong ngực của An ca cà. Hai mắt của cô bé trong suốt, giống như là nước suối trong núi tràn đầy vui vẻ nhìn chị gái. An ca ca mỉm cười, vuốt về mặt em gái rồi nói. Chị nhớ em, nên muốn gặp tới gặp em thôi. Anh nhiễm dựa vào trong ngực của An ca ca, chóp mũi hơi chua cất lời. Chị à, nhiễm nhiễm cũng rất là nhớ chị nha. Cô bé ôm chặt lấy cô, lại phát hiện giữa ngày hè nóng bức. Toàn thân chị cô lại lạnh băng, hốt hoảng ngẩng đầu nhìn chị. Chị à, chị bị bệnh có phải không? Làm sao người chị lại lạnh như thế này? Không phải đâu. Có lẽ ngày hôm qua chị có sâu diễn cá muộn, nên nghỉ ngơi không tốt thôi. An ca ca phản ứng, ngắt lời của em gái, rồi sau đó mỉm cười, lấy một tấm thẻ từ trong túi đưa ra cho em gái. Nhiễm nhiễm à, chị phải đi công tác một thời gian. Tiền ở bên trong là phí sinh hoạt của em, mật mã là sinh nhật của em, nhớ kỹ có biết không hả? À? Chị à, em không cần, em có tiền mà, chị cứ cầm đi. Chị gậy như vậy, cầm lấy tiền đi mua nhiều đồ ăn ngon để ăn nha. Anh nhiễm nhìn gương mặt tiểu tụy của chị rồi lắc đầu. Em không nghe lời của chị sao? An ca ca ra bộ giận rồi sau đó nói. Chị phải đi công tác mấy tháng mới về. Em không cầm tiền làm sao chị an tâm chứ. Đây cũng không phải là toàn bộ tiền của chị. Chị vẫn còn nhiều lắm. Em không cần phải lo lắng đâu. Cô sẽ chặt cơn mặt nhỏ nhắn của An nhiễm. Hai mắt nhìn chăm chú vào em gái. Em gái của cô đã trưởng thành. Mùa hè sang năm sẽ lên đại học. Khoản tiền này sẽ đủ để cho em gái học xong đại học tìm được một công việc tốt, mua được nhà, cô sẽ không cần phải lo lắng nữa. Chị à, làm sao chị lại khóc chứ? Anh nhiễm nghi ngờ cao mày, lau nước mắt giúp chị gái. Anh ca ca cuốn quyết né tránh, chỉ sợ cô bé sẽ nhìn thấy vết thương trên mặt của mình. Không sao, chị cảm thấy không yên lòng vì phải rời xa em một thời gian thôi. Chị à, em sẽ chăm sóc thật tốt cho bản thân mình mà, chị hãy yên tâm đi. Mà đúng rồi, đợt rồi rời thi em đứng nhất lớp. Chị à, Thầy giáo cũng khen em có thể tuyển tăng vào trường đại học ở Mỹ rồi. Nhiệm nhiễm của chị thật là giỏi nhá. An ca ca gật đồ, nín khóc mà mỉm cười. Cô vớt về mái tóc của em gái rồi dịu dàng nói. Sau khi chị trở về, chị sẽ đưa nhiễm nhiễm đi ăn đồ ăn ngon, rồi lại mua thật nhiều đồ xinh đẹp cho nhiễm nhiễm, có được không nào? Ngay cả người phụ nữ của anh cô còn không sợ, thì một người ngay cả cái chết còn không để ý, còn có thể quan tâm tới thể diện sau. Trả xong tiền cô xuống xe Tài xế nhìn cô như nhìn quỷ Lập tức đọc ca rời đi Hai chân khả khả, cứng còng Bước từng bước khó khăn Đến lên phía trước Hình như có một dòng máu tươi ấm áp Chạy dọc theo bắp đuổi xuống Nhưng cô vẫn không để ý tới Chỉ cảm thấy cả người choáng váng, hoa mắt Trước mắt là một mảng trắng xóa Cô nhìn thấy nhiễm nhiễm Trông con bé rất là khỏe mạnh Không, trong lòng cô Còn muốn có người đàn ông kia anh đã lâu rồi không đến chỗ cô. Lúc đi qua dưới lầu, thấy trong hộp thư có một tờ báo thì đáy lòng cô vừa rộng. Cảm thấy trước khi chết xem một chút tin tức của anh cũng tốt. Vì vậy cô cầm lấy tờ báo. An Khả miễn cưỡng chống bởi bước chân bước vào thang máy. Tựa vào bước từng thang máy, cả người cô như đã đổ mồ hôi như mưa. Hai chân trốn chảy không còn khả năng để chống đỡ thân thể. cúi đầu nhìn xuống, máu tươi đã sớm chảy sọc theo bắp chân nhọt trên mặt đất. Không cần nghĩ cũng biết, Bây giờ trong cô nhích nhắc đến cỡ nào Thằng máy rốt cuộc cũng lên tới nơi Cô nắm chặt túi sách trong tay Giàn nàn di chuyển ra ngoài Mỗi một bước đi hạ thân của cô đau nhức dữ dội Miễn cưỡng mở ra cánh cửa nhà trọ Cô bần bã đứng ở cạnh cửa Tất cả vẫn còn nguyên như lúc cô rời đi Không tới một tháng Nhưng mọi thứ lại bị đảo lộn hết cả lên Cô đã đưa giày cao gót ra Rồi nín thở, đi vào Mỗi một bước chân đều đi vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận Mắt nhìn về bốn phía trong công khí hình như vẫn còn vương hơi thở của anh. Cô chỉ là yêu anh, cô chỉ là quá yêu anh mà thôi. Thần tổng Hạo à, cô có lỗi gì sao? Nhưng ngay cả việc hận anh cô cũng không có nhẫn tâm, cô thật sự là không thể nào bỏ được. Anh khà khà cầm tờ báo đi vào phòng ngủ. Cô là từng tờ báo một, ánh mắt trong nháy mắt bị đông cứng lại. Anh muốn kết hôn ư? Lòng của cô trong nháy mắt rơi thẳng xuống vực sâu, cặp mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào tựa đề cực lớn. Nước mắt ảo ảo rơi xuống dưới Cô cầm tờ báo lật tung Nhưng không có tin tức của cô dâu Xem ra thân ta rất bảo vệ vị thiếu phu nhân tương lai này Cô không khỏi cảm thấy một hồi chưa xót. An cà cà cười thành tiếng Cô kéo ngăn kéo tìm ra một cây kéo Đem bức hình chụp to lớn Của một mình anh cắt ra Cô không biết cô dâu là ai Như vậy cô không phải là cô tự có thể ảo tưởng mình là cô dâu hay sao Cô lấy hình của mình trong cung ảnh ra đặt chung một chỗ với bức ảnh của anh. Anh rất là anh Tuấn, mà cô cũng rất là xinh đẹp, chỉ có bọn họ là vĩnh viễn không phải là một đôi. Cô lấy ra một cái bút, nước mắt của cô trào ra, tự như vĩnh viễn không ngừng lại được, ngón tay vô lực và run rẩy. Cô run rẩy viết xuống phía dưới khung hình là một hàng chữ. Nếu như kiếp sau, em là một cô gái trong sạch, không vướng vào những scandal của làng giải trí, không nghiện ngập, và em vẫn cứ yêu anh như vậy. Vậy thì liệu rằng anh có thể yêu em hay không? Anh sẽ trông thấy sao? Khi anh nhìn thấy những dòng chữ này, khi anh nhìn thấy thi thể của cô, anh sẽ vì cô rơi một giọt lệ, rồi sẽ biết cô đã từng bỏ qua tất cả để làm chuyện này cho anh hay sao? Vậy nếu anh biết, liệu anh có thể mang đến một bó hoa bên mộ của cô, gọi tên cô một lần nữa, cả cả hay không? Bức hình thật đẹp vừa ý của cô, nhưng cô cũng cảm thấy thật là đáng thương cho bản thân mình. Cô cầm lấy tấm hình của mình lên, ngón tay đã run rẩy đến mức không cầm nổi cái bút, nhưng cô vẫn cố gắng viết lên một dòng chữ. Em thực hâm mộ người phụ nữ sắp cả cho anh, em hy vọng người đó là em, nhưng là em cô 17 tuổi. Đây là lần đầu tiên em cảm thấy can tị và cũng là lần cuối cùng. Dùng một chút sức cuối cùng, cô lật cấp đệm lấy ra một cái hài lạc nhân, nước mắt đã sớm đen lớp trang điểm làm nhòe nhòe, lôi ra khuôn mặt thật với những vết bầm tím. Cô nhìn trên giường tán loạn những bức ảnh của hai người mà cười nhẹ. Tổng hạo à, hẹn gặp lại. Chị à, chị nhất định phải chờ em. Em không thể để chị lại một mình. Trên đời này, này chỉ có em là người thân duy nhất của chị. Còn có cái gì quan trọng hơn em sao? Chị à, em xin chị đó. Nếu chị để lại em một mình, vậy thì em đọc sách. Em đi du lịch. Sau này em thành tài rồi có ý nghĩa gì nữa chứ? An à nhiễm giống như bị điên chạy về phía nhà trọ. Nếu không phải cô từ tầng lầu phía trên cô nhà đối diện nhìn sang Nếu không phải cô thấy chị lào đảo bước những bước chân bất lực Nếu như không phải cô nghĩ đến chuyện gì đó nên mấy giây ca rút tiền để kiểm tra lại tài khoản Cô sợ rằng cho đến bây giờ cô vẫn chẳng hay biết gì cả Trong tài khoản có 530 vạn Cô biết con số cùng lầu này nhất định là cất giấu một bí mật gì đó Chị đã đem toàn bộ số tiền để lại cho cô là vì cái gì chứ Cô không dám nghĩ nhưng vì quá nhạy cảm Nên cô cũng lờ mờ đoán ra được điều gì đó Chị nhất định đã xảy ra chuyện gì Mà chuyện kia có khi còn nguy hiểm đến tính mạng Tâm Hoàng ý luận Cô quên cả việc đón xe Một chút cũng không ngừng chạy về phía khu chung cư của An Khả Đó là giữa mùa hè Là mùa An Khả thích nhất trong năm An nhiễm dừng bước Trận to hai mắt mà nhìn ban công tầng 17 Chị cô thích nhất là trồng hoa Nhưng chúng lại cô héo hết cả rồi Cô chạy thật nhanh vào thang máy hốc mắt đã trào ra Nước mắt tự bao giờ Ảo ảo tuôn xuống như mưa Đằng lúc tìm chiếc chìa khóa dự phòng để mở cửa Thì ánh mắt của An Nhiễm Ngay lập tức bị những giọt máu Ở trên sàn nhà làm cho hoàng sợ Cô thoáng giật mình Cánh tay đang mở khóa lại càng run lên Cô điên cuồng đẩy cửa ra rồi gào tên mà gọi Chị à, chị đang ở đâu? Cô chạy thẳng tới phòng ngủ của An cả. Cửa phòng ngủ chỉ khép lại Tay của An Nhiễm đặt trên chốt cửa Nhưng lại không dám đẩy Nhiệm nhiễm à, giờ tay ăn cơm thôi. Nhiệm nhiễm à, không chơi nữa, đi ôn tập đi. Nhiệm nhiễm thật là xanh đẹp, đã cao như vậy rồi. Tiếng của chị cô như còn vang vẳng đâu đây? An nhẫn lập tức nhắm mắt lại. Đầy đầu ngón tay hơi dùng sức. Cửa phòng ngủ lập tức cạch một tiếng rồi được mở ra. Cô ấy ngước đôi mắt đẫm lệ lên. Thấy từ mũi vào miệng của An cả toàn là máu. Người nằm sóng xoài ở trên sàn nhà. Trên tay cầm chặt hai tấm hình. Chị, chị thật là độc ác. An Nhẫn nhẹ nhàng cười mở tiếng, nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô giống như một bức tượng cổ đi tới, ngồi rồm xuống bên cạnh thi thể của An cả. Lớp trang điểm đã bị rửa trôi, lộ ra một khuôn mặt đầy những vết thương và nếp nhăn. Chị cô chỉ mới 19 tuổi. An Nhẫn không ngừng khóc, cũng không ngừng cười. Cô chỉ là ngồi xuống trên mặt đất, cầm lấy hai tấm ảnh trong tay của chị. Một người là người đàn ông mà cô hay nhìn thấy trong tivi, còn một người là người chị của cô năm 17 tuổi. Trên xác an nhiễm không khóc Cũng không cười Chị à Chính là vì người đàn ông này sao An nhiễm cười nhạt Tờ báo mỏng manh bị chị cô nắm chặt trong lòng bàn tay Nắm thật là chặt Qua làn nước mắt mờ ảo Cô không nhìn rõ những chữ được viết trên tờ báo Ánh mắt của cô trực tiếp Nhìn đến tờ báo vừa bị cắt bỏ Là ngày mai sao Người mà chị gái cô yêu ngày mai sẽ kết hôn cùng với một người phụ nữ khác An à nhiễn miếm chặt môi cảm thấy trong lòng vô cùng đau khổ. Cô được chị gái mình bảo vệ vô cùng tốt, chưa từng tiếp xúc với thế giới tàn khốc bên ngoài. Đây là lần đầu tiên trong 16 năm trời, cô gặp phải một sự thật kinh khủng tàn nhẫn đến như vậy, lại là chính việc chị gái chết trước mặt mình. Cô bưng tấm hình trong tay ra, mà ôm chị gái vào trong ngực, rút giấy từ trong hộp ra, chậm rãi lau từng vệt máu trên mặt của chị, lau đến khi sạch sẽ. An nhiễm đứng lên dùng thân hình nặng nề gầy khò của chị đặt ở xuống giường. Xong xuôi cô bình tĩnh, lại nhìn mặt chị gái thêm một lần nữa. Cuối cùng vẫn cắn chặt trăng, lấy một tấm chăn màu trắng kéo trùm lên. Lúc xoay người trong nháy mắt, cô đột nhiên phát hiện trên bức hình rơi ở trên sàn nhà. Có một dòng chữ đã bị nhòe. Cô ngồi xồm, ôm tấm hình nắm chặt lại cẩn thận đọc từng chữ. Em thật là hâm mộ người phụ nữ sóc cả cho anh. Em hy vọng người đó là em nhưng là em của tuổi 17. Đây là lần đầu tiên em cảm thấy khen tị và cũng là lần cuối cùng. Lòng ngực của An Nhiễm giống như bị siết chặt lại, cơ hồ không có cách nào hô hấp, trên khuôn mặt non nớt xuất hiện một sự âm trầm không phù hợp với số tuổi. Chị hãy chờ xem đi, ai cũng đừng nghĩ mà gấp đi thứ chị muốn, ai cũng đừng nghĩ sẽ cướp đi hạnh phúc của chị, em sẽ làm cho cái người dám cướp đi hạnh phúc của chị phải trả giá gấp trăm nghìn lần, vạn lần. Cô khăn khăn cầm nhẹ, chợt giống như là điên nắm lấy những tờ báo bay tán lặn trên sàn nhà, cùng với bức hình của thân tống hạo cắt ra tờ báo, hùng hăng mặt lật đi lật lại. Không hết hận còn ném cả ra ngoài. Tờ báo bị ném trên tường, chỉ phát ra âm thanh nho nhỏ. Trong căn hộ cực kỳ yên tĩnh, trên ban công vốn dĩ có mấy bồn lô hội xanh mướt cũng đã khô héo mà chết đi. Chủ nhân không có ở đây, ngay cả hoa cỏ cũng mất đi sinh mạng hay sao? An nhẫn bất lực ngã trên mặt đất Khóc rống lên Trong căn hộ to như vậy Trên giường là một người phụ nữ trẻ vừa mới chết đi Còn trên sàn nhà là một cô gái 16 tuổi bò lồm ngồm Bả vai của An nhiễm kịch liệt lay động Tiếng khóc không một chút nào đè nén Bị cao thét ra ngoài Cô đã quyết định Một quyết định khiến cho cô trọn đời Phải hối hận không thể nào sửa đổi Một bước Bước ra khỏi bậc thang cổ cô viện dưỡng lão Hoàn nhân thơ dài một cơ nhẹ nhõm Quả nhiên ký trời tốt trời xanh ngói đỏ, từng làn gió nhàn nhạt, tuổi thổi qua chiếc quần cột mỏng của cô. Mái tóc không dài lắm, kim thành đuôi ngựa, nhìn cô giống như một học sinh trung học. Tinh thần của ba cô đã khá rất nhiều. Cô nói cho ba cô biết rằng cô muốn kết hôn. Ba đưa tay sờ sờ tóc cổ cô. Đã lâu lắm rồi ba không gặp cô, nhưng ba không nói gì cả. Hoàn nhàn mặc dù trong lòng có một chút khó chịu, nhưng cô vẫn muốn đợi. Đợi đến khi ba cô có thể đứng lên cô có thể đưa ba trở về nhà đi lại cô biết chỉ có ở trong căn phòng của mẹ ba mới có thể vui vẻ xe của anh dừng lại cách đó không xa chiếc xe nổi bật khiến cho người qua đường không khỏi nhìn thêm mấy lần hoàn nhan đi tới mới nhớ tới không có một người gọi điện thoại trong chủ để xin nghỉ nên cô rút điện thoại trong túi ra rồi bắt đầu bấm số nhưng còn chưa bấm xong cô bỗng nhiên lại sửng sốt tin tức cô kết hôn thật sự phải nói cho những người trong công ty sau mà báo rồi bọn họ có đi không em đang nghĩ cái gì vậy chứ anh tay cô mở cửa xe ý bảo cô đi vào cũng nhìn thấy một khuôn mặt đang ngần người ra anh vén mái tóc dài của cô lên trên trắng sạch sẽ không có một chút son phấn khuôn mặt hình trái tim nhỏ nhắn xinh đẹp và luôn cố chấp ngay cả khi mang theo một chút suy tư cũng mê người như vậy ngay cả một cô gái thanh cao kiêu ngạo giống như tô lai mỗi ngày cũng là không đánh phấn lót không đeo giày cao gót thì tuyệt đối sẽ không qua cửa nhưng là có. Thần Tống Hạo tự đáy lòng cảm thán, thật đúng là trẻ tuổi. Nếu như anh nhớ không lầm, Tôi Lai cũng đã qua 27 tuổi, phụ nữ qua 25 già thật lại nhanh. Tôi sẽ nghỉ để kết hôn, có phải phải báo cho đồng nghiệp không? Cô quan sát anh, bởi vì đeo kính trầm nên cô không hiểu rõ sự biểu cảm trong đôi mắt ấy. Tùy em thôi. Anh tỏ vẻ con sao cả mờ miệng, có quan hệ gì chứ? Sớm muộn gì thì thiên hạ đều biết, tội gì phải gạt ai hoàn nhàn than một tiếng cảm thấy tự đáy lòng không biết là tư vị gì có người nào mà kết hôn lại giống như cô không muốn cho người khác biết hay không cơ chứ chỉ tiếc là cô bước phải xuống núi cô còn không muốn bị bạn học nữ trong lớp kia cười chết hơn nữa cô cũng muốn dù sao trong lòng vẫn có một chút chờ đợi khi anh đeo chiếc nhẫn vào trong tay cô cô thừa nhận đã nộp khí giới đầu hàng chỉ là sự tự ái cùng với kiêu ngạo làm cho cô gắt cao chống đỡ không muốn tuân ra một chút tình cảm mỏng manh, đè nén lại sự tách tự thách ở trong lòng. Suy nghĩ một chút, cô soạn một tin nhắn ngắn, dù sao cũng là đồng nghiệp, cô không thể không cần nhân tính như vậy. Lên xe, anh chở cô chạy thẳng tới trang viên của thân gia. Trước hồn lễ một ngày, tần đường tử mới lần tứ gai gặp thân gia xa, xa và cha mẹ chồng. Hòa nhăn trong lòng không khỏi cảm thấy thoải mái, nhưng lại không thể nào mà không nhắm mắt nghênh đón. Giải đất nhanh đã dừng lại ở trong trang viên Hoàn nhân bình ổn lại tinh thần Lại phát hiện nhịp tim loạn xạ Không thể nào cống chế được Tại cô nếu chặt lấy phạt áo Có một chút lo lắng mà nhìn anh Thân thống hạo à Tôi có một chút sợ Một bên anh mở cửa xe Vừa không chú ý để nói Ông cụ rất là thích cô Nên không cần phải lo lắng Về phần hai vị kia Cô không cần phải để ý đến bọn họ có thái độ gì À Cô không hiểu hai vị kia Chính xác làm cha mẹ chồng của cô sao Anh dừng môi cười một tiếng Tiện tay đem mắt kính Đưa cho người giúp việc Lại nắm lấy tay của hoan nhăn hướng về biệt thự Đi tới Đúng, chính là hai người mà cô đang nghĩ đó Anh dừng môi cười một tiếng Tiện tay đem mắt kính đưa cho người giúp việc Nhưng mà đó là ba mẹ của anh đó Cô không hiểu anh Làm sao giải đuối với người thân sinh ra Mình mà lạnh nhạt vô tình như vậy Đề quả thực là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi rồi anh trầm mày lại, cánh tay đang cầm lấy tay cô siết chặt một chút. Nếu như không phải họ là người thân sinh cho anh thì anh đã sớm đem bọn họ đuổi cho khỏi thân ra rồi. Hoa nhàn thật là kinh ngạc và bất ngờ, chỉ cảm thấy nỗi băn khoăn trong đáy lòng càng lớn. Quả thật thời gian lâu như vậy, cô chưa từng nghe anh nhắc tới qua ba mẹ, ngược lại ông cụ lại là người được anh nhắc tới nhiều nhất, chỉ là hiện tại cô có nói cái gì cũng không hỏi được cặn kẽ, không thể làm gì khác hơn là đi một bước mà nhìn một bước. Hoàn nhàn đi theo thân tống học đi vào phòng khách. Từ xa xa nhìn thấy thân xa, sắc mặt hồng hào, còn người kẽ dây chuyển, liền rơi vào hai ánh mắt đang tùy ý quan sát. Trong lúc nhất thời tẹn tùng đỏ mặt, cuồng quyết mà cúi thấp đầu, cũng không dám nhìn nữa. Nhàn nhà đầu à, còn so với lần trước xem ra càng xinh đẹp hơn. Ánh mắt của tiểu tử thối thật là không tệ nha. Ông cụ trung ký mười phần mà mở miệng nói. Thần Tiểu Khang lập tức cùng thuận theo lời của lão xa tử. Quả nhiên, ánh mắt lần này của Tống Hậu thật đúng là không kém. Cái gì là không kém chứ? Cũng chỉ là một tiểu nha đầu nghèo có, có cái gì mà đáng không kém với không kém sao? Thích dùng dùng để mặt kinh thường cùng với kinh bỉ mở miệng. Tại sao một con nhà đầu không có gì tốt đẹp như vậy lại đem con trai bà cướp lấy? Bà nỗ lực nhiều năm như vậy, con trai vẫn không thèm đem một chút tình cảm nào cho bà cả. Một câu mẹ cũng không thèm gọi bà cầm miệng lại cho tôi. Thần Tiểu Khang vừa thấy ông cụ muốn nổi giận thì cuống quyết quát lớn, nhưng Thích Dung Dung vẫn trừng mắt nhìn ông chẳng hề để ý. Chẳng lẽ là tôi nói sai sao? Nếu cô ta tốt như vậy thì có thể là chưa kết hôn mà có con sao chứ? Cô ấy dù không tốt như thế nào, còn tốt hơn so với một người phụ nữ đã kết hôn rồi vẫn còn ở bên ngoài lôi lòng mà nêu con riêng. Thành âm của thân tống hạo lạnh như băng, lại mang theo một sự phấn nộ mà cất rống lên. Hứa hoàn nhàn nghe xong những lời này thì giống như bị xét đánh ngang tay ngây ngốc tại chỗ. Cô chưa từng nghĩ qua thần vô nhân lại ghét cô như vậy có thành kiến sâu như vậy đối với cô. Nhưng việc chưa kết hôn mà có con dẫu gia tình nhà chồng như thế nào kiên kỵ công thích cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cô không phản bác được nhưng không ngờ thân tống hợp bên cạnh lại lập tức ôm cô công một chút e rè cất giọng phản bác trở về cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tích thích sung rung đang kiêu ngạo Như đang bao bọc trong một mảng sương mù buồn bực không thốt nên lời Mà sắc mặt của thân Tiếu Khang lại càng nổi giận ho khăn Nhưng cũng không lên tiếng chỉ trích thân Tống Học một câu Thôi đã rồi Dung à Còn trước tiên hãy đỡ Tiếu Khang về nghỉ ngơi đi Đừng có mà làm ổn nữa Ông cụ uy nghiêm mở miệng hoa nhăn vừa kinh ngạc Nhưng không nghĩ tới ngay cả ông cụ Cũng không trách cứ gì thân Tống Học Chẳng lẽ là Trong lòng cô cả kinh Chẳng lẽ người phụ nữ mà thân Tống Hạo nói chính là thân phương nhân sao? Hoàn nhan lập tức sợ hãi sừng sốt. Cô chính là nghĩ như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến. Thần Tống Hạo lại sinh trưởng trong một gia đình như vậy. Cô lén lén nhìn anh, lại phát hiện ánh mắt của anh lạnh như một mảng băng. Tự hồ ẩn nhẫn kiềm chế không thể nào không giận nổi. Loại tâm tình kia là thương cảm hay sao? Cô đoán công ra, chỉ là ánh mắt của anh bây giờ giờ phút này, đuổi theo bóng sáng của thích sung sung. Trong ánh mắt ấy mang theo sự quật cường, mang theo sự cố chấp, còn mang theo một chút xíu rõ ràng là sự chờ đợi, làm cho cô không khỏi có một chút đau lòng. Nhàn nhà đầu à, còn tới bên cạnh Gia Gia đi. Thần Gia Gia cười hít mắt ngoắc ngoắc tay với cô, tự hồ màn trình diễn vừa rồi bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. Hoàn nhàn hơi túng quẫn, nhưng cũng ngoan ngoãn đi tới. Thần Gia Gia đứng lên, trên dưới dò xét cẩn thận mà nhìn cô mấy lần, đáy mắt của Hoàn nhàn tràn ngập cảnh giác. Còn tại đây cùng ra ra một chút đi Hoàn nhàn có một chút lo lắng Quay đầu nhìn thân tống hậu Anh vẫn trầm mặc ngồi ở trên ghế sa lông Không nói một lời nào buồn bực cúi đầu hút thuốc lá Không có chuyện gì đâu Nhàn nhà đầu à Ở cùng ra ra một chút Ra ra có lời muốn nói với con Thân ra ra cầm lấy tay của hứa hoan nhăn dắt cô đi như một đứa trẻ về phòng của mình Hoàn nhăn luống cuống Lại không đành lòng mà cự tuyệt Không thể làm gì khác hơn là tâm thần tất thẳm đi theo ông cụ vào phòng. Ở trong phòng khách an tĩnh, cơn gió mùa hè thổi qua cuốn tấm rèm cửa sổ tung lên, giống như tay áo của một nghệ sĩ đang bay múa. Trên ban công là một mảnh hoa rực rỡ. Thần Tống Hạo đứng ở phía trước, đi tới cửa sổ, hình như là trên ban công tầng 2 có tiếng tút tít nho nhỏ truyền tới. Anh ghé vặn lông mày, đáy lòng phiền não lại càng nhiều hơn. Thành âm đức cản truyền đến làm gió thời qua nóng san làm cho lòng người càng thêm phiền loạn. Hứa hoàn nhân cũng ra ra không biết đang làm cái trò gì. Qua một lúc lâu cũng chưa thấy ra ngoài. Thần Tống Hạo bình tĩnh lại, trong lòng có một chút hối hận. Hối hận mới về rồi sáng sọng nói mấy lời kia với Tích Dung Dung. Tự hồ chuyện này dường như là có một chút quá đáng. Còn Tích ai thì đó là tự do của nó. Thật không dễ dàng nó mới đồng ý kết hôn. Bà xem, bà còn quấy rối sao? Tôi quấy rối sao chứ? Nỗi cổ tâm trong lòng tôi Người các con biết Ông còn không rõ ràng hay sao hả Từ hơn 20 năm nay Nó ngày càng một tiếng mẹ cũng không gọi Ông biết trong lòng tôi có tư vị gì hay không cơ chứ Bây giờ nó lại tùy tì tiện tiện Muốn tìm một người nói là muốn kết hôn Ông xem cái nhà đầu kia Còn bé đó có chỗ nào tốt chứ Rốt cuộc Bà có chịu hiểu hay không hả Nó thích là được Dùng dùng mà Tôi chính là không chịu hiểu đó Tại sao con tôi đích ruột sinh ra Lại không thân thiết với tôi Đừng khóc nữa Tôi đã sớm hối cải rồi Nhưng nó vẫn mặt lạnh với tôi Tôi sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa chứ Ngay cả hôn sự con trai cũng không được chen miệng vào Mặt mũi của tôi để ở đâu Còn nó đã muốn như thế Chúng ta cũng không thể làm gì được Không sao dung dung mà Dù thế nào thì ngày mai cũng là hôn lễ của chúng rồi Bà cần phải xinh đẹp để tham dự chứ Thanh âm dần dần biến mất Cũng không còn nghe nữa Cho đến khi bên tay truyền đến một tiếng động nhỏ Thần tống hạo giật mình tỉnh lại Anh như thế nào lại nghe dậy hơn 20 năm anh cùng bọn họ lạnh nhạt. Anh không nói một câu nào với bọn họ. Có lẽ trong tiềm thức của anh, vẫn là tha thiết muốn nghe bọn họ gọi tên của mình. Tôi đợi rồi, các con trở về nghỉ ngơi thật tốt. Hồ lễ ra ra vụ trách cho. Bảo đảm sẽ không có một chút sai sót nào cả. Con đi thử áo cưới, rồi điệu thử cái vương miệng bằng kim cương. Đó là trang phục năm đó bà nội con đã gả cho ta. Lần đầu tiên nhìn thấy con, ta cũng biết chỉ có con mới xứng đáng để mặc nó mà thôi. Thần lão ra thao thào nói bất tuyệt. Hứa hoàn nhàn mắc cỡ đào mặt hồng hồng giống như là tôm luộc. Cô nhăn nhón lo lắng, không dám hé răng, lại không dám ngừng đầu lên. Mờ mịt tự như là sương mù, hình như cách gì cô cũng phải cả cho anh rồi. Thần lão ra không để ý thấy cô căng thẳng. Cô ý cầm lấy tay cô, để vào trong lòng bàn tay của thần tống học tự nhiên nói. Tóm lại, hai đứa tụi con kết hôn rồi phải cố gắng sống thật tốt. Ông nội còn sống một ngày nào đó, cũng không cho phép tụi con giận dỗ cũng không được chia tay. Câu nói sau cùng, ông giống như là hướng về thân Tống Hậu mà nói. Ý nghĩa lời nói sâu xa, ánh mắt sắc bén. Thần Tống Hậu nhuền miệng cười, dùng sức mà nắm tay của hứa hoan Nhan nói. Ông nội à, người yên tâm đi. Tất cả lời con dặn của ông, tụi con sẽ nghe theo cả. Bàn tay của hứa hoan Nhan bị anh nắm chặt đến mức đau nhức. Cô ngừng đầu nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn lại. Ánh mắt rơi trên mặt của cô, nhàn nhạt, một tia ấm áp. Cô chua xót thầm nghĩ. Đây cũng xem là uy hiếp, cũng là một loại cam kết sao. Nhưng mà ông nội có thể sống tới lúc bọn họ răng long đầu bạc hay sao? Có thể can thiệp vào cuộc sống của bọn họ đến mức như thế nào chứ? Chưa từng kết hôn, nhưng cô đã đoán được chuyện tương lai sau này của cuộc hôn nhân này. Đi đi, dẫn nhà nhà đầu đi tự áo cưới đi. Ông nội thân hài lòng gật đầu, bương tay hai người ra, khóe mắt tự như hơi ươn ướt, ướt. Hai người vừa đi ra khỏi phòng khách, ông lại không yên lòng đuổi theo mấy bước tha thiết nhìn anh nói. Tống Hạo à, mẹ con hiện giờ rất lọc buồn lòng, đừng chọc giận đến mẹ con nữa. Anh lập tức sừng sốt, một hồi lâu sau mới từ từ hiện ra ý cười. Ông nội à, ông cho con một chút thời gian, con sẽ thu xếp cho tốt. Đi đi, tụi con nhớ phải thật tốt đó. Tạm biệt ông nội à. Hứa hân nhăn quay đầu chào ông, trong cảnh giác hoàn hôn nhìn ông hiền lành ôn hòa, cảm thấy mình thật là may mắn trong lòng tràn đầy sự an ủi. Ông nội đã nói cái gì với cô? Lúc ngồi vào trong xe, thần tống hậu hỏi cô. Hứa hoàn nhàn hơi ngần người. Nhớ lấy lời, lời dặn dò của ông thì cô cẩn thận nói. Ông nội lần đầu tiên nhìn thấy tôi. Đã cảm thấy tôi rất giống bà nội đã qua đời. Thần tống hậu nhướng lông mi lên mà suy nghĩ. Nhìn kỹ tướng mạo của cô một chút cũng không giống với bà nội. In sâu trong trí nhớ của anh một chút nào cả. Không giống một chút nào cả. Tôi không biết. Khi xem hình của bà nội, tôi cũng cảm thấy không giống. Có lẽ ông nội ngày đó nhìn thấy bộ dáng hốt hoảng của tôi là giống bà nội kia còn trẻ. Chỉ vậy thôi sao? Thần Tống Hạo cắt ngang lời cô, cảm thấy ông nội nói chuyện gì đó với cô. Chứ rồi anh muốn biết gì nữa chứ? Hứa hoàn Nhân mở miệng, đem những lời ông nội nói với cô xấu tận đáy lòng. Thái độ của anh kẻ thay đổi một chút, im lặng mà lái xe, hướng về tiệm áo cưới cũng là sản nghiệp của thân gia tới. Bộ váy cưới diễm lệ bà nội mặc năm đó Bây giờ vẫn còn lưu giữ ở trong tủ kính Nếu ông nội coi cô như bảo bối Muốn cô mặc bộ váy cưới có giá trị liên thành đó Anh tự nhiên cũng không có ý kiến gì Đã từng thiết kế nhiều bộ lễ phục xinh đẹp Nhà thiết kế vĩ đại Kỳ Phạm Hy Đã trở thành người thiên cổ Thế nhưng ông vẫn đưa lại cho gia tộc thân thị Một bộ lễ phục xinh đẹp lòng bằng Đổ ra truyền Tuy bộ váy cưới hoa lệ này đã có từ lâu rồi nhưng khi nhìn vào vẫn làm cho người ta rung động lòng người. Trước ngực áo kiểu dáng thiết kế trên giản hở lưng, phần eo thắt lại, làn váy tôn sát thật dài. Tuy kiểu dáng không mới nhưng vẫn tràn đầy ý vị. Đã có sắn thợ may cao cấp chờ ở một bên, nếu mặc vào chỗ nào không vừa ý thì suốt đêm sẽ có người sửa lại cho kịp thời gian. Chẳng qua, giống như sắp đặt sẵn, bộ váy kia, kia giống như may theo vóc người của hứa hoan nhan Ngay cả thân thống học cũng sững sờ. Đối với hai người phụ nữ không có một chút liên quan gì đến nhau cả. Thế mà cùng chung một bộ váy cưới xinh đẹp độc nhất vô nhị. Anh đầu tiên là kinh ngạc. Kinh ngạc này là tại sao lại trùng hợp như thế? Váy cưới làm cho bà nội mà không ngờ cô lại mặc vừa vặn, giống như là đặc biệt làm riêng cho cô. Khi cô mặc nhìn thật là ý vị, nhưng dần dần đáy lòng dâng lên một nỗi buồn bực, tâm tình phiền não. Tất cả những thứ này đều là chuẩn bị dành cho Tô Lai. Muốn cô ấy được vui vẻ sung sướng, anh chưa từng bao giờ nghĩ tới lại dành cho một người phụ nữ khác Nếu như vừa vặn Chúng ta hãy trở về Anh trần thấp giọng nói Bình tĩnh mở miệng Hứa hoàn Nhan kinh ngạc nhìn anh Rồi sau đó quay đi thay bộ váy quế Cùng anh tiến ra ngoài Đưa cô đến chung cư Anh không xuống xe cũng không quay đầu lại Tối nay là đêm độc thân cuối cùng Bọn trần nhị A Dương hẹn tôi đi uống rượu Cô vào nhà trước không cần phải chờ tôi Không để cô trả lời Anh quay đầu lái xe rời khỏi chung cư hứa hoàn nhàn dững giờ đứng yên tại chỗ thái độ của anh chuyển biến quá nhanh nhưng mà người nên cảm thấy bất công ất ức phải là coi nha thái độ của anh như vậy là để cho ai coi đây xe dừng lại ở bên ngoài quán bar xa ra anh không gọi điện thoại tìm trần nhị a dương cũng không gọi cho kỳ chấn một mình đi tới quán bar này lần đầu tiên không vào phòng bao riêng mà ngồi ngay trước trước quầy bar ồn ào gọi cho mình một ly whisky đậm đặc anh cần uống rượu để mình thêm dũng khí Cưới một người mà mình không hề yêu thương Đối với hứa hoan nhân thật ra mà nói Không ra là loại tình cảm nào Nhưng anh dám thì Sẽ không giống như là tình yêu đối với Tô Lai Mới uống một ngụm rượu Một số cô gái ăn mặc diễm lệ Đi tới vây quanh anh Thế nhưng lần đầu tiên Anh lại không có ý định cự tuyệt Đối với cô gái lẳng lơ này Thành thạo mời các cô uống rượu Thần Tống Họng ngửa đầu Dốc ngược một ly cạn sạch Lấy thuốc lá ra đốt cô bé ngồi đối diện của anh cũng lấy ra một điếu thuốc tiến tới anh trai à em chăm sóc giúp anh nha anh nhớ mắt lạnh bộ dạng phóng đắng mà nhìn cô gái tờ dáng vẻ chờ đợi và đáy mắt lé lên anh có thể nhìn xuyên qua bộ đồ mặc như là không mặc tuy là không thích nhưng anh cũng không cự tuyệt chính là anh muốn tổn thương cô một lần giống như chỉ có vậy mới cam lòng lấy cô người phụ nữ tự đốt điếu thuốc lại gần sát môi của anh thân thể hoàn toàn nghiêng về phía trước bầu bầu ngực lộ ra căng phòng sợ hai ngực lại hiện ra một rãnh sâu hôn hút thần tống hạo nhìn cũng chưa nhìn đến cô gái rồi sau đó hất lên mái tóc hung hăng hít một hơi chậm chạp cợt nhà và thuốc vào mặt cô gái cô gái ra vẻ nhu mì mở miệng ủy khuất nhìn lại anh thần tống hạo dương môi cười một tiếng đưa tay kéo cô ta ôm vào trong ngực bưng một ly chứa đầy rượu đưa đến bên miệng của cô ta cô gái ở trong lòng vui mừng lại làm ra vẻ tiểu lượng của mình kém nhìn người đàn ông ở phía trước mặt. Cô cũng giống như các cô gái kia từng trận vui mừng. Liếc một cái, cô cũng thấy được con mồi trước mắt này là giàu có cỡ nào. Vận số cô tối nay thật là tốt. Người đàn ông này dáng dấp chẳng những cực kỳ anh Tuấn, tuyệt đối là có nhiều tiền. Nếu như không câu được anh ta, nếu như chỉ một đêm thôi thì thù lao chắc chắn cũng là không ít. Huống chi... Cô gái đôi mắt bốc lửa, chăm chú nhìn vào người đàn ông đang say rượu ở trước mặt một người đàn ông anh tuấn như thế này còn nhiều mềm mại ngã vào người của anh ta thì ai trong số chị em ở đây cũng đều là nguyện ý ngày sau đó quét mắt một vòng quả nhiên các cô gái đi cùng với cô trên mặt tràn đầy khen tị nhìn cô rồi bày ra dáng vẻ lẳng lơ chờ cô sơ hở liền nhào vô đoạt lấy vị trí này nghĩ tới đây thân thể cô gái càng dựa vào thêm một chút bộ ngực đầy đặn giữa khe ngực ánh lên viên kim cương lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn hấp dẫn ánh mắt của người nhìn mà trên người lại tàn ra một mùi nước hoa hòa lẫn với mùi son phấn nồng nặc làm cho thân tống hậu hơi nhíu mi chợt nhớ tới trên người của cô trừ mùi dầu gội đầu trên tóc sau khi tắm rửa hơn thơm dịu nhẹ tàn ra có dựa sát vào người cô cũng sẽ không người thấy đồ loại hương đậm đặc trộn lẫn thật là khó chịu như cô gái này bỗng nhiên hình dáng của cô chợt hiện lên trong đầu của anh khiến anh càng thêm phiền não rất khoát lắc đầu theo bản năng Để cô gái đang sát vào người anh ra Uống không được Cũng không cần quấy rầy tới thôi Anh à em em có thể em có thể uống mà Cô gái suy nghĩ trong lòng Là cho vì cô không uống được Nên mới bị đẩy ra lúng cuống cầm lấy ly rượu ở trên quầy ba Đổ vào rồi uống Anh lắc lắc cái ly trong tay Màu rượu hồ phách dưới ánh đèn Hạnh lên sự trong suốt Nhìn thật là hấp dẫn Giờ cao ly rượu ở phía trước mặt Cách cái ly nhớ mắt quan sát cô gái Khuôn mặt đang trắng bệch Tôi ghét người ta gạt tôi Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa Cô gái sắc mặt lại càng trắng hơn Không cam lòng cứ như vậy mà bị đuổi đi Ai là anh của cô hả Mau đi đi Anh cay nghiệt mở miệng Còn mắt dài mảnh lướt qua cô gái đang quấn lấy anh kinh bị câu môi nói Cô gái kia kinh ngạc Lùi về phía sau mấy bước Bối rối đi thật Nhưng là không cam lòng Người đàn ông này đáy mắt lấy lên một tia sắc bén ở trên khuôn mặt lạnh lùng âm trầm, đơn giản lại khiến cho người ta không ai dám dừng lâu, chỉ muốn cấp đường bỏ chạy. Mấy cô gái ngồi bên cạnh quầy ba, đang giơ cao ly rượu, nhìn một màn bộc phát này cũng giật mình e ngại, không dám tiến lại gần nữa, nhưng vẫn còn tiếc rẻ còn mồi hoàn mỹ như vậy. Có người đánh bạo tiến tới nhưng không dám quá gần. Ánh mắt người kia nhàn nhạt, nhạt quét qua các cô mấy cái, liền xem thấu trong lòng họ là muốn gì. Thần Tống Hậu trong lòng phiền muộn. Có một cách anh muốn rời khỏi nơi này. Nhưng rồi không can tâm đi xa. Anh chính là muốn một người phụ nữ ở trong nhà của mình. Ý như là cô không đáng kể một chút nào. Bất đắc sĩ anh ép buộc phải cưới. Chứ trong lòng anh cô không phải là gì cả. Cô đến đây. Anh vên mặt hất hằn, Đưa tay chỉ vào cô gái có mái tóc dài ngồi hơi xa anh một chút. Cô gái thật nhìn trang điểm cũng công cô đến mức lòi lẹt. Ánh mắt nhìn cũng không quyến rũ người ta giải tán thôi. Các cô gái ngồi xung quanh trợn mắt, nhìn chăm chăm vào một cô bé, rồi sau đó thẳng mắt đi tìm kim chủ khác. Cô gái bị đình chỉ, tự nhiên giật mình công tin. Đã tới đây chơi, có người đàn ông nào lại không thích phụ nữ lặng le xinh đẹp. Mẹ cô nhiều lần nói như vậy, nhưng cô vẫn không quen trang điểm lè lẹt như vậy. Nhưng mà bây giờ người đàn ông này, anh ta làm sao lại chú ý đến cô chứ? Thoạt nhìn anh ta tuấn tú lại có khí chất như vậy căn bản không giống lại nhà giàu mới nổi. Cô giờ phút này cúi đầu nhìn lại mình, vừa lưới mắt cá phong trần váy ngắn, không tránh khỏi ngại ngùng, nhưng rồi ánh mắt đi tới. Uống rượu đi. Anh trực tiếp cầm ly, đồ rượu đã đầy đưa tới trước mặt cổ cô, im lặng mà thưởng thức. Cô gái vân tay cầm ly rượu mạnh lạnh như băng. Cô vào ngày này chưa lâu tiểu lượng không khá nhưng cũng không từ chối, ngoan ngoãn uống một hơi cạn sạch. Thần Tống Hạo thâm thúy liếc nhìn cô một cái mơ mờ, mờ màng màng ngà ngà say nhìn qua mặt cổ cô đỏ hồng như là cánh hoa anh đào bộ dáng thẹn thùng khác biệt những người phụ nữ kia vươn tay ôm cầm sau so mặt cổ cô lại để cho cô đối diện với anh nỉ non mở miệng cô tại sao con câu này đã làm nghề này con không buông thả hay sao trong ánh mắt của cô gái cảm thấy xấu hổ vô cùng nhưng cũng không đáp trả lại quả thật cô cũng không phải là trong sạch gì tuy rằng làm nghề này mới chỉ ba tháng nhưng anh ta cũng nói không sai Giúp tôi, vào một căn phòng Anh nói với người pha chế rượu đứng sau quầy ba Thân hình cô cô gái cứng đờ Anh ta làm muốn dẫn cô vào phòng riêng sau Bình thường cách muốn vào phòng riêng thì đã có ý đồ xấu xa Chẳng qua lần này cô có một chút bất an Tự ti Nhưng rồi lại cao khát mơ ước Nhân viên pha chế rượu rất nhanh quay trở lại Thần Tống Hạo đứng lên Thân hình cao lớn tân mỹ vô cùng Anh cúi đầu lướt nhìn một cái nói cô lo lắng cái gì chứ không biết qua mấy phút anh mới cảm thấy hứng thú đôi tay leo lên người cô gái bắt đầu tô bạo vuốt ve từ trên xuống dưới thân hình của cô gái cứng đờ nguyên lai nửa nằm trên người của anh nhưng lập tức thân thể bị đè xuống dưới thân thể bé nhỏ đụng vào phòng ngực trắng chắc của anh không coi bị đau mà rên lên một tiếng đang định đứng lên thì bàn tay của anh di động đến eo cổ cô hơi lưỡng lự nhưng rồi cắt cao nắm chặt lại đem thân thể hai người ép chung một chỗ hòa hợp. Lo sợ sao? Anh giống như uống nhiều rượu, nhắm mắt lại khăn khăn mở miệng. Tuy rằng trong ngực đang ôm một cơ thể mềm mại, nhưng cũng không làm cho anh bị trêu đùa mà đứng lên. Cô gái cắn chặt môi dưới, ngón tay từ bên ngoài áo khoác sơ mi, nhẹ nhàng tiến vào trong ngực của anh, dọc theo cơ bực bền chắc, bắp thịt bóng láng, vẽ theo đường cong tuyệt mỹ xuống dần, đến đầu khóa dây nịt lạnh lẽo. Cô gái hơi chần chờ nhưng rồi theo thói quen nghề nghiệp, hơi lộ ra một nụ cười quyến rũ. Đầu ngón tay kêu kích vẩn trên người anh lúc nặng lúc nhẹ. Thì ra cô cũng dần dần thay đổi giống như những người phụ nữ kia. Ngón tay hơi dùng sức, một tiếng ba vang lên, thật lưng đã rời ra. Giờ phút này, thần Tống Hạo không có một chút khoái cảm nào. Ngược lại, anh muốn biết vào tối trước ngày hôn lễ. Khi anh mang theo hương vị của người phụ nữ khác trở về nhà, cô còn có thể duy trì thái độ bình tĩnh mà anh chán ghét hay không? Anh vẫn còn đang suy nghĩ lung tung, thì chợt điện thoại trong túi reo lên. Thần Tống Hạo cao mày, nhớ mắt nhìn vào màn hình. Cái tên cổ hoàn nhăn hiện thị ở trên màn hình điện thoại. Tim bất giác đập nhanh một nhịp. Anh có một chút vội vã, lật đật bấm nghe. Cô gái đang nằm trên người anh thức thời, khéo léo không động đậy nữa. Đôi mắt cô gái khóa lại trên khuôn mặt đẹp trai, lén lén mà suy nghĩ là ai mà khiến cho anh ta có vẻ mặt như vậy. Có chuyện gì sao? Mà dù trong mắt anh lóe sáng, nhưng lời nói giọng điệu vẫn cứng rắn ra vẻ bực mình. Ông nội vừa gọi điện thoại, đến hỏi chuyện tôi thử áo cưới như thế nào, lại còn bảo đưa điện thoại cho anh nghe. Âm thanh của cô dịu dàng, nhưng không phải như trong tưởng tượng, cô gọi đến tìm anh để hỏi sao khuya quá như vậy vẫn chưa về. Anh mím chặt môi, sự ấn đường trao lại càng nhiều hơn, điện thoại đầu bên kia không chờ anh trả lời, giọng nói nhàn nhạt, nhạt cắt lên. Tôi giúp anh nói rồi Nói trong công ty có việc cấp anh phải đi xử lý Nếu một lát nữa ông gọi điện thoại cho anh Thì anh cũng đừng lộ ra kẻo ông lại giận Cô nói xong Vẫn không nghe động tính từ đầu dây bên kia Không khỏi cất cao giọng lên Này thân tống học Anh giật mình sự tình Tay cầm điện thoại siết chặt lại Cũng không hiểu sao chật giận dữ Có một chút chuyện nhỏ như vậy Cũng gọi điện thoại cho tôi sao hả Hứa hoàn nhăn ngần người cũng không dằn được tức giận lên tiếng trả lời. Nếu đã như vậy thì tôi cúp máy đây. Cô vừa bỏ điện thoại xuống, định tắt máy đi. Chợt nghe thấy đầu dây bên kia rống to. Hứa hoàn nhàn. Khẽ rôn rầy, hai hàng lông mày thanh tứ cao lại. Cô tức giận cầm điện thoại trong tay định tắt máy luôn. Thì giọng nói của anh lại bất chợt vang lên. Hứa hoàn nhận cô đáng chết. Cô thử tắt máy xem. Đầu bên kia, người đàn ông giống như đứa trẻ cầm thét nổi giận. Hứa hoàn nhằn ngây ngốc ngồi ở trên tường, đưa mắt mà nhìn xung quanh. Cành phòng ngủ trống trải vắng lặng ở bên trên bệ cửa to lớn không có một tiếng đóng lạnh gió đêm vờn cuốn quanh màn cửa trên cao ở bên ngoài tầng lầu ánh đèn tươi thất một cái đêm đã về khuya bất chợt cô cảm thấy mệt mỏi luôn nhận nhượng như thế này nhưng lại bị người đàn ông vui buồn thất thường này quản chế cô quả thật mệt mỏi từ tinh thần cho đến thể xác anh còn muốn nói gì sao cô cầm điện thoại đưa cách xa tay không hướng thú mở mở miệng. Tại sao cô không hỏi tôi bây giờ đang ở đâu? Bao giờ thì về chứ? Thần Tống Hạo bật thốt lên, rồi lại kinh ngạc sừng rốt. Thì ra trong lòng anh đang chờ đợi, vẫn là muốn cô quan tâm hỏi thăm anh sao? Anh đang ở đâu? Khi nào thì trở về? Cô còn một chút phản bác, thật là biết điều kéo léo mở miệng hỏi anh. Đáy mắt của thần Tống Hạo chợt âm u sâu hơn một tầng. Anh vùng tay đưa điện thoại di động ra khỏi tay, rồi ngay sau đó bấm nút tắt đi. Cô gái từ trên người anh tránh qua một bên, ngồi co lại một góc sofa không dám hé răng, chỉ mở to đôi mắt mà nhìn anh. Anh hình như rất là tức giận, là âm thanh nhẹ nhàng dịu dàng của cô gái truyền ra từ trong điện thoại di động đã làm cho anh tức giận sao. Qua một hồi lâu, điện thoại di động vẫn là im lặng, anh tức giận không sao chịu nổi hầm hừ gọi lại. Chuông đầu dây bên kia đổ ra một hồi lâu, mới có tiếng nhận máy anh càng tức giận hung hăng mở miệng. Cô đang làm gì? Sao lâu như vậy mới nghe điện thoại hả? Đi ngủ, cũng gần 12 giờ rồi. Cô miễn cưỡng ngắp một cái rồi trả lời, cáp chặt áo ngủ đang mặc ở trên người. Vừa mới vào phòng nằm xuống, ở ngoài phòng đã có tiếng chôn điện thoại vang lên, thật là đáng kết. Cô thế nhưng lại không có chuyện gì xảy ra, ngay sau khi anh cúp điện thoại liền bỏ đi ngủ sau. Chẳng lẽ trước ngày cưới, anh bỏ ra ngoài tìm người phụ nữ khác để vui vẻ, một chút cô cũng không quan tâm ư. Nếu như đã chấp nhận kết hôn cùng với anh, xác nhận anh là chồng, thì tại sao lại đối với hành động của anh, làm như là thờ ơ lạnh nhạt, không có một tia cảm xúc nào chứ? Anh sắp phát điên, nhưng anh lại không nhận ra mình tại sao lại phát điên, là tự ái cùng với kiêu ngạo kỳ bị kiêu khích, cảm thấy mình không phải bách chiến bách thắng, chuyện gì cũng dễ như trở bàn tay, vì thế mà tức giận sao? Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Cô vợ bị bỏ của Tổng Tài. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh truyện Hèm Hôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện.